Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 212. Chương 2111, Bỉ Ngạn Kim Kiều Người Tự Độ 2. Đấu thị là thế gia ngàn năm, mấy đời nối tiếp nhau đều là công hầu. Bách gia lưu phái, có nơi nào đấu chiêu không qua lại. Càng đừng nói y từng ở thiên ngoại giết tà tăng, được đại tự tại Khổ Hải chỉnh sửa phát âm. Nếu thật sự bàn về hiểu biết Phật học, so với gia hỏa được xưng là có Phật duyên này, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên vừa nghe qua, cảm thấy không hợp. Khương Vọng nói, không có cách nào khác, ta cũng không biết bộ nào khác, ngươi nghe tạm đi. Lần sau có thể đọc Kim Cương Kinh, trong đó có một đoạn kinh văn rất hợp với môn sát thuật này của ngươi. Đấu Chiêu đề nghị, được, ta sẽ tìm đọc. Khương Vọng khiêm nhường thụ giáo. Đấu Chiêu vừa đi ra ngoài, vừa tán gẫu với Khương Vọng. Hai người thân thiết giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng linh thức đã va chạm ngàn vạn lần trong nguyên thần hải. Lúc đối mặt với tu sĩ thần lâm bình thường, lục dục Bồ Tát hầu như vô địch. Nhưng lúc chống lại một cường giả như Đấu Chiêu, quả thật có cảm giác bất lực. Thế nào là lục dục, có thể chạm đến đạo tâm của Đấu Chiêu sao? Thuật pháp của đại sở đệ nhất thiên hạ, linh thức của Đấu Chiêu mặc dù không hùng hồn bằng Khương Vọng, thủ đoạn lại không ít hơn chút nào. Thiên hóa vạn huyễn trảm thần đao, chẳng qua chỉ là giết gà bằng dao mổ trâu. Lúc này, mỗi khi y tiến lên một bước, dưới chân như có kim quang lưu chuyển, y càng tiến về phía trước, càng lên cao. Lúc y đến trước mặt Khương Vọng thì xuất hiện một cây cầu vàng kim nối liền. Đầu này nối với đầu kia, bắc ngang trời. Cây cầu này vừa xuất hiện, nhất thời trấn áp tứ hải, khuất phục chư phương. Vượt qua thế giới mộng ảo mà lục dục Bồ Tát tạo ra, trực tiếp đối diện với thần hồn của Khương Vọng. Bí truyền của Đấu Thị, thần hồn sát thuật, Bỉ Ngạn Kim Kiều. Đây thậm chí không phải là sát thuật thần hồn cấp bậc thần lâm, nó vốn là thủ đoạn cấp bậc diễn đạo, là tuyệt học vô thượng của lão thái quân đấu giá. Chỉ vì tu vi Đấu Chiêu có hạn, nên chỉ mới có thể phát huy uy năng cấp bậc thần lâm. Tiếng ca êm tai, ảo ảnh mỹ diệu kia dần đi xa, dường như bị ngăn cách trong một thế giới khác. Đấu Chiêu bước trên kim kiều, thiên kiêu đao trên tay đã sắp hiển linh. Xung quanh người lay động thần quang, có một loại khí thế kinh khủng lan tỏa. Thậm chí đao còn chưa rút, kim thân Bồ Tát của Khương Vọng đã xuất hiện vết nứt. Trong đấu chiến thất thức có một thức chuyên giết thần hồn, đó chính là thức thứ năm là thần hồn hủ. Khương Vọng tất nhiên rất quen thuộc, trong lòng đã sớm diễn luyện vô số lần. Vừa thấy tư thế như vậy, Bồ Tát kia lộ dáng vẻ phục tùng. Thần quang trong nháy mắt ảm đạm, kim thân cực đại ầm ầm sụp đổ. Thế giới mộng ảo nơi thỏa mãn lục dục, mọi uy tưởng cũng bị hủy diệt theo. Dùng phần eo của kim thân Bồ Tát làm trung tuyến, nháy mắt chia thành hai phần. Nửa phần trên hóa thành diễm tước, tản ra đầy trời, kêu to, chít chít, ồn ào và dữ tợn. Nửa phần dưới trực tiếp nát vụn, vô số hắc xà chui ra, càng nhìn càng thấy hung lệ kinh khủng. Dưới tình huống thần hồn sát thuật không chiếm được ưu thế, Khương Vọng lựa chọn dùng sức mạnh linh thức hùng hậu chèn ép, trực tiếp gây nên loạn chiến trong nguyên thần hải của Đấu Chiêu, muốn dùng loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nhưng kim kiều rực rỡ vắt ngang trời này, lù lù bất động, trực tiếp trấn áp mọi thứ. Gì mà thần hồn diễm tước, thần hồn nặc xà, vẫn không thể nhúc nhích, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Đấu Chiêu nâng đao đứng trên kim kiều, lướt mắt nhìn, chỉ thấy một tia sáng vàng kim tản mạn khắp chân trời. Biết thần hồn sát thuật mà mình chuẩn bị riêng cho Khương Vọng rốt cuộc không thể đạt được chiến quả lớn hơn nữa. Đối phương quá giảo hoạt, quá quả quyết, và lại còn chiếm ưu thế trên linh thức, không dễ giải quyết ở chỗ này. Nhưng đây cũng là bình thường, dù sao cũng là Khương Vọng, không phải sao. Y không thèm để ý cười một tiếng, tiện tay chém một đao, dưới sự bao phủ của Bỉ Ngạn Kim Kiều, một đao kia có sự kinh khủng của niệm động tức tới. Đao vừa rơi xuống thì hàn mang lóe lên, đao thế kinh khủng nhẹ nhàng quét qua, chém tan mọi thứ mất khống chế trong nguyên thần hải. Đạp bước xoay người, thân hình đã trở lại trong Uẩn Thần Điện. Màn chiến đấu trong nguyên thần hải này, trong mắt khán giả, chẳng qua chỉ là Khương Vọng và Đấu Chiêu liếc nhau một cái, trong mắt Khương Vọng lóe lên xích quang mà thôi.
nhất niệm bắt đầu, nhất niệm kết thúc. Đối với Khương Vọng, hắn biết một nhân vật như Đấu Chiêu tuyệt đối sẽ không để cho hắn bất cứ sơ hở gì. Phương diện thần hồn nhất định đã sớm có cách ứng đối, nhưng vẫn kinh ngạc với thần hồn sát thuật kia của Đấu Chiêu. Ưu thế linh thức của hắn đứng trước Đấu Chiêu, căn bản khó có thể thể hiện ra. Cũng chính là dựa vào linh thức hùng hồn mới thoải mái tự nhiên bắt đầu trận chiến thần hồn này, thậm chí khi nãy nếu không phải ứng đối thỏa đáng, bị Kim Kiều kia trấn áp tại chỗ cũng không phải không thể. Nếu muốn phát huy đầy đủ ưu thế linh thức, còn cần phải học thêm nhiều bí thuật thần hồn có phẩm chất cao mới được. Ý nghĩ qua vô số, trong mắt chỉ xoay vòng. Trận chiến thần hồn lúc nãy đã hạ màn, chân hỏa đỏ ngầu cũng đã thiêu đốt trên người Đấu Chiêu. Nhưng ngay một khắc sau đó, kim quang vô biên tuôn ra như thủy triều. Cùng lúc đó sóng to gió lớn cuồng quyền, xích hỏa đã bị dập tắt, Đấu Chiêu trực tiếp hiển hiện đấu chiến kim thân. Y căn bản không hề đối kháng tam muội chân hỏa chậm chạp, không cho tam muội chân hỏa có cơ hội thiêu đốt trong thời gian dài, đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Cũng hoàn toàn cho thấy, Đấu Chiêu hiểu biết về tính chất của tam muội chân hỏa. Kim thân vừa xuất hiện, đấu cổ chiến kim. Ánh mặt trời dường như nhất thời ảm đạm, nơi này chỉ có một thứ chói mắt tồn tại. Võ phục màu đỏ viền vàng, bay phần phật trong gió. Thân thể của y như được đúc bằng vàng, thiên kiêu đao dựng thẳng, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách võ đài, chém xuống đầu Khương Vọng. Đao này hạ xuống, có ngàn ngọn núi sụp đổ, vạn dòng sông khô cạn, có chim bay hết, thỏ chết sạch, thấy được vương triều hương thịnh rồi diệt vong, bãi bể nương dâu. Từng màn núi sông chuyển động trong đao thế này, đao thuật Phật tông, đại huyễn nhân đà đao. Trong phạn văn, Nhân Đà La chính là vương của chúng thần, đao này được đặt tên như vậy, có thể thấy được sức mạnh của nó. Trong Nguyên Thần Hải, Khương Vọng dùng lục dục Bồ Tát tạo ra ảo cảnh cực lạc, muốn khiến Đấu Chiêu trầm luân. Bên ngoài, Đấu Chiêu dùng đao này chém ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, muốn khiến cho Khương Vọng mê muội. Quả nhiên là cạnh tranh xít sao, không nhường một phân. Đối diện với một đao như thế, Khương Vọng đạp mặt gạch, không lùi mà tiến, đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trời đất lúc đó giống như lóe sáng trong chớp mắt. Có một tia sáng trắng giống như điện xẹt thoáng hiện trong một kẽ hở rất nhỏ, lóe lên rồi biến mất như ảo mộng. Kiếm vẫn còn trong tay hắn, giống như chưa hề được rút ra khỏi vỏ. Mọi người cũng chưa từng nghe thấy tiếng kiếm ngân, nhưng mà mọi thứ như thiên sơn vạn thủy, chim bay thỏ chạy giữa họ đều đã vụn vỡ. Tầng tầng lớp lớp ảo ảnh mà đại huyễn nhân đà đao chém ra giống như lá vàng trong gió thu, từng mảnh vụn vỡ. Kiếm này của Khương Vọng tên là Nhất Tuyến Thiên, có thể coi là kiếm thức lên cấp của danh sĩ Lạo Đảo, Sinh Tử Câu Cừu. Đã từng đi trên bờ sinh tử ở Đoạn Hồn Hạp, nhảy khỏi dòng sông vận mệnh, lại trở về với dòng sông vận mệnh. Sau khi thành tựu thần lâm, tĩnh tâm tu hành trong Tắc Hạ học cung, chợt có được nhưng không thể viên mãn. Mấy ngày trước, tiến sâu vào biên hoang, săn giết ma vật, yên lặng nghe tiếng chuông lạc đà, nhìn thấy sinh tử tuyến của hai tộc, một kiếm này cuối cùng đã thành hình. Một kiếm vừa chém ra, bên này là trời, bên kia là đất. Bên này là sống, bên kia là chết. Như đao thế đại huyễn nhân đà đao của Đấu Chiêu vụn vỡ, như Phật đà tịch diệt. Lúc này hai người đã gần trong gang tấc, trên người Khương Vọng cũng đã bị đấu chiến kim thân chiếu lên vàng rực. Mà hắn thản nhiên tiêu sái kéo một cái, trường tương tư rút khỏi vỏ, chém ra hàng vạn hàng nghìn kiếm tơ trắng như tuyết, chính là xương tuyết minh. Kiếm khí của hắn hóa thành tơ, giống như đan tâm kiếm của Trương Tuần. Lúc đầu là dùng thần hồn hùng hậu và tinh lực mạnh mẽ chồng lên nhau, dùng biện pháp ngốc nghếch để đạt thành hiệu quả gần gũi. Bây giờ thành thần lâm, ngưng luyện linh thức, nhưng cũng vẫn không đi theo đường của Trương Tuần, mà lợi dụng thất tinh thánh lâu của mình ở mức độ lớn nhất, hòa tan tinh quang vào kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm tơ. So với kiếm khí hóa tơ của Trương Tuần, không tinh khiết, không sắc bén bằng, nhưng lại mênh mông cuồn cuộn, số lượng nhiều hơn. So về kiếm thức, nó không bằng kiếm khí tơ của Trương Tuần. Nhưng mà ở phương diện quán thông tinh lộ của Khương Vọng, dưới tinh quang không hạn chế đổ xuống, nó hoàn toàn có thể hủy diệt kiếm kia của Trương Tuần. Nhưng với điều kiện, sau trận chiến ở Bất Thục Thành lần đó, kiếm khí thành tơ của Trương Tuần không tiến bộ quá lớn. Xương tuyết minh của Khương Vọng hoàn toàn giành được thắng lợi. Một kiếm này chém ra, như trăng sáng treo cao, tuyết rơi đầy trời. Cái gì mà xí dương, gì mà đấu chiến kim thân, gì mà thanh nha đài, nhất thời không thể thấy rõ. Trong tầm nhìn là một màu trắng mịt mờ.
Cho dù với tu vi của Kim Công Hạo, lúc này vận đủ mục lực, cũng không thể thấy hai người trong biển tuyết trắng. Bởi vì thứ gã nhìn thấy không phải là ảo ảnh, không phải là kiếm ảnh, mà là kiếm khí tơ thật sự. Mỗi một đạo kiếm tơ được ngưng tụ từ cực hạn kiếm khí, như có thực chất, cắt vàng chém ngọc. Mà lúc này chúng trải rộng ra, hùng hồn như vậy, mênh mông như vậy, quả thực như biển động trời đông. Chỉ có hai người đang giao chiến là có thể hiểu thấu lẫn nhau. Đấu chiêu ở trong biển kiếm tuyết trắng xóa, khí thế không hề suy giảm, thản nhiên diễn tam thức. Đoạn Trần Duyên, Tọa Khô Thiền, Kiến Bồ Đề, hay cho một thanh thiên kiêu đao hung lệ, lúc này lại trang nghiêm túc mục, tịch diệt chiếu ảnh. Hay cho một đấu chiêu, dùng một bộ đại huyễn nhân đà đao, chém ra sự từ bi, chém ra sự tịch diệt, chém ra như Phật Đà tái thế. Đinh đinh đang đang như gió thổi chuông bạc, leng keng như chùy kiếm va chạm. Tuyết trắng đầy trời thưa dần, rất nhiều kiếm tơ chỉ trong mấy hơi đã bị đấu chiêu bóp nát. Mà y từ trong tuyết trắng mịt mờ xông ra, hồng y viền vàng giống như nở rộ trong tuyết. Xông thẳng đến Khương Vọng, hai tay cầm lấy thiên kiêu đao, khí thế cuồng vọng, đao thế đường hoàng. Chém nghiêng vào cổ, không gian chợt đóng băng, không khí bốn phía trong nháy mắt đứng yên. Trên đỉnh đầu Khương Vọng xuất hiện một chữ chạm đỏ như máu, có một loại cứng rắn hiếm có, viết ra máu chảy đầm đìa. Lãnh khốc vô tình, vô cùng uy nghiêm, Phật tới giết Phật, thần tới chém thần. Đây chính là tuyệt đỉnh đao thuật pháp gia, nhất tự chạm lập quyết. Chương 2112, núi sông vạn dặm trụ trời gãy, 1. Bộ đao thuật nhất tự chạm lập quyết này có lai lịch lớn, nó được pháp gia tông sư Hàn Thân Cư sáng tạo ra lúc còn trẻ. Xét về sự sát phạt quả quyết, có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Mặc dù đệ tử Tam Hình Cung tự do vào triều làm quan, công pháp pháp gia vang rền thiên hạ, nhưng những công pháp do Hàn Thân Cư tự sáng tạo lại không truyền bá rộng rãi. Đấu chiêu học được môn đao thuật này, có thể thấy được phần nào nội tình của Đấu Thị Đại Sở. Phải biết rằng Hàn Thân Cư hiện tại đã là người chấp trưởng pháp gia Quy Thiên Cung, là đệ nhất nhân đương thời của pháp gia. Đao thuật mà lão sáng tạo ra đương nhiên chạm tay có thể bỏng, khuynh gia bại sản cũng khó mà mua được. Mà đấu chiêu đã hoàn toàn nắm giữ tinh túy, một khi thi triển đao này, ánh đao minh diệu, rất có khí thế không thể thay đổi, pháp bất, dung tình. Nhưng so với bản thân bộ đao pháp nhất tự chạm lập quyết này, thứ chân chính khiến Khương Vọng kiêng kỵ hơn chính là cách chiến đấu của đấu chiêu. Đấu chiêu có đấu chiến thất thức được xưng là đệ nhất sát phạt thuật hiện tại, lại còn sử dụng xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể ứng đối với bất kỳ thế cục nào. Bất luận là đại huyễn nhân đà đao hay là nhất tự chạm lập quyết, ở trong tay y cũng không thể mạnh hơn đấu chiến thất thức. Với thiên phú của y, luyện những môn đao thuật này chỉ đơn giản là dùng đao thiên hạ bổ sung cho mình. Vậy vì sao trong trận quyết đấu mà y xem trọng như vậy lại không dùng đến đấu chiến thất thức mà lại thường xuyên sử dụng đao thuật khác? Tất nhiên chỉ có một nguyên nhân, là y cho rằng đây mới chính là lựa chọn chính xác nhất khi thực chiến. Dùng điểm này để suy ngược lại, trước đó giao chiến trong Sơn Hải Cảnh, đấu chiêu đã dùng khứu giác chiến đấu kinh người của mình, thu thập được rất nhiều tình báo. Giống như các loại tình báo về linh thức cường đại, tất nhiên thô sơ giản lược, vừa chạm là biết. Chi tiết hơn như tam muội chân hỏa cần phải có thời gian liễu kỳ tam muội, như hắn phải nhờ vào lạc lối, mới có thể trong lúc chiến đấu không ngừng bổ sung chi kiến, từ trong chiến đấu đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Nắm chắc những tin tình báo này mới là biểu hiện của tài hoa chiến đấu. Cho nên trong cuộc chiến linh thức, đấu chiêu mới chuẩn bị Bỉ Ngạn Kim Kiều để phản chế các thần hồn sát thuật khác. Đối phó tam muội chân hỏa, đấu chiêu lựa chọn dốc ra sức dập tắt nó trước. Lúc đao kiếm va chạm, đấu chiêu thường xuyên biến chiêu, một bộ đại huyễn nhân đà đao vừa xong, kiên quyết dứt khoát đổi thành nhất tự chạm lập quyết, chính vì không cho hắn có cơ hội chi kiến. Y không biết đến sự tồn tại của lạc lối, nhưng mà đoán được hiệu quả chi kiến. Muốn xác nhận điều này không hề khó, chỉ cần xem tiếp theo đấu chiêu có thường xuyên đổi chiêu thức hay không là biết. Nhưng trong lòng Khương Vọng đã có đáp án, hắn chưa bao giờ dám xem thường anh hùng thiên hạ. Sau khi Thái Dần đánh một trận với hắn, lập tức cho Dịch Thắng Phong tình báo tương đối chuẩn xác. Đấu chiêu lại là một nhân vật chiến đấu tài tình tuyệt đỉnh, có thể càng nắm bắt được nhiều chi tiết hơn. Vấn đề chính là, rốt cuộc đấu chiêu còn nhận ra gì nữa? Những phán đoán này chỉ diễn ra trong giây lát, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Lúc đối diện với khốn cục đại đao chém xuống đầu,
Khương Vọng chỉ phất tay trái, dưới sự che lấp của họa đấu ấn, Thương Long thất biến đã hoàn thành. Năm luồng ánh sáng xuất hiện trên đầu ngón tay, Khương Vọng trực tiếp giơ cao tay trái lên trời. Vù, vân khí dâng trào. Thất Túc Linh xuất hiện, tất cả mang thần tư, vờn quanh người Khương Vọng, hầu như kết thành bức tường nguyên khí lấp kín. Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, cưỡi tường vân, dẫm binh qua, ngẩng đầu nhìn trời, khuấy đảo phong vân. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tiếp vọt tới chữ chảm đỏ như máu trên trời cao. Tâm Nguyệt Hồ, Phong Nhật Thố, mỗi con đường bao bọc trong lồng sáng, đột nhiên va chạm, khiến cho âm dương đảo điên, tạo ra ngũ hành đối nghịch. Ba con còn lại sử dụng thần thông, trong nháy mắt kích nổ nguyên khí loạn lưu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Nha Đài bị quang diễm rực rỡ bao trùm, chỉ thấy vạn đạo lưu quang, bụi khí mịt mù. Hư không mơ hồ, giống như vang lên tiếng sấm ầm ầm. Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của Vũ Văn Đạc, đấu chiêu vậy mà một bước cũng không nhường, một mình tiến vào trong lốc xoáy này. Đấu chiến kim thân rực rỡ giống như bức tượng thần, bảo đao trong tay như pháp đao, chém ngang một phát. Trong hư không có một thanh âm uy nghiêm vang dội, giờ ngọ ba khắc đã đến. Lúc này đang buổi trưa, pháp theo thiên lý, rất công bằng. Thế nên ánh mặt trời càng bùng cháy mạnh, đó là ánh mặt trời, hay là ánh đao, hay là kim quang của đấu chiếu kim thân. Phân không rõ, cũng không cần phân nữa, bởi vì một đao chém ngang này, trong nháy mắt đã dọn sạch chiến trường. Trước mặt quốc pháp, thần ma phải tránh đường, cho nên phải bị chém đầu. Lúc này, chữ chảm đỏ như máu trên trời cao kia đã bị đánh tan, pháp chế uy nghiêm cũng tan vỡ. Nhưng khi đấu chiêu chém một đao tới, chữ chảm đang rơi xuống kia đã bị chém làm đôi. Pháp không thể làm trái, nhưng có một đốm lửa nhỏ như hạt đậu, vừa lúc bốc cháy ngay trước đường đao, đỏ thẫm lóe lên rồi vụt tắt. Luồng sáng đỏ thẫm này bao trùm Khương Vọng, cũng bao trùm cả Thiên Kiêu đao cùng với cả người đấu chiêu, tiếp đó là cả diễn võ trường. Màn sáng đỏ thẫm kia không chỉ là một loại xinh đẹp, mà còn là một loại miêu tả, một loại quy tắc, một loại định nghĩa. Nó là giới hạn, cũng là khoảng cách. Linh vực của Khương Vọng có diện tích khoảng 1.000 trượng, bao trùm cả đài Thanh Nha, và lại còn bao trùm cả khoảng trời và mặt đất. Đao của đấu chiêu vẫn đang đà lao tới, nhưng loại uy nghiêm bất biến của pháp gia đã tan biến hết. Pháp mặc dù không thể làm trái, nhưng thế giới này lại khác với những thế giới khác. Bãi bể nương dâu, ân đức đền cạn, thay đổi phong tục, luật cũng biến đổi theo. Ai có thể dùng pháp luật triều đại trước để chém người triều đại này? Cho nên Trường Tương Tư dựng thẳng lên, đã ngăn cản được đường đao. Để hóa giải đao thuật cường đại của Hàn Thân Đồ, lại bắt tay từ căn bản của pháp, dùng linh vực lay chuyển quy tắc, tan rã đao thế, đây quả là cách ứng đối thiên mã hành không. Nhưng lại không phải là toàn bộ hành động của Khương Vọng. Cùng lúc đó, tay trái của hắn lật một cái, họa đầu ấn lan tỏa u quang đã tản đi, tòa thành bốc lên liệt diễm hừng hực từ trên trời giáng xuống, diễm hoa phần thành đã gần kề thế gian. Hắn lại sử dụng họa đầu ấn che giấu động cơ chiến đấu, chính là muốn dùng nó ảnh hưởng đến phán đoán chiến đấu của đấu chiêu, rút ngắn thời gian phản ứng của y. Hơn nữa diễm hoa phần thành thiêu đốt bên trong hỏa vực, uy năng của nó tất nhiên không giống ngày thường. Ở trong hỏa vực được linh thức can thiệp, mọi quy tắc phải nhường đường cho liệt diễm. Điều đó nghĩa là thế hỏa diễm và hỏa nguyên là ưu tiên hàng đầu. Lửa cháy nóng bỏng và dữ tợn, tất cả đều được phô trương đến cực hạn. Toàn bộ hỏa hành đạo thuật ở trong lĩnh vực này có thể thể hiện ra uy năng cường đại nhất. Diễm hoa phần thành còn chưa rơi xuống, nhưng nhiệt độ cao thiêu đốt người ta đã lan rộng trước một bước, hỏa nguyên trong không khí đã thiêu đốt trước. Ngọn lửa điên cuồng kia đã liếm đến chéo áo của đấu chiêu. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2113, núi sông vạn dặm trụ trời gãy 2. Lúc này Diễm Thành hạ xuống, Khương Vọng với áo bào xanh dựng thẳng kiếm, đang trực tiếp va chạm với đấu chiêu mang hồng y chém đao xuống. Đấu chiêu vững vàng nắm chặt chuôi đao, trong mắt cũng không hề kinh ngạc. Nếu Khương Vọng không có thực lực như thế, sao có thể xứng để y chờ ở trận đấu này? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, kim quang chói mắt lấy y làm trung tâm xuất hiện, giống như một cục đá rơi xuống mặt nước, gợn nước trong chốc lát lan tràn ra, nhanh chóng khuếch trường. Khương Vọng có linh vực, đấu chiêu sao lại không có? Và lại còn là đấu chiến linh vực, phù hợp với y nhất,
cũng thích hợp để đánh giết nhất. Từ góc nhìn của khán giả, đấu chiến linh vực rộng chừng 800 trượng, rõ ràng bị hỏa vực bao bọc. Sự chênh lệch linh thức giữa hai người thể hiện ở phạm vi linh vực. Nhưng hai linh vực này va chạm lẫn nhau lại không hề phân thắng bại. Linh thức đôi bên trải rộng ra nhờ vào quy tắc linh vực như thiên quân vạn mã chém giết nhau. Quy tắc khác nhau không ngừng va chạm lẫn nhau, không ngừng chiến đấu, không ngừng biến mất. Linh vực đôi bên bị áp chế cực lớn, Diễm Hoa Phần Thành tất nhiên cũng mất đi sự trợ lực của hỏa vực. Dưới tình huống linh vực điên cuồng bị hao tổn, kim quang toàn thân đấu chiêu phát sáng dữ dội, trường đao trên tay quét một vòng, đã chém lùi thanh kiếm của Khương Vọng. Sau đó xoay đao, tung người về phía trước, như một tướng quân xung phong vào trận địch. Lúc này, mũi đao của y sắc bén không gì sánh được, toàn thân tràn ngập sát khí và huyết khí, giống như lúc nào cũng phải quyết phân sinh tử với kẻ địch. Đây chính là đao thuật binh gia, lâu lăn phá trận đao. Đáng nhắc tới chính là, bộ đao thuật này là do một vị tông sư binh gia đã từng nhìn thấy lâu lan công của Tề Quốc phá trận mà sáng chế ra. Vị tông sư kia nhớ mãi không quên tư thế oai hùng của lâu lan công, sau khi chiến tranh kết thúc còn từng thần du chiến trường, từ đó sáng chế ra đao này. Giúp cho binh gia tự sáng chế ra một bộ đao thuật cho mình, sự cường đại của vị lâu lan công năm xưa cũng nhờ đó mà có thể thấy được một chút. Đương nhiên bộ đao thuật này ở Tề Quốc không thể nào bảo tồn, lịch sử về người kia cũng đã phần lớn bị xóa đi. Lúc lão bại trận bỏ mình cách đây chưa đến 20 năm, nhưng người đương thời bàn về công lao sự nghiệp lão đã sớm nói không rõ. Trong lịch sử không nói rõ, há chỉ dừng ở triều đình Tề Quốc, lại há chỉ dừng lại ở một người là Lâu Lan Công. Điểm dữ tợn nhất của Lâu Lan phá trận đao này thường là duy ngã độc tôn. Tuy nhiên, vào lúc này, Diễm Hoa Phần Thành đã tắt, Khương Vọng và thanh kiếm của hắn bị đẩy lùi. Bị khóa chặt trong Diễm Hoa Phần Thành, Khương Vọng sẽ không cho y cơ hội tránh né. Nếu như y một mình nâng thành như Trung Ly Viêm trước đó đã làm, thì sẽ chỉ tạo cơ hội cho Khương Vọng tấn công mà thôi. Có thể nói, trước đó Khương Vọng dễ dàng bị đẩy lùi như vậy, chính là muốn y lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Lùi nhưng cũng là tiến, nắm bắt tiết tấu chiến đấu cực kỳ tốt, trước đó cũng nhờ thế mà dễ dàng trấn áp Trung Ly Viêm, khá lắm đầu chiều. Y căn bản không lọt vào thế tiến thoái lưỡng nan mà Khương Vọng bày ra, mà vung đao lao về phía trước, quấn lấy tà khí và máu tươi, đâm thẳng vào trong hỏa thành. Mộng xưa thành cũ, diễm hoa thiêu đốt, y vừa đột nhập vào vị trí nguy hiểm nhất trong hỏa thành. Loại quyết đoán này, giữa lựa chọn sinh tử, không phải cường giả chân chính thì không dám làm. Phải tự tin như thế nào mới dám tiến vào trung tâm của môn đạo thuật siêu cấp này? Khói lửa nhân gian, dùng mộng làm củi, tòa thành nhỏ tinh xảo bằng lửa này hiện ra trước mặt đấu chiêu, khiến y cảm nhận được tòa thành nhỏ đã dừng lại ở khe nhỏ giữa hai thế giới. Đây là những thứ mà Khương Vọng quen thuộc, cũng là những thứ mà đấu chiêu không rõ. Sát khí và huyết khí liên tục bị đốt cháy, biến thành khói đen bay đi. Một nam nhân sáng như ánh mặt trời, sải bước nhanh chóng bước đi trong thị trấn nhỏ này. Dọc theo đường đi, người đi đường, xe ngựa hóa thành ngọn lửa, tùy ý lăn về phía y. Những con đường dài và những con hẻm, tửu lâu, trà lâu đều chìm trong ngọn lửa. Y một mình chiến đấu chống lại hỏa thành, tiến lên và vung đao chém loạn khắp nơi. Vung lên lâu lan phá trận đao rờ xung quanh, khiến ngọn lửa phân tán ra mọi hướng. Lúc này, bóng áo xanh lướt qua, Khương Vọng cũng theo sát, lao vào hỏa thành. Đấu chiêu sao dám chiến đấu với hắn bên trong hỏa thành. Khương Vọng đuổi theo, y nhanh chóng xoay người đổi hướng, trong chốc lát đã chém ra liên tiếp 4 nhát. Làm quân vui, quân ghi nhớ, nghiệp thiên thu, người không còn, cuồng đao sát ý trực tiếp bùng nổ. Ánh đao đẫm máu quét qua như một cơn lốc xoáy, quét qua hỏa thành. Đột nhiên, như giá mã hoành đao trước trận, hai người ai phạm sai lầm, lập tức định sinh tử. Đột nhiên như tráng sĩ uống rượu mạnh, vung đao chém đầu kẻ địch. Thình lình như núi lở sóng trào, vó ngựa đạp đại quân, đánh thắng tướng đoạt cờ, là công lớn. Đột nhiên, giống như bị mắc kẹt trong trận chiến ngàn quân, máu me khắp người, không thấy người phía trước, cũng chẳng thấy người phía sau. Một thân một mình lại mang theo khí thế vạn, quân tiến vào thành địch. Bão táp quay cuồng, đao khí cuồng bạo dữ dội chém xuống tòa thành đổ nát. Trong ngọn lửa vô tận, đấu chiêu được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, bay lên trời. Y đã đi trước Khương Vọng một bước, thoát khỏi hỏa thành, nhưng lại quay đầu lại. Lúc này y ngưng trọng,
tà khí toàn thân cũng bốc cháy, toàn thân được bao phủ trong máu lửa, giống như một con rồng đỏ như máu đang phẫn nộ, quanh người là ngọn lửa cuồng bạo, mang theo thiên phạt. Đao này chính là thiên nộ của Lâu Lan phá trận. Chém lửa bằng lửa, cuồng vọng bậc nào. Quả là đấu chiêu. Trong trận quyết đấu này, không bên nào có động tác thừa, mỗi nước đi phải tạo ra giá trị chiến đấu, nếu không sẽ phải thất bại. Lúc này, Khương Vọng vừa gom lại tàn dư của Diễm Hoa Phần Thành, dùng nó để lấp đầy những lỗ hổng của hỏa vực, tăng cường tính áp chế đối với đấu chiến linh vực, đồng thời trở tay kết ấn, bát phong long hổ. Trong Tắc Hạ học cung, hắn đã tích lũy tu hành bí thuật bát phong, đặc biệt là trong lúc trao đổi với giáo tập Lỗ Tương Khanh, thăng thất phong ngoại trừ bất chu phong đến một mức độ nhất định. Cân bằng chúng, bất chu phong đã hoàn thành việc dung hợp, mới chính thức khiến môn bí thuật thừa hưởng từ cựu dương này có thể được giải phóng. Đó mới chính là thứ gọi là bát phong long hổ. Tất cả những loại bí thuật liên quan đến trói buộc, bình thường khó có thể trói buộc được đối thủ, trừ khi có cấp bậc cao hơn. Bởi vì sợ bản thân bị khống chế, mỗi một tu sĩ sẽ rất đề phòng. Chiến cuộc luôn luôn thay đổi, một chút do dự cũng có thể thay đổi cục diện trận chiến. Nếu ai đó bị trói buộc trong giây lát, thì tính mạng có thể bị đe dọa, làm sao có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Giá trị chiến thuật lớn nhất của loại bí thuật này thường thể hiện ở chỗ. Đối thủ phải tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ mới có thể chống lại nó, cho nên trong chiến đấu, nó thường là thủ đoạn để chiếm thế thượng phong. Ngay cả khi bí thuật Long Hổ đã được thôi diễn đến cấp độ bát phong Long Hổ, thì đối với Trung Ly Viêm là võ phu thần lâm cảnh, vẫn như cũ không thể thành công. Nhưng khi nó được sử dụng trên người đấu chiêu, y lại phải đối phó với nó. Đây là sự khác biệt về đạo, chứ không phải về sức mạnh. Đôi bên nắm bắt cơ hội chiến đấu rất xuất sắc, ăn ý không thể tả, nhân cơ hội đồng thời ra đòn sát thủ. Bên ngoài cơ thể đấu chiêu là đấu chiến kim thân, bên trong cơ thể là kim kiều, lù lù bất động. Nhưng bát phong long hổ hiện tại đã hoàn toàn dung nhập bất chu phong, từ một bí thuật trói buộc đơn giản biến thành một bí pháp đạo gia siêu cấp, có lực sát thương vô cùng đáng sợ. Cho dù trong cơ thể y không có kẽ hở, nhưng lúc này y vẫn phải quay đao đón đỡ. Nếu bị những cây sát sinh đinh này đâm vào, thì không có kẽ hở cũng sẽ đầy kẽ hở. Thế là một chiêu thiên nộ đã bị trạch hướng, quét sạch bát phong xung quanh người y. Thời cơ tốt, Hương Vọng từ trong tàn lửa lao tới cùng thanh kiếm của mình, năm vòng sáng rực rỡ tỏa sáng giữa ngực và bụng hắn, xích mâu du kiếm, xương phi triển phong, kiếm tiên nhân tái hiện nhân gian. Trên khán đài, đôi mắt đẹp của Hoàng Xá Lợi sáng rực lên, lúc đầu nàng phải thừa nhận rằng sự phô trương của đấu chiêu rất quyến rũ, khiến nàng rất muốn tha thứ, nhưng lúc này, nàng chỉ hận không thể giúp đỡ Khương Vọng, kề vai sát cánh, đánh bại đối thủ của hắn. Biển lửa vô tận gầm lên, kiếm tiên nhân với áo bào xanh dùng lửa làm núi, trực tiếp thúc đẩy tuyệt điên khuynh đảo kiếm. Cùng lúc dùng hỏa giới chấn áp đấu chiến linh giới, kiếm khí ầm ầm cuốn lấy tàn lửa, biến ngọn núi lửa thành một thanh kiếm đỏ rực, phá vỡ mọi rào cản, đánh thẳng vào thắt lưng của đấu chiêu. Đấu chiêu ở trên trời vặn thắt lưng và cánh tay, tóm lấy thiên kiêu đao kéo một đường, y chắc chắn rằng Khương Vọng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, và y đã chuẩn bị sẵn sàng để càn quét bát phong. Sát khí và huyết khí đã bị quét sạch, đao thế lập tức thay đổi. Phần thiên nộ đã nguôi. Y tuyệt đối sẽ không sử dụng nó lần thứ hai mà để cho Khương Vọng nhìn ra gốc rễ. Một đao lúc này giống như cá chép vượt long môn, có thể nhìn thấy biển trời bao la. Sự sắc bén như thể bất khả chiến bại đã tan biến. Thay vào đó là một loại sức nặng rất rõ ràng. Thế, ý của đao này vô cùng tuyệt vời. Một đao này chém xuống. Như thấy sông lượn quanh núi như rồng trầu, sông dài ngàn dặm chảy xuôi như bạc. Có quá nhiều câu chuyện đã xảy ra ở vùng đất này. Lịch sử hùng vĩ dựa vào núi sông. Đây là tuyệt đỉnh đao thuật của Nho gia Cửu Khâu. Người Cửu Khâu cũng mang chí khí Cửu Khâu. Đại Chu Thiên mà Khương Vọng ngưng tụ được ở Chu Thiên cảnh là thiên địa nhân. Khi cảnh giới của hắn còn thấp cũng đã dùng nó để hóa kiếm, sáng tạo ra thiên địa nhân tam kiếm vô cùng vĩ đại. So với hiện tại tất nhiên chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong các trận chiến cấp thấp. Sau này trải nghiệm nhiều hơn, nhìn thấy đủ loại người trên thế giới, sáng tạo ra các chiêu kiếm như Lão Tương Trì Mộ, Danh Sĩ Lạo Đảo, Niên Thiếu Khinh Cuồng, thì mới có thể được coi là chém ra chữ nhân chân chính. Mãi về sau, hắn tinh thông đạo đồ, chuyển rời Thất Tinh Thánh Lâu, tạo ra một kiếm thiên hạ giai đông, hắn mới miễn cưỡng có được chữ thiên. Từ địa thỉnh thoảng được sử dụng,
nhưng nó chưa bao giờ thực sự thành hình. Mà đao pháp đấu chiêu đang thi triển lúc này chính là đao Sơn Hà chân chính. Thánh nhân Nho Gia đi ngàn dặm, vượt ngàn ngọn núi, trải qua biết bao thăng trầm mới biết được sự rộng lớn và bao la của non sông đất nước, mới viết ra bộ sách Cửu Khâu và sáng tạo ra đao pháp Cửu Khâu này. Lúc này, ở đài Thanh Nha đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Màu đỏ thẫm và vàng kim, xanh và đỏ, cứ thế vừa đối lập lại vừa thống nhất. Trong ngọn lửa sáng ngời vô tận, hai bóng người va chạm rồi, tách rời. Thiên kiêu đao và Tường Tương Tư va chạm phát ra từng tiếng chói tai. Mây trên trời cũng tản đi, không khí ngưng động. Trên võ đài vẫn có thể chịu được trận chiến giữa các cường giả thần lâm, các vết nứt trên sàn gạch đang không ngừng lan rộng như mạng nhện. Sông núi ngàn dặm đã gặp phải trụ chống trời. Chương 2114, giữa Thanh Thiên, Bắc Đầu Chiếu Vương Đình. Một kiếm tuyệt đỉnh đại biểu cho trụ trời nghiêng đổ, kéo sát từ dưới lên. Đao thuật đại biểu cho Sơn Hà đại địa lại chạm từ trên xuống. Hai bên giao chiến có thể nói là hai phương vị trái ngược. Nhưng uy thế không bị ảnh hưởng chút nào. Kinh khí kinh khủng rít gào thoát ra. Bốn phía võ đài lần lượt có ba màn sáng dâng lên. Đó là do pháp trận của đài Thanh Nha bị kích ứng nên trực tiếp thôi phát đến cực hạn nhằm bảo vệ an toàn cho những người đang quan chiến. Mà bản thân tòa võ đài này đã trải đầy vết nứt. Thời khắc này chứng minh rằng gạch đá in khắc trận văn phức tạp đã phải chịu tải đến cực hạn. Ánh mắt đang nhìn lên võ đài của Hách Liên Vân Vân có ánh sáng xanh lưu chuyển, thứ nàng nhìn không phải chỉ là đao kiếm quyết đấu mà còn là sự va chạm giữa hai loại ý. Nữ ni áo đen lúc đầu còn hờ hững, giờ khắc này cũng ngưng thần quan sát. Kiếm của Khương Vọng là một kiếm bẻ gãy trụ trời, kiếm này quả thực có thế khuynh thiên. Nhưng mà Sơn Hà đại địa cũng có ý chí bao la có thể gánh chịu hết thảy. Như cái gọi là địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tải vật. Dù cho là tai ách thế nào, Sơn Hà đại địa đều yên lặng tiếp nhận. Giờ khắc này, Trường Tương Tư kéo từ dưới lên, một kiếm rít gào như dung nham nóng rực đụng phải sông núi nối tiếp với thiên không. Đụng nát từng dãy núi do đao kình tạo ra, mà Sơn Hà lại vẫn còn liên miên bất tận. Đấu chiêu bày ra Cửu Khâu đao thế, như viết xuống một thiên văn chương rộng lớn. Nói là phong cảnh, viết là Sơn Hà, miêu tả chính là lịch sử, phác họa chính là tang thương. Trụ trời gãy, cuối cùng không thể lại tiến lên. Cửu Khâu đao điển tổng cộng có 9 thức, giờ phút này thức mà đấu chiêu chém ra là Thanh Châu Bất Lão. Núi xanh liên miên kia như được vẩy mực, tùy ý họa xuống, từ từ hao hết kiếm thế của trời nghiêng. Giờ khắc này, đấu chiêu xông lên trên, kiếm thế của Khương Vọng đã sụt. Thiên kiêu đao lưng cực dày mà lưỡi cực sắc thuận thế bổ xuống, lần theo quỹ tích tuyệt diệu của đường sinh tử kia, chém rụng Dương Châu như ca. Thức này là phồn hoa chứ gấm, càng là cẩm tú Sơn Hà. Dùng một đao cực ý tại một điểm cực thịnh. Quả thực là một đao quá khéo, quá thích hợp. Sự nắm chắc đối với thế cùng ý của đấu chiêu, quả thực là đơn giản kỳ diệu tột cùng. Một đao chém xuống, đao khí bay múa như bão táp, mỗi một sợi đao kình đều trương dương cực hạn, sáng chói cực hạn, giống như dùng sự sán lạn cả đời nở rộ trong nháy mắt. Đao này hạ thấp thời gian, phồn hoa của cả thế gian đều ở trong đó. Diễm, sơn kiếm như nến đỏ đã cháy hết. Trường Tương Tư làm bấc đèn, lại ôm lấy tàn lửa, bỗng nhiên vẩy một cái. Cái vẩy này giống như phượng bay lên 9 tầng trời, có thần điểu hát vang. Tiếng kiếm reo chính là tiếng phượng hót. Sau lưng Khương Vọng, thần điểu một chân ngửa mặt lên trời vỗ cánh. Trên mũi kiếm của Trường Tương Tư, chút tàn lửa kia căng phồng lên trong nháy mắt, trải thành biển lửa vô biên. Kiếm tiên nhân diễn xuất tất phương ấn, trải tam muội chân hỏa thành biển. Lấy lửa thần thông này ứng đối với một đao mang theo ý cực thịnh kia của đấu chiêu. Cẩm tú Sơn Hà đều rơi vào trong biển lửa. Rầm rầm rầm. Đao kình cùng liệt hỏa điên cuồng rào sát, hao tổn lẫn nhau. Đấu chiêu đã có sự cảnh giác từ trước đối với tam muội chân hỏa đương nhiên sẽ không để mặc cho loại dây dưa này tiếp tục. Một thức Dương Châu như ca này chưa đi hết đã chuyển đổi đao thế. Cho tới bây giờ, sát pháp bí thuật chưa hẳn là học càng nhiều càng tốt. Sát thuật càng cường đại lại càng cần một lượng lớn thời gian cùng tinh lực để rèn luyện, đó cũng là sự khảo nghiệm về thiên phú. Nếu dùng sát thuật không đủ thuần thục đến ứng đối với dạng địch thủ như Khương Vọng, không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng mỗi một bộ đao thuật mà đấu chiêu sử dụng cho đến hiện tại đều hoàn toàn cho thấy trình độ đỉnh phong. Giữa các đao thế có sự chuyển đổi tự nhiên,
mang đến cảm giác tựa như mây trôi nước chảy. Một khắc trước vẫn đang là đao ý tiên hoa chứ cẩm mang theo liệt hỏa phanh du, một khắc sau đã là thiên kiêu đao nhẹ nhàng uyển chuyển. Giống như một chiếc lá liễu mảnh mai bị gió thổi dập dìu trong mưa bụi. Nhẹ nhàng, mông lung trong làn sương mờ ảo. Dập dìu, lúc ẩn lúc hiện, giống như một giấc mộng bao phủ. Núi này từng là sông, nước này từng là lăng. Sương mục nơi đây từng là bạn cũ, phế tích nơi này từng là hoa thành. Ô hô, thương hải tang điền, thế sự như mộng. Thức này, tên là U Châu Vô Mộng. Đây là một thức mờ ảo nhất bên trong cửu khâu đao điển. Không có một đao nào càng thích hợp hơn so với nó. Đao này mang đến sự hợp thời, tam muội chân hỏa lại như ảo mộng, để mặc cho nó làm càn. Một khắc trước sóng lửa ngập trời, phô thiên cái địa. Một khắc sau, đao bổ biển lửa, gió áp cận thân khương vọng. Nhưng mà lúc biển lửa tách ra, lại có kiếm khí gào thét như rồng, dòng lũ nhân đạo cuồn cuộn mà đến. Khương vọng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay lúc Diễm Thành truy đuổi đã chôn xuống phục bút. Những người đến người đi bị đấu chiêu chém vỡ kia đều là lương thực cho nhân tự kiếm thời khắc này. Dù cho đấu chiêu có lấy đao thuật tuyệt đỉnh nào ra ứng đối, dám mở biển lửa, liền phải chính diện nghênh đón biển người. Một đường kẻ xám như rắn cỏ, nằm ngang ngàn dặm, lúc này đầu bút điểm xuống, chỉ trong khoảnh khắc đầu đuôi đã nối liền, là vẽ rồng điểm mắt. Một phẩy, một mác, chính là nhân tự chống trời. Một đôi chân, đạp biến thiên sơn. Một đôi tay, đánh vỡ muôn vàn khó khăn. Mang nhân, tự kiếm này, khương vọng thông hành không ngại. Kiếm khí mãnh liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỉ trong thoáng chốc đã xé nát tất thảy ảo mộng. Phá vỡ đao thế hỏi trung đình, nhưng ở trong ảo mộng đang tan rã không bờ ấy, lại có một đao hoành hành. Lấy lưỡi đao nghênh mũi kiếm, đối với nhân tự kiếm của Khương Vọng, đấu chiêu cũng đã sớm có chuẩn bị. Thậm chí y đã chắc chắn, giờ này khắc này, đây chính là một kiếm mà Khương Vọng chắc chắn phải ra. Bởi vì đây là thế mà y đã cho, là ý mà y đã đoán, là cơ hội tốt nhất mà y chừa lại cho nhân tự kiếm. Hai tu sĩ có được tài hoa chiến đấu tuyệt đỉnh sẽ tranh đoạt quyền chủ động như thế nào? Trung Ly Viêm nhìn mọi thứ không chớp mắt, hắn ta biết rõ, khiếm khuyết của hắn ta có lẽ ở ngay đây. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chỉ trong thời gian cực ngắn, Khương Vọng cùng đấu chiêu đã chuyển đổi công thủ không biết bao nhiêu lần. Không ngừng phá chiêu, biến chiêu, thiết lập ván cục lại phá cục, bao nhiêu lần đều đưa ra lựa chọn phá vỡ không gian tưởng tượng của hắn ta. Đây chính là trận so cờ đỉnh phong nhất trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi đương thời. Ngoài miệng, hắn ta có thể không thừa nhận nhưng trong lòng nhất định phải đối mặt. Chỉ có nhìn thẳng vào chênh lệch mới có thể khiêu chiến chênh lệch. Giờ này khắc này, đối mặt với biển người mãnh liệt, thiên kiêu đao của đấu chiêu xoay vòng mà ra, cửu khâu đao điển lại sửa chiêu. Trường đao chém ngang nhân gian, đao khí chẻ trời xẻ đất, làm núi cao che lấp khe cốc, gọi nước sông tràn đầy ruộng tốt. Gọt núi làm đại, quật thổ làm ao, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, thiên cổ công tội, ai đến bình luận. Vương hầu tướng lĩnh đều đã chết, chỉ có núi sông là như cũ cũng chỉ còn núi sông. Đao này, tên là Đắc Thất Kinh Châu, một đao chém ra người đến người đi. Thế của nhân tự kiếm chập chờn, hai chân chữ nhân đã đứng không vững. Nương theo đao thuật kinh khủng chứa đựng cả bách gia, từ lúc khai chiến đến bây giờ đấu chiêu chưa từng lặp lại chiêu thức lần nào. Đao thuật của y quá mạnh, lựa chọn của y cũng rất nhiều. Thậm chí, có thể nói, chiến đấu đến bây giờ, mỗi một thức y xuất ra đều tại thời cơ thỏa đáng nhất, mỗi một đao đều chém ra một cách sảng khoái dưới điều kiện cho ra kết quả tốt nhất. Dù cho Khương Vọng biểu hiện được kinh diễm đến cỡ nào, cũng không thể nào đè y xuống. Mà tới được giờ phút này, chiến đấu tiến triển đến thời điểm kịch liệt như vậy, một đao Đắc Thất Kinh Châu kia đã chém ra biển người. Vạn cổ đến nay, ai có thể thoát được khỏi hai chữ được mất? Nhìn thấy một đao kia bổ ra biển lửa, nhìn thấy nhân tự kiếm không kịp chuẩn bị, chưa thể chống đỡ khí thế. Sáu người đang quan chiến ngoài sân đều rõ ràng Khương Vọng đã lâm vào hướng suy tàn. Tuy rằng chút xu hướng suy tàn này còn vô cùng yếu ớt, nhưng ở cấp độ quyết đấu đỉnh cao này của Khương Vọng cùng đấu chiêu thì nó là chí mạng. Thế cục đối, chọi gay gắt bị đánh loạn, thế bị yếu đi một phần, cơ sập một mảnh. Một bước yếu, từng bước sai, đã chém ra được dạng ưu thế này, đấu chiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên kiêu đao bỗng nhiên dừng lại, cửu khâu đao bỗng nhiên thu lại đao thế. Cẩm tú hay mộng đẹp gì đó,
chẳng khác nào trời đã quang mưa đã tạnh. Núi xanh, Đắc Thất, sơn hà vạn dặm cũng chẳng còn thấy nữa. Giờ phút này thân thể Đấu Chiêu còn quấn theo một loại bình tĩnh của trời quang mây tạnh, có một loại kinh khủng sinh ra lúc này. Cho dù là 6 người đang ngồi ở xa quan chiến, lúc này nhìn thấy phong mang của Thiên Kiêu Đao cũng sinh ra ý lạnh. Hiện thế phủ xuống, thuật sát phạt đệ nhất, Đấu Chiêu đã bắt đầu đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Một đao kia rửa sạch duyên hoa, muốn thấy thiên nhân ngũ suy. Nhưng là trước lúc này, bên trong xích đồng của Khương Vọng có một bước kiếm quang. Cũng chính là thứ mà Khương Vọng ấp ủ đã lâu. Một khắc Đấu Chiêu hạ cờ đồ long này chính là chiến cơ mà hắn đã chọn. Đôi tai của hắn có ánh xanh ngọc lưu động, trong hư không ẩn ẩn có tiếng phạn vang lên. Trạng thái thanh vân tiên tới tận lúc này mới mở ra, quan tự tại nhĩ cũng cùng lúc triển khai. Cái trước tiếp diễn trong 19 hơi thở, cái sau lại chỉ có trong chớp mắt. Nhưng chính trong nháy mắt này tinh lâu ở chân trời theo thứ tự mà sáng lên, tinh quang mênh mông như thác nước chảy xiết. Tinh lộ uốn lượn giống như thần nhân vung bút vẽ tại thiên khung, vẽ ra đêm dài hùng vũ, vẽ ra một bức bắt đầu treo chiếu. Thế là mọi người nhìn thấy, bên ngoài đấu trường Thương Lang, mọi người cũng nhìn thấy giữa thanh thiên bạch nhật, bắt đầu chiếu vương đỉnh. Đấu Chiêu điên cuồng biến chiêu, dùng cái này để lẩn tránh việc Khương Vọng bổ sung hiểu biết, đây đương nhiên là hành động thiên tài. Nếu không phải là dạng tuyệt thế thiên kiêu như Đấu Chiêu mà dám dùng loại biện pháp này trước mặt Khương Vọng, chắc chắn là đang tìm đường chết. Đối mặt với Khương Vọng, ai dám không thể hiện ra mạnh nhất? Dù là biết rõ sẽ bị hiểu biết, cũng không có khả năng dùng sát thuật không mạnh để ứng đối với Khương Vọng. Chiến đấu thế này, ngay từ đầu, Khương Vọng đã chiếm trước ưu thế về thời gian, chiến cuộc kéo càng lâu càng có lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Đấu Chiêu. Cho dù y sử dụng không phải là đao thuật mạnh nhất, cũng đủ để có thể tranh phong cùng Khương Vọng. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng có thể xem như một loại áp chế về thực lực. Khương Vọng nhất định phải thừa nhận, hắn hôm nay, dù là tiến bộ cực nhanh, sớm đã không phải là Khương Vọng trong Sơn Hải Cảnh. Nhưng nếu bàn thực lực trên lý thuyết, hắn vẫn kém hơn Đấu Chiêu. Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến lòng tin giành thắng lợi của hắn. Cho đến bây giờ, Đấu Chiêu đã thi triển liên tiếp 4 môn đao thuật tuyệt đỉnh, Phật môn đao thuật Đại Huyễn Nhân Đà Đao, Pháp gia đao thuật Nhất Tự Trảm Lập Quyết, Binh gia đao thuật Lâu, Lan Phá Trận Đao, Nho gia đao thuật Cửu Khâu Đao, mỗi một đao thuật đều đã đạt đến đỉnh phong, hạ bút thành văn, vận dụng tuyệt diệu. Điều này chứng tỏ thực lực của y vô cùng khủng bố, là thiên phú thiên hạ vô song. Hơn nữa, có thể nói, những thứ Đấu Chiêu am hiểu không phải chỉ gói gọn như thế, y còn có rất nhiều thủ đoạn có thể lựa chọn. Y vẫn có thể tiếp tục chiến đấu như thế đến hồi cuối, cho tới khi chưa phân ra thắng bại, lạc lối của Khương Vọng không cách nào bổ sung thêm hiểu biết. Nhưng Khương Vọng cũng bởi vậy mà có được phán đoán, không cần nói đến sự tài hoa mà Đấu Chiêu thể hiện ra trong trận chiến này. Có thể nói mạch suy nghĩ chính của y trong trận chiến này đã chính xác, điều này cũng hiển nhiên đối kháng lại với lạc lối. Sự biến chiêu điên cuồng của Đấu Chiêu đã thể hiện rõ sự tự tin tuyệt đối và khả năng trưởng khống trận chiến của y. Vậy nên, tại thời khắc này, khi đấu chiến thất thức được tung ra, thì cũng là thời điểm Đấu Chiêu tự tin có thể phân định thắng bại. Điểm phán đoán thời cơ này vô cùng quan trọng, đây chính là khí khẩu. Nơi lấy hơi, tức là khí khẩu. Giữa thứ gọi là hô hấp này, chính là một đường phân định sinh tử. Trong chiến đấu hắn không thể khiến Đấu Chiêu để lộ sơ hở, thế nhưng khi đã xác định được ý đồ chiến đấu của Đấu Chiêu, hắn lại có cơ hội nắm chắc được lựa chọn của y. Như vậy, không có sơ hở cũng đã biến thành sơ hở. Hắn ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, chính là vì muốn đặt thời cơ phân định thắng bại tại một khắc trước khi Đấu Chiêu chuẩn bị phân định thắng bại. Sớm hơn sẽ bị cảnh giác, chậm hơn thì có lẽ đã kết thúc. Vậy nên, hắn nhất định phải phán đoán chuẩn xác lúc nào mới là thời điểm Đấu Chiêu cho rằng có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ cần phán đoán này có hơi chút sai lệch thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Bên cạnh việc phán đoán chuẩn xác, không có chút sai lầm nào thì cần phải thành công nắm chắc được cơ hội chỉ chớp mắt là sẽ trôi qua kia mới có thể cướp được khả năng giành thắng lợi. Cơ hội kia, ngay tại lúc này, vào thời khắc này. Đấu Chiêu chỉ vừa nhấc đao, đao ý của thiên nhân ngũ suy còn chưa lan ra, hắn liền không chút do dự xốc lên lá bài tẩy, đặt cược hết một lần. Lúc này, trên không trung của đấu trường Thương Lang hoàn toàn bị ánh sao bao phủ. Tinh lộ ở chân trời uốn lượn, xuyên qua khu vực của Bắc Đẩu.
thân hình mặc thanh sam tay cầm kiếm của Khương Vọng thong dong dậm chân, mà cả thiên địa dao động, thất tinh lệch vị trí. Cán đuôi của Bắc Đấu bên trên bầu trời chỉ là gập lại, liền đã chỉ phương Bắc. Thế là cả thiên địa nhiễm hàn, tám phương đông lạnh. Mây bay nát ra thành tuyết bay, chọc khí tàn lụi như lá vàng. Vạn sự vạn vật đều trở nên buồn tẻ, nhân gian sơ xác tiêu điều. Lúc này thiên hạ đều đông. Đấu Chiêu cùng Khương Vọng đều không hề nương tay, đều lấy ra đòn sát thủ. Bởi vì dưới tình huống chắc chắn phải phân định thắng, bại, bọn họ đối mặt nhau, đều không có khả năng nương tay. Thiên nhân ngũ suy là chiêu thức như thế nào? Là một đạo cuối cùng của thuật sát phạt đệ nhất hiện thế. Khương Vọng đã từng gặp qua không chỉ một lần, tích lũy không ít hiểu biết nhưng vẫn chưa có phương pháp phá giải. Thiên hạ đều đông là chiêu thức thế nào? Ở ngoại ô Lâm Chi, khiến Trọng Huyền Tuân không tiếc nhảy lên, tại chiến trường dân Tây, đặt vững thắng bại. Là đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng, chỉ lấy lực sát thương để luận, cũng là một kiếm mạnh nhất của hắn đến hiện tại. Thiên hạ đều đông của Khương Vọng ra càng nhanh, thế cùng ý càng viên mãn, chiếm trước nửa phần tiên cơ. Thế nhưng thiên nhân ngũ suy của Đấu Chiêu lại cường đại hơn. Chiến cuộc diễn biến đến trình độ này, cả hai bên đều không cách nào khống chế sức mạnh. Trong mắt Khương Vọng có âm dương ngư đang du động, mà đuôi tóc đen nhánh của Đấu Chiêu dường như cũng có kim thất đang nhô ra. Kim quang cùng xích viêm dường như trở thành hai màu sắc duy nhất giữa thiên địa. Tiếp đến mới là đỏ cùng xanh cắt ngang nhau. Lúc này, Hách Liên Vân Vân đang quan chiến ở ngoài sân mới bỗng nhiên giật mình, trận chiến đấu giữa sứ giả của hai đại cường quốc này. Vốn nên để người ta say sưa luận bàn vậy mà lại diễn biến thành cục diện sinh tử. Như vậy sao được? Tách bọn họ ra, nàng lập tức mở miệng nhưng cũng biết chưa chắc có thể hành động kịp. Nơi này là La Vương đình trí cao, tính an toàn là không thể nghi ngờ. Người đang bảo hộ nàng, tuy là chân nhân đương thời nhưng cũng không theo sát. Chủ nhân của đấu trường Thương Lan lúc này cũng không ở tại đấu trường. Hơn nữa, dù khoảng cách có gần hơn, dù chân nhân đương thời có ra tay thì có thể đơn giản xóa bỏ uy thế chiến đấu của hai người kia, bảo trụ tính mạng của bọn họ sao? Trong ánh mắt của nàng, mang theo đầy nghi vấn. Trung Ly Viêm không cảm thấy Đấu Chiêu sẽ chết, hắn ta cắn chặt răng, hơi tiếc nuối vì không thể lấy lại được danh dự trên người Khương Vọng. Còn về mối quan hệ giữa Tề Quốc cùng Sở Quốc sau trận chiến này, nằm ngoài phạm vi bận tâm của hắn ta. Vũ Văn Đạc không nhìn rõ thế cục, còn tưởng rằng đây là cục diện có thể tùy lúc dừng lại, tựa như lúc trước kiếm của Khương Vọng lướt qua cổ của Trung Ly Viêm vậy. Kim Công Hạo của Kim Thị cùng nữ ni Ngọc Hoa đến từ Tẩy Nguyệt Am thì lại không mấy quan tâm, chỉ suy nghĩ đến những ảnh hưởng từ cuộc chiến này. Mà Hoàng Xá Lợi đã hất trường bào, chuẩn bị cho việc dùng tư thế tiêu sái nhất bay về phía võ đài. Nàng đã quyết định, dù cho phải lập tức thành tựu thần lâm, cũng phải quay ngược thời gian, bảo đảm tính mạng cho hai người này. Sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn hai mỹ nhân như thế tàn lụi trước mắt mình chứ? Cho đến bây giờ, dù là Đấu Chiêu hay là Khương Vọng, đều là thiên kiêu mang tính đại biểu cho quốc gia của mình. Sinh tử của bọn họ không phải là vấn đề cá nhân mà còn mang theo mối liên quan rất lớn. Cho nên, những người chú ý đến một màn này, dù cho có là ai thì đều khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều thứ. Duy chỉ có hai người đang giao phong sinh tử kia, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến sống chết của mình. Tại thời khắc này, bọn họ giống nhau, trong mắt đều chỉ cháy rực sự tự tin vĩnh viễn không phai màu cùng sự quyết tâm truy cầu thắng lợi. Ta sinh ra không giống với người khác, chưa từng hoài nghi tài hoa của mình. Từ trước đến nay khổ tu không ngừng, từ trước đến nay nóng lạnh không ảnh hưởng. Một ngày thần binh ra khỏi vỏ, anh hùng thiên hạ người nào là địch thủ? Không muốn thứ gọi là cùng hàng tuyệt thế, chỉ hỏi người nào đứng đầu, người nào đệ nhất. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2115, tên anh hùng truyền xa. Trên đài Thanh Nhai to lớn, lúc này lại vô cùng im ắng. Khí kình vốn lên lừng lẫy, chói lọi hình như cũng bị hai người đang muốn phân sinh tử khuất phục, đến cả mảnh thiên địa này, mọi quy tắc ở đây cũng đều như thế. Chỉ có Khương Vọng cùng Đấu Chiêu trở thành điểm rơi của mọi tia sáng, trở thành tất yếu theo một ý nghĩa nào đó. Dưới ánh sao vô tận, tuyết bay đầy trời, một loại tịch diệt đang phát sinh. Co dù là ở cấp độ thần lâm thì điều này cũng có thể xưng là lực lượng kinh khủng. Thiên nhân ngũ suy đối đầu thiên hạ đều đông, người nào sống,
người nào chết. Ngọc Hoa bình tĩnh chờ đợi kết quả, cùng lúc đó cũng có một chút gợn sóng hiếu kỳ quanh quẩn trong tim, hiếu kỳ mối quan hệ giữa Ngọc Chân sư muội cùng Khương Vọng. Đương nhiên, ai sống ai chết trong trận chiến đấu này đều không có liên quan gì đến nàng ta. Hoàng Xá Lợi đang thưởng thức những giây phút cuối cùng. Nàng đã hạ quyết tâm, dù là thần lâm hơi tì vết cũng phải bảo vệ tính mạng của hai mỹ nhân. Đương nhiên, sau đó chắc chắn phải lấy chút đền bù. Hoàng Xá Lợi nàng háo sắc chứ không hèn mọn, nguyện ý nỗ lực nhưng cũng tuyệt đối không vô cớ nỗ lực. Đao của Đấu Chiêu, kiếm của Khương Vọng nàng đều có thể bất đắc dĩ mà học. Chẳng những muốn học, còn muốn bọn họ chậm rãi chỉ dạy từng chiêu. Ơn cứu mạng, chẳng lẽ không đáng sao? Khương Vọng cùng Đấu Chiêu không có ý niệm gì khác, trong mắt không còn ai khác, đang nỗ lực tranh thủ một loại khả năng cuối cùng trong trận đấu này, muốn khóa chặt phương thức thắng cục. Không phải sinh tử không quan trọng, mà là giờ này khắc này, bọn họ không còn rảnh để bận tâm đến cái khác. Đối với hai người họ mà nói, đây là một trận chiến đấu thuần túy. Thuần túy đến mức chỉ có bản thân thắng bại mới có ý nghĩa, cho nên bọn họ quả thực đều chân thành muốn có được thắng lợi. Ai không muốn chiến thắng Đấu Chiêu? Ai không muốn thắng được Khương Vọng? Lúc này, một lão giả mặc áo lông đã theo lời hiệu triệu của Hách Liên Vân Vân mà đến, mang theo thiên phong rơi xuống, bước vào không trung đài thiên nhai, bình tĩnh hành tẩu. Bên trong tinh quang, thế nhưng, bàn tay đang đè lên trượng của ông ta có chút chần chừ, mà trường tương tư cùng thiên kiêu đao đã tới gần mục tiêu. Hách Liên Vân Vân căng thẳng nhìn chăm chú một màn này. Trời tối, không phải chỉ là sắc trời chợt trở nên sầm lại. Cũng không phải như khi Khương Vọng dẫn động đạo đồ sát kiếm, khiến ánh sao bao trùm sắc trời trong vài giây ngắn ngủi. Mà là có một mảnh u ám, che dợp thiên khung. Nó không phải là khái niệm hư vô, cũng không phải phong cảnh có thể nhanh chóng tiêu tán, mà là thực chất, là sự tồn tại có tính bền dẻo. Giống như một miếng vải đen, giống như một tấm sắt. Khiến cho ngươi ý thức được rằng, nếu không làm gì đó, nó sẽ vẫn luôn tồn tại. Nó không phải đêm tối chân thực, thế nhưng lại càng thâm trầm hơn cả màn đêm. Bởi vì ánh nắng cũng không có cách nào xua tan nó. Giờ phút này sự mờ tối trên đài thanh nhai khiến cho Hách Liên Vân Vân dù đã dùng thương thanh mâu cũng cảm thấy giờ phút này, bầu trời quả thực là quá mờ mịt. Lão giả mặc áo lông đã nhanh chóng xách trượng, sức mạnh cường đại xua tan vẻ già nua trong thoáng chốc, bước ngang một bước, rơi vào trước người Hách Liên Vân Vân. Không nhìn thấy bất kỳ màu sắc gì nhưng quanh người Hách Liên Vân Vân rõ ràng đã thoát khỏi kiềm chế. Mà lão giả này chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía không trung. Có một loại khủng bố to lớn, sinh ra ngay thời khắc này. Lúc này Đấu Chiêu đang nhìn chăm chú vào Khương Vọng nhìn chăm chú vào Đấu Chiêu, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, đao và kiếm đã tự biểu đạt cho chính nó. Sự tôn trọng đối với cuộc quyết đấu này, kính ý dành cho nhau, đều đã được biểu thị rất rõ trong thế công tuyệt mệnh này. Vòm trời lại tối vào lúc này, bóng tối cắn nuốt tất cả ánh sáng kia, giống như cũng đè ép cả vòm trời xuống. Tiếng sấm mơ hồ cũng đến gần hơn một chút. Trong bóng tối trải rộng ra như màn đêm kia, đột nhiên nhô ra một cái mặt người to lớn. Nhìn không rõ vẻ mặt, nói không rõ hình dáng nhưng có thể cảm thụ được rằng đôi con ngươi của kẻ này đang trừng lớn, bên trong là đôi mắt tràn ngập hỗn loạn, cùng một cái miệng tham lam đang mở ra. Ma vật, quả thực là hoang đường, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Nơi này là trung tâm của toàn bộ Thảo Nguyên, là vương đình trí cao của Mục Quốc, là nơi đặt doanh trướng của Thiên Tử Đại Mục. Vì sao lại có ma vật giáng lâm? Bên trong lịch sử của Đại Mục Đế Quốc, một màn này quả thực là hiếm thấy. Nhưng mà nó lại thực sự phát sinh. Nó kiên quyết giáng lâm, cũng cực kỳ cường hoành khuếch trương ảnh hưởng. Lúc bộ mặt người to lớn này xuất hiện, đồng thời cũng có rất nhiều biến hóa đã phát sinh. Ví dụ như nguyên khí thiên địa đột nhiên trở nên nặng hơn, ảm đạm, khó điều động hơn. Ví dụ như mấy cây thần phiên được trang trí ở nơi cao trên đài thiên nhai đều bị bẻ gãy nằm trên mặt đất. Ví dụ như không gian đang trở nên mục nát, có thể khiến người ta cảm nhận được bằng mắt thường rằng nó trở nên mỏng manh hơn. Ví dụ như ma ảnh trong hư không đang lay động. Ví dụ như, ở giữa ngực và bụng của Khương Vọng, tại giữa ánh sáng năm màu của thiên phủ, vị trí của trái tim bỗng nhiên có một đoàn ma khí lao ra. Đó là một đoàn ma khí vặn vẹo hỗn loạn giống như vật sống. Nó tựa như mang theo sinh cơ của Khương Vọng mà lao ra, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được không ngừng lớn mạnh. Tạm thời dùng phương thức va chạm để tiến về phía trước. Một khối đen sẫm này,
từ đó phân thành năm sợi ma khí, phần đuôi phiêu đãng như xúc tu, dây dưa với ánh sáng ngũ phủ của Khương Vọng, tựa như đang tiến hành tiến trình khóa lại nào đó. Dùng ma khí bắt giữ ánh sáng thần thông, đây quả thực là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Mà phía trước vị trí hạch tâm của nó vẫn không ngừng biến ảo, trong nháy mắt nào đó đột nhiên ngưng thực, ngưng tụ thành một cái đầu lâu nam tử trung niên. Lại chính là Đặng Nhạc. Nó một bên đối kháng với ánh sáng thiên phủ, một bên lại lẩm nhẩm, tụng niệm ma chú hỗn loạn tối nghĩa, khiến cho lòng người ta phiền loạn, thần hồn dao động. Ngươi rõ ràng chưa từng nghe được âm tiết quái dị này, nhưng lại hiểu thứ nó muốn biểu đạt. Có lẽ đó cũng không phải là thứ nó muốn biểu đạt. Sinh tử, tiêu tan, hồi ức, đau đớn, tham lam, cố chấp, hoặc bén nhọn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc khàn khàn. Từng từ ngữ đơn giản, nhưng khi được tụng niệm ra lại chế tạo thành một loại cảm thụ cực đoan hỗn loạn, khiến người ta nghe được cảm thấy phiền loạn, có một loại thống khổ muốn phá nát thiên linh rời xa bản thể. Cả phiến thiên địa này cũng theo đó mà phát sinh biến ảo khó hiểu, chỉ trong chớp mắt giật mình đã khiến Khương Vọng cảm nhận được biên hoang. Đặng Nhạc, biên hoang, huyễn ma công sinh diệt trong nháy mắt, huyễn ma quân. Vô số ý niệm lóe lên ánh sáng, cuối cùng Khương Vọng cũng đã rõ vì sao lại có ma vật phủ xuống vương đình trí cao, hơn nữa còn tại Đài Thanh Nha ở đấu trường Thương Lang. Đài Thanh Nha không phải là trọng điểm là bản thân hắn. Hắn bị biến thành chất dẫn, bị biến thành đạo tiêu. Lần gặp gỡ thoáng qua trong biên hoang đã giúp cho huyễn ma quân thần bí khó lường kia chôn xuống thủ đoạn trên người hắn. Lúc đó hữu kinh vô hiểm, chính là vì để dùng hắn làm cầu nối vào hôm nay. Đối mặt với thủ đoạn của một ma quân, trước đây hắn không phát giác được cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hôm nay? Mục đích của huyễn ma quân là gì? Trong đó, đồ hỗ sắm vai trò gì? Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, động tác trên thân thể lại chưa từng ngừng. Thời điểm này, Trường Tương Tư bỗng nhiên gặp lại, kiếm khí gào thét mà lên. Đầy trời có tuyết nát bay ngược thiên khung. Tinh quang trên tinh khung xa xôi tùy ý chảy xiết, không ngừng đánh thẳng vào bóng tối nặng nề. Khiến cho gương mặt đang bao phủ trên không trung kia cũng có chút ảm đạm, mà tinh lộ của tinh lâu lại có ánh sáng mạnh mẽ nở rộ, khiến cho người ta ngửa đầu nhìn lên cứ tưởng như bắc đầu thất tinh đang xé rách đêm dài. Ngay tại thời điểm phân sống chết với đấu chiêu, giữa thắng bại, Khương Vọng quả quyết chuyển kiếm. Lưỡi đao chém thẳng vào đầu lâu ma khí của Đặng Nhạc, gương mặt vốn vô cùng cụ thể này, lập tức biến thành đủ loại ác tượng, khô héo, hôi thối, rung lắc không yên. Cả cái đầu lâu ma khí run rẩy, ma khí cũng từng sợi chuyển thành màu cho tàn, tán đi. Khương Vọng cùng đấu chiêu gần như là đồng thời đưa ra lựa chọn, ngay thời điểm quan trọng phân sinh tử, chẳng cần chút giao lưu nào, mỗi người đã tự mình chuyển hướng, không giữ lại chút nào. Một đâm mặt người trên thiên khung, một chạm đầu ma vật, giống như có một loại ăn ý bẩm sinh vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ là bọn họ đồng thời cảm thấy nguy hiểm chí mạng, đồng thời đưa ra ứng đối tốt nhất với tình thế trước mắt. Hai tuyệt thế thiên kiêu liên thủ đối địch lại đều hiện ra trạng thái mạnh nhất, giờ khắc này thế công kinh khủng bực nào. Một thoáng kia giống như cảm giác khô cạn của biên hoang cũng bị gạt ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mặt người to lớn trên bầu trời, đột nhiên mở miệng khẽ hút ánh sao đầy trời đều vào cổ họng, kiếm khí vô biên cũng bị một ngụm nuốt hết. Tinh quang cùng màu tuyết chảy xiết bên trong cái miệng lớn này, sau đó đều bị xâm nhiễm thành màu mực, trôi về nơi vô định. Thậm chí, tứ đại thánh lâu đứng ở tinh khung xa xôi cũng hơi lung lay giữa lúc tinh quang bay lả tả, giống như sắp bị tinh khung già nua kéo rơi. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ sở đạo đồ của mình đã bị rung chuyển. Tu vi mà hắn cả một đường đi tới dùng mồ hôi đúc thành, trước một ngụm này liền bị dao động. Đây là sức mạnh ở cấp độ thế nào? Nhưng mà thủ đoạn của huyễn ma quân há lại chỉ có như thế. Đoàn ma khí trước đây không hề có chút gợn sóng, gần như chỉ được dùng để làm đạo tiêu, lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi tim Khương Vọng, nhanh chóng bị cướp mất sức mạnh. Ngưng tụ thành ma sọ, năm luồng ma khí như xúc tu, trực tiếp đè ép ánh sáng ngũ phủ của Khương Vọng, thân thể thiên phủ hiếm thấy cổ kim lại đang bị dập tắt. Khương Vọng một khắc trước còn đang thể hiện sự mạnh mẽ, giờ khắc này xích hỏa quanh người đã mất. Xương trắng khoác sau lưng đã tiêu tán, ngay cả màu vàng dòng bất hủ trong mắt vậy mà cũng dần dần rút đi. Bên trong ngũ phủ hải của hắn, kinh đào hải lãng đều bị áp chế. Năm đạo ma khí như những cây trụ thông thiên, trực tiếp dập xuống từ mái vòm, đánh vỡ hết thảy những cản trở vô hình,
đâm vào phía trên năm tòa nội phủ. Bạch Vân đồng tử cố gắng khống chế Vân đỉnh tiên cung, muốn dùng thân thể đánh lui ngoại địch, nhưng đoàn ma khí kia chỉ hơi bị chấn động, mà Vân đỉnh tiên cung lại giống như bị người ta tháo bỏ khớp nối, không thể nhúc nhích được nữa. Bạch Vân đồng tử cũng đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, răng va vào nhau lập cập. Thông thiên ma trụ trấn áp ngũ phủ, thậm chí còn xem đây là trung tâm, khuếch tán ma khí ra khắp tứ hải, mang theo loại bá đạo muốn cải thiên hoán địa. Mà bên ngoài ngũ phủ hải, đầu lâu ma khí cứng đối cứng với một đao của đấu chiêu, vừa không ngừng tịch diệt, cùng lúc, từ nơi là hai con ngươi có hai đạo ma khí xoắn thành hai sợi dây đen. Thuận theo lưỡi của thiên kiêu đao nhanh chóng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã trói đấu chiêu lại. Nó đã hoàn toàn đối chọi được với thiên nhân ngũ suy. Với năng lực của đấu chiêu cũng không thể nào thoát khỏi hai sợi dây được bệnh thành từ ma khí đen này. Đấu chiến kim thân chói mắt, dưới sự ăn mòn kinh khủng của ma khí, cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng ảm đạm. Đao ý của hắn tăng vọt, đao kình như bão táp nhưng vẫn không thể thoát ra được chút nào. Đấu chiến linh vực màu vàng dòng cùng hỏa vực màu đỏ rực, tại thời khắc này cũng không còn dây dưa nữa, mà chuyển thành phối hợp với nhau. Cùng nhau đụng chạm vào quy tắc của ma vật đột nhiên giáng lâm này, muốn dãy dụa ra chút tự do ngắn ngủi, nhưng lại gần như bị ảm diệt cùng lúc. Đấu chiến linh vực rộng đến 800 trượng, hỏa vực rộng 1.000 trượng, giống như là hai cái bong bóng bị nhẹ nhàng đâm thủng, thậm chí không thể chế tạo được chút gọn sóng nào. Quy tắc của hai vị thiên kiêu tuyệt thế, tại lúc này đều không được tán thành. Trời thấp thành một đường, vàng và đỏ đều tiêu tán. Võ phục bá khí nền đỏ viền vàng, cùng thanh sam tiên khí bồng bềnh tiêu sái, lúc này đều bị màu mực nhuộm dần. Đó vốn không phải là sức mạnh ở cùng một cấp độ. Ma vật dùng khương vọng làm đạo tiêu, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây, có sức mạnh không phải thần lâm có thể với tơi, chỉ tùy ý là đã có thể trấn áp cả khương vọng cùng đấu chiêu. Ma uy ngập trời bao phủ toàn bộ đài thanh nha, tiếp đến là toàn bộ đấu trường thương lang. Hốt na bà. Mặt người to lớn kia bỗng biên dùng ngôn ngữ thảo nguyên đầy vẻ khó chịu hô lên. Hốt na bà. Thanh âm của nó điên cuồng hỗn loạn, mang cho người ta cảm giác bất an mãnh liệt. Khương Vọng biết Hốt Na Ba có nghĩa là lang đồ, là đại biểu cho hộ pháp lang thần của Thương Đồ thần giáo. Đồng thời đó cũng là thần thông mà Na Lương từng hiển lộ ở Quan Hà Đài. Nhưng không biết vì sao ma vật này lại gọi lang đồ. Có điều, sau khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên có tiếng gào thét nổi lên bốn phía. Đấu trường Thương Lang chính là đấu trường có quy mô lớn nhất ở Vương Đình Chí Cao, mỗi một ngày đều có rất nhiều trận quyết đấu phát sinh. Mặc dù trận quyết đấu hôm nay của đấu chiêu và Khương Vọng không mở cửa cho người khác nhưng những võ đài còn lại vẫn đang được vận hành bình thường. Có điều là, trước đây, tiếng hô hưng phấn của người xem chưa từng truyền đến nơi khác, mà lúc này, tiếng gào thét vang lên ở những võ đài lớn lại trộn lẫn với nhau, trở nên hỗn tạp, khiến cho người ta có cảm giác kinh hoàng như tận thế đến. Có người cao giọng cầu cứu, có người bị dọa đến khóc thét, có người tức giận mắng hộ vệ của đấu trường. Chủ nhân của những âm thanh này chưa chắc đều đã có tu vi nhất định, nhưng khi chúng ồn ào xen lẫn cùng một chỗ lại tạo thành một loại lực lượng u ám, cắn nuốt lấy cảm xúc, từ từ lớn dần trong lòng người. Pháp trận cách âm, pháp trận phòng hộ, pháp trận nhìn rõ. Tất cả pháp trận bên trong đấu trường Thương Lang đều vỡ vụn trong nháy mắt, tích lũy mấy trăm năm bị phá hoại chỉ tròn chốc lát. Bên trong đấu trường hỗn loạn, có những tướng ma chỉ trong chớp mắt đã va chạm mấy lần, tùy tiện xé nát đối thủ. Có yêu tộc hoàn toàn tránh thoát khỏi gông xiềng, từ bỏ đối thủ, phóng tới thính phòng, trong miệng hát lên hành khúc bi thương. Có tu sĩ nhân loại đang chém giết sinh tử bỗng nhiên mắt biến thành đỏ, dị hóa thành ma. Chỉ trong nháy mắt đã long trời lở đất, chỉ trong một ý niệm đã huyễn sinh, tiêu tan, ma uy như thế đã gần đến thiên uy. Giờ khắc này ở nơi này, mặt người to lớn này đang quan sát chủ yếu bên trong đấu trường. Hoàng Xá Lợi tung người lên, nắm ngực phổ độ hàng ma sử, dáng người khỏe đẹp cân đối như một cây cung lớn bị kéo căng. Áo choàng màu vàng giống như là một chiếc chiến kỳ phần phật, trương dương trên không trung. Kim Công Hạo cũng khoác lên người trường giáp màu đen trong chớp mắt, tay cầm theo một cây gáo dài đỏ rực, khí kình sau lưng gào thét, tạo thành một đôi mắt ưng màu đen như lưỡi đao. Vũ Văn Đạc cũng từ một nơi khác vọt đến, rút đao cầm trên tay, huyết khí toàn thân sôi trào, tinh quang cùng đạo nguyên cũng nhanh chóng chuyển động. Đối với tu sĩ hai nước kinh mục mà nói, đối kháng ma vật đã gần như trở thành một loại bản năng. Giờ khắc này,
Ngọc Hoa cũng niệm tụng pháp chú, tóc đen dưới mũ tăng khẽ run, từng phạn văn vàng rực chói mắt bay vòng bốn phía. Mà Hách Liên Vân Vân lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức không hiển lộ chút cảm xúc nào, nàng chỉ ngồi ngay ngắn tại chỗ, không nhúc nhích. Vị lão giả mặc áo lông có tu vi động chân kia cũng là người đã nhìn nàng lớn lên, hiểu rất rõ tính tình của nàng. Ông ta không mang nàng rời đi trước, mà nắm mộc trượng, đứng yên trước người nàng, trầm mặc thủ một tấc vuông này. Đây chính là uy nghiêm của hộ vệ hoàng tộc đại mục. Dư uy còn như vậy, hai người Khương Vọng, đấu chiêu đang đối đầu trực diện với ma vật kia sao có thể may mắn được. Linh vực đã vỡ nát nhưng Khương Vọng vẫn đang vung kiếm, mặc dù đạo đồ của hắn đã bắt đầu bị dao động, mặc dù động tác của hắn chậm chạp giống như đang phải đội theo cả một ngọn núi. Đấu chiêu đã bị áp chế toàn thân vẫn còn đang giãy giụa, nhìn chằm chằm vào mặt người to lớn kia, thậm chí mỗi một sợi tóc của y cũng vẫn đang bày tỏ sự kiệt ngạo. Linh vực, thần thông, đạo thuật, chiêu pháp, nhục thân. Mỗi một phương hướng giãy giụa đều không có tác dụng gì, nhưng bọn họ vẫn đang tìm kiếm khả năng, giống như trước đó, khi bọn họ truy đuổi thắng bại vậy. Ngay lúc này, keng, có tiếng chuông vang, một tiếng này xa xăm, rộng lớn, giống như xuyên thủng thời gian, từ quá khứ xa xôi vọng đến hôm nay. Lại to lớn, bao dung, vượt qua trở ngại về không gian, vang ở bên tai mỗi người, trong nháy mắt đã vuốt an sao động bất an trong lòng người. Khương Vọng chưa từng nghe qua tiếng chuông như vậy, thế nhưng trong lòng lập tức nhảy ra một cái tên là Quảng Văn Chuông. Có lẽ là bởi vì quan tự tại nhĩ, có lẽ là bởi vì hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, có lẽ cũng không có nguyên do gì. Hắn chỉ có một loại chắc chắn vô cùng lớn, đây chính là thanh âm của Quảng Văn Chuông. Chuông này kêu gọi thần sứ Mẫn Cáp Nhĩ từ phương xa, tự là Quảng Văn Gia Tà Vô Điện Lạc Thành Chi Nhật Khởi Vị Tằng Minh. Gia Tà Vô, anh hùng vậy, hô anh hùng, ai là anh hùng? Chuông này vừa vang, thiên địa đã khác, như nhật nguyệt thay trời mới. Lấy đấu trường Thương Lang làm trung tâm, xung quanh ở cách nơi này một khoảng, có ba đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, nhét đầy thiên địa. Ba luồng thần quang từ ba phương vị nhổ trời mà lên, không thấy tận cùng, giống như những cây trụ chống trời vậy. Đó là những trụ thần quang lộng lẫy, trên đó có thần văn lưu động, hiện rõ vẻ cổ lão cùng uy nghiêm. Giữa ba cây thần trụ, lấy thần quang nối liền, cứ như vậy kết thành một vòng tròn, vây chặt toàn bộ đấu trường Thương Lang. Màn đêm đen nhánh kia cũng không thể khuếch trương ra bên ngoài chút nào nữa. Hai phía trong và ngoài của đấu trường Thương Lang là hai phong cảnh khác hẳn nhau. Bên trong đấu trường Thương Lang, những người đang đứng gần trụ thần quang có thể thấy rõ ràng giữa thiên địa hình như có một đường thẳng vô hình. Ngăn cách đấu trường Thương Lang cùng vương đình chí cao, nơi đây giống như đã vào đêm mà bên ngoài thì trời vẫn còn sáng. Còn người ở bên ngoài đấu trường Thương Lang nếu nhìn vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy sắc trời đẹp đẽ, những cụm mây trôi nổi mang theo áng vàng, những toàn kiến trúc nguy nha. Đây là một ngày không thể bình thường hơn được nữa. Lúc ma vật giáng lâm, không người nào biết. Cũng giống như rất nhiều chuyện xưa đã bị vùi lấp trong lịch sử. Như có Quảng Văn, thì thế gian nào có trầm oan hận cũ. Trong hư không đột nhiên có tiếng phạn vang lên. Như có Quảng Văn, thì chọc thế sao còn có việc xấu ngầm lan tràn. Nó tuy là phạn âm nhưng không giống như là đọc kinh Phật, mà ngược lại càng giống như ai đó đang muốn bày tỏ cái gì. Như có Quảng Văn thì kẻ ngốc tin người nào có cầu gì hơn. Nó quái dị lại thống nhất, khó chịu lại hài hòa. Như có Quảng Văn chuông vang, tiếng Phật sướng vọng thanh. Âm thanh lẩm bẩm niệm ma chú của cái đầu ma kia chỉ thoáng chốc đã bị đè lại. Bên trong ngũ phủ hải của Khương Vọng, năm luồng trụ ma khí kia lập tức tán loạn. Trước ngực bụng của Khương Vọng, năm vòng thần quang đang cố sức dãy dụa đột, nhiên sáng rực, đẩy mạnh luồng ma khí kia ra bên ngoài. Sợi dây ma khí đã trói chặt đấu chiêu cũng nổ tung như bươm bướm đen, đao thế của đấu chiêu chỉ trong chớp mắt đã dâng lên ngút trời. Thần quang thiên phủ bùng cháy rực rỡ, đấu chiến kim thần lóa mắt. Khương Vọng cùng đấu chiêu đột nhiên có lại được tự do. Ma khí nổ tung như những con bươm bướm ma kia đột nhiên chuyển động trong không trung, hiện ra thành một gương mặt nữ nhân. Gương mặt này Khương Vọng đã từng gặp qua, là khi hắn bị ma vật vây đánh trong biên hoang. Mà gương mặt này bỗng nhiên lại tán đi, dường như hoàn thành sự trao đổi lực lượng nào đó. Một đôi giày da dê bình thường, vào lúc này bước lên võ đài. Ma khí dao động, mặt người to lớn trên mái vòng gầm thét, đồ hỗ, ngươi dám thiết kế bổn quân. Chủ nhân của đôi giày da dê này,
mặc bộ quần áo của người chăn nuôi bình thường, mũi cao mắt sâu, uy nghiêm lạnh lùng. Đối mặt với ma vật đang nổi giận cũng không nói lời nào. Ông ta chỉ cất bước đến gần, tiện tay cầm lấy thiên kiêu đao trong tay đấu chiêu, vung lên. Cái đầu ma đang dây dưa không ngừng trong người Khương Vọng trực tiếp bị chém đứt, ma khí tán loạn, bị ông ta dễ dàng nắm trong tay. Mà có thêm một đồ hỗ khoác hoa bảo sáng chói, giống như là bước ra từ trong màn đêm, hành tẩu trong bóng tối. Ông ta đối diện với mặt người to lớn vốn đang bình tĩnh kia lắc đầu khẽ cười nói, ai có thể thiết kế ngài chứ? Có điều tồn tại vĩ đại như ngài đây cũng không thể nào xóa đi được một khả năng khác cũng vĩ đại như ngài vậy. Là ngài tự thiết kế chính mình, ông ta nói. Vậy mà, có tới hai đồ hỗ. Đồ hỗ mà hắn gặp ở biên hoang, đồ hỗ miếu bên trong mẫn hợp miếu, Quảng Văn Chuông. Mọi manh mối đột nhiên tập trung lại trong đầu Khương Vọng, hắn hầu như đã rõ cái gì nhưng lại cảm thấy khó có thể tin được. Có bóng đêm âm trầm làm bối cảnh, mặt người to lớn mơ hồ kia gào thét giận dữ, heo chó cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần. Bóng đêm kia vậy là lưu động, ẩn ẩn trên không trung như muốn tụ thành thể xác hình người. Có một loại uy nghiêm cổ xưa, từ nơi xa xôi giáng lâm. Tựa như là huyễn ma quân thân ở vạn giới hoang mộ, hôm nay muốn vượt qua khoảng cách xa xôi, tự mình giáng lâm nơi đây, xóa bỏ đồ hỗ. Sức mạnh hủy diệt nhanh chóng lan khắp đấu trường Thương Lang, không có giới hạn mà rút lấy tất cả sinh mệnh lực của người sống. Hôm nay không phải hôm qua, đồ hỗ mặc hoa bào khoác kim miệng tế ti, mặt mỉm cười, ánh mắt thân hòa. Dù quần áo có lộng lẫy đi nữa cũng không thể che giấu được vẻ rực rỡ, khí tức rực cháy trên người ông ta. Hai đồ hỗ cùng lên tiếng, ngươi hôm nay vẫn là ngươi hôm qua, huyễn ma quân, ngươi thừa nhận đi. Thần đồ hỗ cùng nhân đồ hỗ, một ở trên không, một dưới mặt đất, mà giờ khắc này vạn đạo thần quang. Lập lòe, trải rộng ra ở giữa bọn họ, cũng bao phủ từng sinh linh đang có mặt trong đấu trường Thương Lang. Cũng điểm trang cho đài thanh nha này giống như thần quốc. Một màn này mâu thuẫn như thế nhưng lại cũng hài hòa như thế. Ma khí mãnh liệt vượt giới mà đến, mang theo sự điên cuồng diệt thế. Mà thần đồ hỗ cùng nhân đồ hỗ tại lúc này chỉ là nhìn nhau một cái, bước một bước về phía trước. Một cười nhẹ nhàng, một không biểu tình, một hiền lành dễ thân, một thần uy vô tận. Bên trong thần quang vô tận lúc tối lúc sáng, hai người hợp làm một. Một luồng uy thế kinh khủng đến cực điểm, bộc phát ra từ trên một đồ hỗ hoàn toàn mới. Cỗ uy thế này thậm chí còn đang không ngừng bay vụt, giống như bay đến vô tận. Không phải dừng ở động chân, cũng không phải diễn đạo bình thường. Sự điên cuồng trong mắt mặt người to lớn kia biến mất trong nháy mắt, có một loại gợn sóng như mộng ảo nổi lên. Giống như phá vỡ một loại giới hạn chân thực nào đó, luồng uy nghiêm cổ xưa kia nhanh chóng trôi qua. Hắn ta muốn chạy trốn. Keng, âm thanh của Quảng Văn Chuông lại vang lên. Mặt người to lớn, bóng tối tĩnh mịch, ma khí vô tận, hủy diệt kinh khủng, cảm thụ khô cạn. Tất cả đều biến mất. Chỉ có một gương mặt người đủ mọi màu sắc biến ảo chập chờn, nhẹ nhàng rơi xuống, bị đồ hỗ nhẹ nhàng nắm trong tay. Chương 2116, Trăm năm thanh bình. Lúc này trên người đồ hỗ đã không còn loại uy nghiêm khiếp người kia nữa, cũng không còn khí chất khiến người ta cảm thấy gần gũi nữa. Khi ngươi nhìn vào ông ta, lúc thì cảm thấy đây là một tập hợp tràn đầy mâu thuẫn, lúc thì lại cảm thấy ông ta chẳng hề tồn tại, lúc thì lại thấy vô cùng tự nhiên như thế. Giống hệt như ông ta vẫn đang liên tục thay đổi. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu, đồ hỗ lúc này đã là một tồn tại có thể gọi là chân quân. Hơn nữa, ông ta không phải mới chứng đạo ngày hôm nay. Bởi vì vừa rồi không có dị tượng thành đạo, bởi vì một vị chân quân vừa mới chứng đạo. Khó có thể nói người này sẽ có khả năng chủ tính được huyễn ma quân, hơn nữa rõ ràng là còn thu được thành công. Tuy nhiên, trước ngày hôm nay, đồ hỗ đại nhân của miếu mẫn hợp có huyết thống mâu thuẫn, thân phận mâu thuẫn, lập trường mâu thuẫn, trên người tồn tại quá nhiều phiền phức và ông ta cũng đã khiêu khích quá nhiều người ở Mục Quốc. Cho đến tận bây giờ, tu vi của ông ta cũng chỉ là đương thế chân nhân. Ngay cả Kim Công Hạo xuất thân từ Kim Thị, có nhãn giới và đường dây tin tức hạng nhất, cũng chưa từng nghe nói trên đời có đồ hỗ thứ hai, cũng chưa từng nghe có thể có một bước như thần nhân tương hợp. Một màn trước mắt này có thể liên kết quá nhiều sự tình lại với nhau. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó tức giận, cảm xúc dao động liên tục, bàn tay tinh chế cũng siết chặt rồi nới lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng hắn chỉ lẩm bẩm nói,
thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lúc này trên đấu trường Thương Lang, khắp nơi đều yên tĩnh trở lại. Cũng không biết là bị áp chế hay là bị ngăn cách, không có ai quan tâm. Tất nhiên, trận quyết đấu đã bị gián đoạn kia sẽ không thể tiếp tục. Hơn nữa trận chấn động ngày hôm nay có lẽ cũng chỉ là câu chuyện lúc trà dư tử hậu của ngày khác. Thanh Nha Đài lúc này lại rơi vào một loại im lặng khác. Bức màn đen trên bầu trời đã tan biến, sắc trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất. Mặc dù giác võ đài đã bị hư hại nặng nề không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng ít nhất sự u ám đã bị quét sạch, thấy được ánh sáng. Đấu Chiêu mặt không đổi sắc nhìn vị diễn đạo cường giả vừa mới áp chế Huyễn Ma Quân kia, lặng lẽ đưa tay ra. Đồ Hỗ cười một tiếng, tiện tay quay ngược Thiên Kiêu đao, đưa lại vào trong lòng bàn tay Đấu Chiêu, đây chính là một thanh đao xứng đáng với ngươi. Đấu Chiêu không nói gì, bởi vì y cảm thấy đây là một câu nói nhảm nhí. Khương Vọng tay cầm trường kiếm, bình tĩnh nhìn Đồ Hỗ, chỉ hỏi tại sao lại là ta. Thẳng thắn mà nói, hôm nay nếu hắn không ở Mục Quốc, nếu hắn không phải đang ở trong Chí Cao Vương Đình, nếu hắn ta không phải sứ giả đại biểu cho Tề Quốc, Khương Vọng sẽ không nói lời nào. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ, cũng nhìn thấy quá nhiều điều. Dưới tình huống hôm nay, hắn khó mà không có liên tưởng, chẳng lẽ Đồ Hỗ đang dùng hắn làm trò chơi hay sao? Lần đụng độ với Trành Ma ở biên hoang đó, có phải cũng là do Đồ Hỗ bày ra? Những cường giả cao cao tại thượng kia, tiện tay lấy thiên hạ làm cục, dùng chúng sanh làm tử, cũng không có gì lạ. Vì một lý tưởng cao đẹp hơn, một sự nghiệp to lớn hơn, một số hy sinh sẽ luôn được tha thứ. Mặc dù Khương Vọng không đồng ý, nhưng hắn cũng sẽ chỉ chôn chặt mọi thứ trong lòng và chỉ hỏi câu hỏi này khi hắn đã có đầy đủ thực lực, có thể sử dụng kiếm để bảo vệ đạo lý của mình. Nhưng hôm nay hắn là sứ giả của Đại Tề, nên tất nhiên hắn không thể yên lặng. Bởi vì khi hắn dùng danh xưng sứ giả ra ngoài, là đại biểu cho uy nghiêm của cả một quốc gia. Hắn có thể không giỏi giao tế, chỉ tập trung tu luyện, bởi vì Tề Đình vốn không có ý định để hắn xử lý các mối quan hệ ngoại giao, hắn chỉ đến đây để nghe một chút, xem một hồi. Nhưng hắn nhất định phải bảo hộ quốc thể, cho nên hắn không tiếc hạ kiếm vì việc này, sứ giả Tề Quốc nhất định không được phép bị sỉ nhục. Lúc này không phải hắn là người chất vấn Đồ Hỗ, mà là Đại Tề Đế Quốc đang chất vấn rằng thứ gì đã khiến ngươi có gan dùng sứ thần Đại Tề của ta để mạo hiểm. Cô, Hách Liên vân vân. Hách Liên vân vân lúc này đứng lên, cách khoảng cách giữa giác võ đài và khán đài, một tay xuyên qua khoảng cách khán đài cùng võ đài, một tay bao phủ lên ngực. Hướng về phía Khương Vọng cúi người hành lễ từ xa, dùng thân phận hoàng tộc đại mục, cô muốn bày tỏ lòng xin lỗi của mình với Võ An Hầu. Võ An Hầu là khách từ xa đến, là đại biểu cho Đại Tề, là nhân vật mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ. Bất kể lý do là gì, cũng không thể ngươi mạo hiểm ở Mục Quốc, đặc biệt là ở Chí Cao Vương Đình này được. Điều này khiến bổn cung vô cùng xấu hổ, cô nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích cho những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nàng ta nói rằng sẽ đưa ra một lời giải thích, nhưng trong thực tế là muốn một lời giả thích. Giúp Khương Vọng lấy được lời giải thích từ diễn đạo cường giả Đồ Hỗ. Lúc này Đồ Hỗ liền nói, ta nghĩ rằng ta có thể làm rõ vấn đề này. Ông ta cũng không có loại ngạo mạn người thành diễn đạo, cao tuyệt nhân gian, hơn nữa ông ta còn có thể nói là rất ôn hòa. Lúc này, trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười khổ, nói với thái độ thẳng thắn, lịch sử đấu tranh giữa nhân loại và ma tộc kéo dài không ngừng từ thời đại thượng cổ cho đến ngày nay. Kể cả thủ lĩnh của ma tộc ở bên kia sinh tử tuyến, Huyễn Ma Quân cũng chưa bao giờ ngừng rình rập thảo nguyên. Hôm nay chính là một cơ hội tuyệt vời cho hắn ta, tin rằng hắn ta cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Hắn ta không thể đích thân giáng lâm xuống vương đình, cho nên hắn ta cần một cây cầu, và ngươi, Võ An Hầu, là một trong những lựa chọn của hắn ta. Chuyện hôm nay, không phải ta lựa chọn ngươi, mà là Huyễn Ma Quân lựa chọn ngươi. Nếu để trả lời câu hỏi tại sao lại là ngươi của ngươi, ta nghĩ từ góc độ của Huyễn Ma Quân, có thể tìm được rất nhiều lý do. Ví dụ như thực lực của ngươi không tầm thường, có đủ khả năng chịu lực, có thể khiến Trành Ma Huyễn Lô của hắn ta thành hình nhanh chóng. Ví dụ như hắn ta mới gặp được ngươi ở biên hoang cách đây không lâu, vừa vặn có cơ hội ra tay. Ví dụ như thân phận bất phàm của ngươi có thể khiến ngươi không phải trải qua kiểu kiểm tra kỹ lưỡng nhất, từ đó có thể che giấu hành động của hắn ta ở mức độ lớn nhất có thể. Hạn chế ở chỗ ta, trước khi Huyễn Ma Quân ra tay, ta hoàn toàn không biết hắn ta cuối cùng sẽ lựa chọn phương thức như thế nào để xâm nhập vào cục diện ngày hôm nay.
Đương nhiên, ta không phủ nhận, ngày đó sau khi gặp được ngươi ở biên hoang, ta đã có chút đoán, nhưng lúc đó ta không tìm thấy bất kỳ manh mối xác định nào. Và lúc đó, cuộc đối đầu của ta và Huyễn Ma Quân là để dụ hắn ta nhập vào cục diện do ta bày ra. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm, vì vậy ta không có thời gian để điều tra cẩn thận, chỉ có thể để ngươi rời đi trước. Sau đó, khi ở trong Quảng Văn Gia Trừ Tà Vô Điện, sau khi ta nghe được việc ngươi đã gặp được một ta ở biên hoang khi đang tọa trấn ở miếu Mẫn Hợp, ta đã đặc biệt nói chuyện với ngươi rất lâu. Hai bản thể của ta lúc đó hoàn toàn không tương thông, ta tọa trấn ở miếu Mẫn Hợp, kỳ thật vẫn luôn quan sát ngươi, cố gắng tìm kiếm tung tích của Huyễn Ma Quân trên người ngươi. Cả hai ta đều rất cảnh giác với các thủ đoạn của Huyễn Ma Quân, nhưng đáng tiếc là cả hai ta đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn ta trên người ngươi. Là Ma Quân chỉ dùng sinh hỏa Huyễn Ma Công thành đạo, thủ đoạn của hắn ta luôn thần bí khó đoán. Sau khi Khương Vọng lẳng lặng lắng nghe hết những điều này, hắn chỉ nói, thủ đoạn của Huyễn Ma Quân quả thực khó lường, Đồ đại nhân hôm nay cũng đến rất đúng lúc. Đồ Hỗ trầm ngâm một lúc, rồi nói, ngươi hẳn là vẫn còn ấn tượng đối với nữ tử Trành Ma mới nhìn thấy vừa rồi đi. Lúc còn ở biên hoang, ngươi đã gặp qua nàng ta rồi, còn từng giao thủ với nàng ta nữa. Nàng ta chính là nữ tử của Hoàn Nhan gia Hoàn Nhan Thanh Bình. Năm đó cũng từng là một thiên kiêu thần lâm nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng bị thế lực dị quốc khống chế. Nhưng hạn chế ở chỗ, ta không thể nói đó là thế lực nào. Sau khi ta thông chi cho gia chủ của Hoàn Nhan gia đã chuẩn bị thủ đoạn ở trên người nàng ta, còn an bài cho nàng ta chết ở biên hoang, bị Huyễn Ma Quân bắt được tính linh, trở thành Trành Ma. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ta có thể xuất hiện đúng lúc vào ngày hôm nay. Trành Ma gần như là một đại biểu biểu tượng cho Huyễn Ma Quân, nhưng Đồ Hỗ lại có thể ra tay từ chỗ này, thành công bày bố thủ đoạn. Những khó khăn và tâm huyết bỏ ra ở trong đó, tự nhiên không thể được mô tả chỉ trong một vài từ. Mà ban đầu Đồ Hỗ dùng Hoàn Nhan Thanh Bình làm mồi câu để bắt chọn được hàng loạt cá lớn đến tận gốc rễ. Sau khi lợi dụng hết giá trị của nàng ta khi còn sống, lại đưa Hoàn Nhan Thanh Bình đến biên hoang, thiết kế Huyễn Ma Quân, lợi dụng cả giá trị cái chết của nàng ta. Nhưng ông ta không cần phải giải thích rõ ràng mọi thứ. Bây giờ ông ta chỉ muốn giải thích với Khương Vọng tại sao ông ta lại đến đúng lúc như vậy. Khương Vọng đâu chỉ có ấn tượng với Hoàn Nhan Thanh Bình thôi đâu. Trong cuộc chạm trán ở bên ngoài biên hoang 2.600 dặm, Hoàn Nhan Thanh Bình chính là Trành Ma mang đến cho hắn áp lực lớn nhất. Lúc đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng chiến đấu, và người đầu tiên hắn chuẩn bị liều mạng giết chết chính là người nữ tử này. Hắn đã quan sát đủ khả năng và thủ đoạn của Đồ Hỗ rồi. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn. Sự bảo hộ của quý quốc với đấu trường Thương Lang cũng vô cùng kịp thời, Khương Vọng nói. Đương nhiên, hắn đang đề cập đến ba vị cường giả ngay từ đầu đã phong tỏa toàn bộ đấu trường Thương Lang, đến tận bây giờ vẫn chưa hề lộ diện. Nếu nói Đồ Hỗ không có chuẩn bị trước, không biết Huyễn Ma Quân khi nào sẽ ra tay, hắn một chút cũng không tin. Ngươi tới đúng lúc như vậy, lại bố trí có tính mục tiêu đến như vậy, cuối cùng ngươi nói cái gì cũng không biết, tất cả chỉ là trùng hợp, ai có thể tin đây? Nếu nói rằng ở miếu Mẫn Hợp ngày hôm kia, thái độ của Khương Vọng là trong sự cảm tạ mang theo sự khắc chế và cẩn thận. Nhưng sau sự cố ngày hôm nay, thái độ của hắn rõ ràng là lộ rõ vẻ phong bế. Đồ Hỗ nhân thần tương hợp, tự nhiên có cảm giác sâu sắc đối với điều này. Ông ta khẽ thở dài một hơi, đột nhiên truyền thanh vào trong lòng Khương Vọng. Ta biết hôm nay rất khó để hóa giải nghi hoặc của Võ An Hầu, ta cũng có thể hiểu được, đổi thành bất kỳ người nào cũng sẽ như vậy. Vì vậy, ta muốn nói cho ngươi biết một bí mật. Liên quan đến bí mật thần thông của ta, nó chắc chắn sẽ đánh tan nghi ngờ của ngươi. Nhưng nếu việc này đã ra khỏi miệng ta, lọt vào tai ngươi thì không thể để lọt ra ngoài. Ngươi có nguyện ý ngay không? Khương Vọng theo bản năng liền muốn gật đầu đồng ý, nhưng ý niệm đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng hốt. Viên hạt giống thần thông hai màu trắng đen trong ngũ phủ hải kia cũng mơ hồ như nhảy lên một cái. Nhìn kỹ lại thấy không có động tĩnh gì. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác mơ hồ. Đây có thể là một sự lựa chọn sai lầm. Khương Vọng a Khương Vọng, ngươi có tài đức gì mà có thể lắng nghe bí mật thần thông của một vị diễn đạo chân quân? Ngươi làm gì có tư cách gì để lắng nghe, cũng làm gì có năng lực để giữ được bí mật ở trình độ này? Hắn ngay lập tức cắt đứt tâm niệm, mở miệng nói, ta nghe quân tử thời xưa, không có chuyện gì không thể công khai. Khương Mỗ ta không phải là một người thích truy cứu đến tận gốc rễ,
chẳng qua là mới gặp phải hiểm cảnh nên cần một lời giải thích hợp lý. Nếu như Đồ đại nhân cảm thấy không thể giải thích rõ ràng hoặc là ta không xứng đáng có được một lời giải thích thì có thể im lặng. Nếu Đồ đại nhân có thể giải thích rõ ràng thì không ngại nói rõ ràng phóng khoáng một lần, một mình ta nghe thì cũng không tốt. Vừa rồi Huyễn Ma Quân cách giới xuất thủ, nguy hiểm không chỉ liên quan đến một mình ta, còn có Đấu huynh và tất cả chư vị đang xem trận chiến. Sao thế, Đồ đại nhân có gì không tiện để ta nghe hay sao? Nhưng Đấu Mỗ thực sự muốn nghe một lời giải thích. Đấu Chiêu mở miệng nói, việc săn lùng ma của các ngài là chính sự. Săn lùng lùng ma quỷ đến mức đưa cả ma quân vào vương đình của các ngài thì cũng là tự do của các ngài. Nhưng việc bất chấp sự an toàn của các sứ giả từ các nước khác thay mặt cho sở quốc, ta rất khó hiểu về điều này. Ta không biết đây là loại hành vi gì. Có câu nói lẽ thẳng khí hùng, bởi vì chiếm được đạo lý nên thần lâm cảnh Đấu Chiêu và Khương Vọng có thể dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc yêu cầu một lời giải thích từ Đồ Hỗ. Tất nhiên, tiền đề của lẽ thẳng khí hùng là phải có một môi trường có thể phân rõ phải trái. Hai nước Sở Tề sau lưng Khương Vọng và Đấu Chiêu chính là lý do căn bản khiến họ có thể lớn tiếng nói chuyện như vậy được. Lúc này, ẩn trong thái độ của Khương Vọng và Đấu Chiêu đã có một chút bức bách ở trong đó. Đặc biệt là việc Khương Vọng đã lựa chọn phá vỡ truyền âm của Đồ Hỗ, không thể nghi ngờ đã đẩy ông ta rơi vào tình thế khó xử. Nhưng Đồ Hỗ không hề tỏ ra khó chịu, ông ta chỉ bình tĩnh nói, vậy ta sẽ giải thích cặn kẽ. Đã trăm năm kể từ khi ta sử dụng Hoàn Nhan Thanh Bình để thiết lập cục diện này. Trong gần 100 năm này, ta đã nhiều lần tiến sâu vào biên hoang để săn lùng yêu ma, thu hút sự chú ý của Huyễn Ma Quân, tăng thêm áp lực cho hắn ta. Bản thể tu vi động chân của ta, dưới sự chú ý của Huyễn Ma Quân, luôn trong tình trạng cận kề cái chết. Làm chuyện gì cũng càng khó khăn, chỉ có thể thay đổi và tác động từ từ, cầu một giọt nước có thể xuyên qua tảng đá. Thế cục cả trăm năm nay, hôm nay mới xem là chính thức thu lưới. Kết quả lý tưởng nhất của thế cục này là trực tiếp lôi Huyễn Ma Quân từ vạn giới hoang mộ ra rồi giết chết hắn ta tại chỗ, nhưng vẫn không thể thành công. Cuối cùng hắn ta vẫn thoát ra được, ta chỉ đạt được mục tiêu lý tưởng thứ hai mà thôi. Ông ta duỗi lòng bàn tay ra, để Khương Vọng và Đấu Chiêu nhìn rõ chiếc mặt nạ biến hóa muôn màu muôn vẻ trong lòng bàn tay mình. Đây là một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân. Theo như ta được biết, thì Huyễn Ma Quân có 9 lớp mặt nạ, đó chính là nền tảng tu luyện của hắn ta. Một lớp này bị lột xuống, thì không mất trăm năm khổ công, tu vi của hắn ta sẽ không thể hồi phục được như ban đầu. Ông ta nhìn Khương Vọng, chậm rãi nói, hầu tước Võ An Hầu hắn là phải biết điều này có nghĩa là gì. Vì vậy, ta thực sự rất ngưỡng mộ Dư Bác Đấu. Lão đã làm được những điều tương tự chỉ với tu vi động chân. Đương nhiên, ta nói những điều này không có nghĩa là yêu cầu các ngươi chấp nhận rủi ro và hy sinh. Các ngươi là khách từ xa đến, chỉ nên có được sự tôn trọng và kính ý. Các ngươi hoàn toàn không có nghĩa vụ phải đóng góp bất cứ thứ gì vào bố cục của ta. Lùi một bước mà nói, hai vị chính là trụ cột của quốc gia, một trong những nhân tài của thiên hạ. Lại tiến một bước mà nói, các vị chính là tương lai của nhân tộc. Ta tin rằng, nếu như có thể nói trước với các vị về thế cục lần này, các vị sẽ đồng ý chấp nhận rủi ro, nhưng làm xong rồi mới nói, thì chính là lừa gạt. Mà dùng sự lừa gạt để phát động bố cục, bất kể mục tiêu ban đầu là gì hay kết quả cuối cùng là gì, nó cũng không phải là một hành vi thân thiện cho các bên đương sự. Vì vậy, điều đầu tiên ta muốn nói là, ta không hề lừa dối các ngươi. Cuốn cả Võ An Hầu vào trong chuyện này không phải là ý định của ta. Cho dù đó có là lý do vĩ đại đến đâu, Mục Quốc cũng sẽ không bao giờ sử dụng Hữu Quốc Sứ Thần làm mồi nhử. Đặc biệt là hôm nay, tại Chí Cao Vương Đình này. Võ An Hầu, ngươi cũng nên nghĩ thử xem, quyết định đi biên hoang của ngươi có phải chịu ảnh hưởng của người nào hay không? Con đường hay thời gian mà ngươi lựa chọn có phải đã bị ai đó dẫn dắt hay không? Lúc đó Huyễn Ma Quân đang bày cục đối phó với ta và hành động của hắn ta có thể bị một bản thể động chân cảnh của ta ngăn cản hay sao? Ta xác thực đã dùng một phương pháp đặc thù lừa gạt dẫn dắt Huyễn Ma Quân gần trăm năm nay, khiến hắn ta cảm thấy hôm nay là một thời cơ thích hợp. Nhưng ta không thể chắc chắn hắn ta sẽ bắt đầu từ đâu. Vì vậy, sự chuẩn bị của ta là nhằm vào thời điểm này ngày hôm nay, không phải nhằm vào một người cụ thể hay một địa điểm nhất định nào đó. Phong tỏa sở dĩ đến kịp thời như vậy là bởi vì hôm nay thời điểm này, Ti Mây vị đại nhân vẫn luôn ở vương đình đợi lệnh.
Ông ta không nói ông ta đã sử dụng phương pháp nào hay đã lừa gạt dẫn dắt Huyễn Ma Quân ra sao. Nhưng Khương Vọng nghĩ rằng nó nhất định có liên quan đến tiếng hét Hốt Na Ba đầy tức giận của Huyễn Ma Quân lúc đó. Hốt Na Ba là hộ pháp thần lang, hai từ hộ pháp này đã mang ý nghĩa phi phàm. Dưới tình huống như thế nào mà hộ pháp thần lang có thể xảy ra vấn đề, có thể bị Huyễn Ma Quân xem như một cơ hội đây? Khương Vọng tự kiềm chế bản thân, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Đồ Hỗ thật sâu nhìn Khương Vọng một cái, nói, các ngươi cứ nghĩ một chút là có thể biết được, thủ đoạn của Huyễn Ma Quân tuyệt đối không thể dễ dàng bị phát hiện. Ta đã bỏ ra trăm năm thiết lập thế cục này, nhưng Huyễn Ma Quân đã tọa trấn ở sinh tử tuyến đâu phải chỉ mới trăm năm, ngươi tính kế hổ, hổ cũng tính kế ngươi. Trước khi kết cục được định đoạt, ai có thể nói trước được thắng bại? Hắn ta đã ẩn tàng trong thảo nguyên bao nhiêu thủ đoạn, xây dựng bao nhiêu cây cầu. Các ngươi không cần nghĩ cũng biết, Võ An Hầu không phải là người duy nhất bị hắn ta tính kế. Chỉ tính riêng thủ đoạn trong khoảng thời gian gần đây, việc hắn ta truy đuổi ta ở biên hoang đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng trong số những người đó, không có nhiều người có thể chống đỡ được. Cho đến tận trước ngày hôm nay, ta vẫn không hoàn toàn chắc chắn về việc hắn ta sẽ nhập cục, cũng không hề chắc chắn hắn ta sẽ dùng phương thức gì để nhập cục. Ta đã nghi ngờ rằng hắn ta có thể lợi dụng Võ An Hầu để làm điều gì đó, nhưng ta không thể khua chiêng gỗ trống đi kiểm tra được. Một là, điều đó chắc chắn sẽ kinh động tới hắn ta, hai là, Võ An Hầu sẽ không đồng ý. Điều này là đúng. Nếu Đồ Hỗ đột nhiên nói rằng Khương Vọng có thể đã bị ảnh hưởng bởi Huyễn Ma Quân, còn yêu cầu hắn buông bỏ thân tâm đi kiểm tra, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Thân là sứ thần Tề Quốc, sao có thể buông lỏng phòng bị với chân quân của nước khác cơ chứ? Đồ Hỗ tiếp tục nói, chế cao vương đình ngày hôm nay, đại trận đã mở ra, ngoại trừ ta, còn có bốn vị diễn đạo cường giả phụng mệnh. Nếu như trong bất kỳ một góc nào đó của vương đình xuất hiện ma khí, thì nhất định sẽ có diễn đạo cường giả đuổi tới trước tên, đây chính là những gì chúng ta chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vì vậy, bất kể có điều gì xảy ra trong vương đình hôm nay, thì sự an toàn của Võ An Hầu đều có thể được đảm bảo. Đây là lý do tại sao trước đây ta không tiếp tục kiểm tra Võ An Hầu. Ngoài ra, Huyễn Ma Quân dùng Võ An Quân làm đạo tiêu, dùng ma khí để dẫn dắt, phá vỡ ranh giới giáng lâm xuống đấu trường Thương Lang. Ta thì dùng tranh ma làm đạo tiêu, truy đuổi hành động của Huyễn Ma Quân, vì thế ta mới có thể đuổi đến đúng lúc. Đồ Hỗ nói rõ tất cả cân nhắc trên tất cả các phương diện, xét về mặt logic, cũng hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Với thân phận diễn đạo chân quân của ông ta, lại lột bỏ được một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân, hoàn thành được sự kiện được định sẵn là sẽ làm rung chuyển thiên hạ này. Có thể giải thích một cách nghiêm túc như vậy, thái độ đã được coi là cực tốt rồi. Nhưng ông ta lại nói, nhưng cho dù nói thế nào đi nữa thì kết quả vẫn đã là như thế, hai vị lấy phận thận sứ giả, từ phương xa tới thảo nguyên này, là khách quý tới nhà. Đáng lẽ, hai vị phải được bình tĩnh thưởng thức phong cảnh của thảo nguyên, nhưng lại bị tai nạn này làm phiền, đây không thể nghi ngờ là sự không chu toàn của Mục Quốc chúng ta. Ông ta đặt tay lên ngực và cúi đầu thành thật, xin cho phép ta dùng danh nghĩa của Mẫn Hợp Miếu, thay mặt toàn bộ Mục Quốc, thành thật xin lỗi hai vị sứ giả. Khương Vọng và Đấu Chiêu ngay lập tức quay sang một bên, không thể nhận lấy phần lễ này. Hai người tu sĩ thần lâm sao có thể tùy tiện nhận phần lễ của một diễn đạo cường giả được. Đồ Hỗ sau đó quay đầu nhìn Hách Liên Vân Vân, vừa rồi điện hạ có ghi lại trận quyết đấu sao? Hách Liên Vân Vân khẽ gật đầu, lát nữa xin cho ta một phần. Đồ Hỗ nói xong quay sang nhìn Khương Vọng và Đấu Chiêu nói, thảo nguyên chúng ta không thích lời sáo rỗng, nếu đã xin lỗi, chúng ta không thể chỉ nói suông mà thôi. Nhưng mà ta vẫn cần nghiên cứu một chút trước khi đưa ra phần bồi thường phù hợp với hai người. Tất nhiên, hai vị thiên kiêu chắc chắn cũng không thiếu thứ gì, nhưng xin đừng từ chối phần lễ tiết này của người dân Thảo Nguyên. Khương Vọng không nói lời nào. Đấu Chiêu cũng vậy. Thái độ của Đồ Hỗ đã thành khẩn đến vậy, cả lý cả tình đều chiếu cố đầy đủ, cho dù trong lòng bọn họ còn có chút nghi hoặc, cũng không thể nói thêm gì nữa. Dù sao thì người trước mắt cũng là diễn đạo chân quân, là một tồn tại đứng trên đỉnh phong siêu phàm. Đổi thành một người bình thường, khi đứng trước mặt ông ta, thì đến dũng khí mở miệng cũng không có. Đồ Hỗ lại chuyển rời tầm mắt, nghiêm túc nhìn khán đài, Hoàng Cô Nương, Cung Ly Công Tử, Ngọc Hoa Sư Thái, ba vị cũng đều là khách quý của đại mục ta. Vốn tới đây xem trận chiến để tiêu khiển, nhưng lại vô cớ bị dọa sợ, ta cũng đã chuẩn bị sẵn một ít tâm ý, sau này sẽ phái người dâng lên. Xin.
ba vị từ lỗi. Ngọc Hoa chắp tay nói, Bần Ni chưa bao giờ nghi ngờ về sự an toàn trong vương đình. Vừa rồi nhìn thấy tên ma đầu kia thì cũng coi như xem thú diện hí thôi. Đồ đại nhân có lòng rồi. Trung Ly Viêm vẫn ngồi im bất động, giả vờ như vừa rồi hắn ta không bị gọi tên. Làm sao mà hắn ta, một người căn bản không thèm xem trận đấu của Khương Vọng và Đấu Chiêu, lại có thể bị ma đầu ảnh hưởng đến tại hiện trường cuộc quyết đấu giữa hai người cơ chứ? Chắc chắn là hiểu lầm. Đồ Hỗ mới đại chiến với Huyễn Ma Quân, tinh thần hoảng hốt gọi sai tên cũng là điều hợp lý mà. Hoàng Xá Lợi chớp mắt không nói gì. Những lợi ích nàng ta đáng được hưởng, nàng ta cũng sẽ không khách khí, nhưng đồng thời, bản thân nàng ta là một người có tài sản phong phú, cũng không quá quan tâm đến cái thứ gọi là tâm ý đó. Nàng ta có trọng điểm của chính mình. Nàng ta phát hiện Khương Vọng vừa mới suýt bị Huyễn Ma Quân tiện tay tiêu diệt kia, lại có một loại mỹ cảm vô cùng khác biệt so với bình thường. Đôi mắt yếu đuối nhưng kiên cường, cột sống và thắt lưng huyết khí rời rạc nhưng vẫn giữ thẳng đứng kia, cùng với bàn tay dù không còn chút khí lực nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm kia. Lật khắp kinh Phật, chỉ có một từ có thể diễn tả, ngã kiến du liên. Nàng ta lại quang minh chính đại nhìn về phía Đấu Chiêu, không nhịn được bĩu môi. Ngươi vừa rồi suýt chút nữa bị Huyễn Ma Quân tiện tay đè chết, cái biểu tình đấu trời đấu đất như vậy là có ý tứ gì? Ai không biết còn tưởng là Huyễn Ma Quân mới là người bị ngươi đánh nằm bẹp dưới đất đấy. Phong cách cũng quá đơn điệu rồi. Vì vậy, lại quay lại nhìn Khương Vọng. Hách Liên Vân Vân đứng yên trên khán đài một lúc, đợi đến khi Đồ Hỗ giải thích rõ mọi chuyện, thấy Khương Vọng dường như cũng đã đồng ý. Liền nhẹ nhàng thi lễ, chúc mừng Đồ Hỗ đại nhân, ngài có thể lột một mặt nạ của Huyễn Ma Quân, gây trọng thương cho căn nguyên của hắn ta. Có công lớn quốc gia, cũng có công lớn đối với nhân tộc, lần này kế thừa vị trí thần miện bố đạo đại tế ti lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Khương Vọng kinh ngạc, Đấu Chiêu kinh ngạc, Hoàng Xá Lợi cũng kinh ngạc. Nói tới mới thấy, nghi thức kế nhiệm cũng sắp bắt đầu, mà bên mục quốc vẫn không tiết lộ tin tức nào về việc nhân vật kế nhiệm thần miện đại tế ti sẽ là ai. Chư Phương cũng đã có rất nhiều suy đoán, gần như đã đoán tất cả các đại tế ti ở đỉnh núi Khung Lư ra một lần rồi. Thậm chí còn nghĩ tới những nhân vật truyền kỳ ẩn tu, không ngờ rằng không ai trong số họ đoán đúng, không ngờ rằng người đó lại là Đồ Hỗ. Liên kết cuối cùng trong thế cục mà Đồ Hỗ bày ra nhằm vào Huyễn Ma Quân cả trăm năm năm nay cuối cùng cũng đã được bổ sung đầy đủ. Vì sao ông ta lại lựa chọn thu lưới vào ngày hôm nay? Bởi vì ông ta sắp phải kế nhiệm chức vị thần miện bố đạo đại tế ti, tu vi của ông ta không thể tiếp tục che giấu được nữa. Ông ta không chỉ không tiếp tục giấu giếm mà còn muốn hiển hách, muốn sáng rực rỡ. Hôm nay nhân thần hợp nhất lại dùng mặt nạ của Huyễn Ma Quân để ra miệng. Đây là cao tay đến mức độ nào? Hơn nữa, từ lai lịch của Đồ Hỗ và thời điểm mà ông ta bố cục và thu lưới, những thay đổi đột ngột trong trận chiến cảnh mục trước đó có vẻ như có thể nhìn thấy mơ hồ một chút mạch lạc trong đó. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2117, chính xác. Thành thật mà nói, ngay cả Hách Liên Vân Vân cũng không hay biết gì về bố cục mà Đồ Hỗ sắp đặt để chống lại Huyễn Ma Quân. Bố cục này vốn chỉ có Đồ Hỗ và Mục Thiên Tử biết, gia chủ Hoàn Nhan gia năm đó chỉ biết Hoàn Nhan Thanh Bình bị Đồ Hỗ dùng làm mồi câu cá sau đó giết chết, chứ không hề biết là cái chết của nàng ta cũng bị lợi dụng trong bố cục này. Mà bốn vị cường giả diễn đạo hôm nay phụng mệnh đến Vương Đình cũng chỉ được thông báo sau khi được triệu tập. Sự xuất hiện của Đồ Hỗ hôm nay nhìn qua có vẻ đơn giản, cả quá trình cũng không có sóng gió gì. Xé mặt nạ của Huyễn Ma Quân xuống dễ như trở bàn tay, nhưng tiền đề là có gần trăm năm tính toán và chuẩn bị. Thân là một trong những tồn tại cao quý nhất của yêu tộc, sao Huyễn Ma Quân lại không biết đến sự nguy hiểm của Chí Cao Vương Đình được? Làm sao có thể khiến hắn ta tin chắc rằng hôm nay quả thực là một cơ hội tốt? Hắn ta có thể thi triển thủ đoạn trên người của Khương Vọng không để lại chút dấu vết nào, có thể thống lĩnh ma tộc huyết chiến ở biên hoang cả ngàn năm. Sao hôm nay hắn ta lại có thể lỗ mãng như một tên ma đầu non nớt như vậy, xông vào trong Chí Cao Vương Đình một cách liều lĩnh như vậy? Những tâm huyết mà Đồ Hỗ bỏ ra sau lưng, không phải ai cũng biết. Vì đảm bảo chuyện này có thể hoàn thành, đảm bảo Huyễn Ma Quân không phát giác ra, cả trăm năm nay, không có đến người thứ ba biết được sự tình. Vì vậy, đối với Hách Liên Vân Vân mà nói, hôm nay nàng ta đến đấu trường Thương Lang xem trận chiến,
Trong biến cố lần này, nàng ta thực sự cũng đã phải mạo hiểm. Nàng ta mở miệng mong muốn một lời giải thích cho Khương Vọng, nhưng bản thân nàng ta lại không cần giải thích. Bởi vì nàng ta là hoàng nữ của Đại Mục. Đối với những điều có lợi cho đất nước, tất cả sự mạo hiểm của nàng ta được coi là điều hiển nhiên. Đối với việc Đồ Hỗ sẽ kế vị chức vị thần miện bố đạo Đại Tế Ti, nàng ta cũng là sau khi xem việc Đồ Hỗ thần nhân hợp nhất, kết hợp với căn cứ vào những tin tức tình báo đã biết mới đưa ra được phán đoán chắc chắn. Vấn đề này liên quan đến một tầng bí mật cao hơn, nàng ta biết hầu hết quá trình, nhưng vẫn còn thiếu một số thông tin quan trọng và cũng không biết người được lựa chọn cuối cùng sẽ là ai. Không chỉ mình nàng ta không biết gì, huynh trưởng Hách Liên Chiêu Đồ của nàng ta cũng không hề hay biết. Không phải là nữ đế của Đại Mục không tin tưởng nhi nữ của mình, nhưng với tu vi hiện tại của Hách Liên Chiêu Đồ và Hách Liên Vân Vân thì không thể có khả năng để thủ hộ bí mật được. Đây là sự việc tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất được. Ngày hôm nay, nếu Đồ Hỗ đã có thể xuất thủ, dùng tu vi diễn đạo xé lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân xuống, thì có nghĩa là mọi việc đã thành định cục rồi. Cho nên, Hách Liên Vân Vân mới chúc mừng vào thời điểm này. Một mặt là do khí độ của nàng ta như vậy, mặt khác cũng là đang nhắc nhở Khương Vọng. Diễn đạo chân quân và thần miện bố đạo Đại Tế Ti của Thương Đồ Thần Giáo, hai thân phận này, phân lượng có một sự khác biệt cực kỳ to lớn. Vì vậy, lời xin lỗi mà ông ta thể hiện trước đó càng có trọng lượng hơn. Chuyện này không đáng để chúc mừng. Đồ Hỗ nói, sự hy sinh của Bắc Cung đại nhân là nỗi đau vĩnh viễn của Thảo Nguyên. Nếu có thể, ta tình nguyện vĩnh viễn bị chia cắt giữa người và thần. Dùng một bên để thờ phụng thần linh tối cao và phía bên kia để du tẩu ở biên hoang, tàn sát ma tộc bảo vệ biên giới. Hách Liên Vân Vân nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ luôn trân trọng ký ức về Bắc Cung đại nhân, đồng thời, cuộc sống của người dân Thảo Nguyên cũng sẽ phải nghênh đón một trường mới. Cô đại biểu cho chính bản thân, rất mong đợi thần điện dưới sự chủ trì của Đồ đại nhân. Chỉ mong ta có thể không phụ sự mong đợi của điện hạ. Đồ Hỗ khẽ vuốt cằm, lại nhìn xung quanh một vòng, ta còn phải đi diện kiến bệ hạ, báo cáo về việc tấm mặt nạ này của Huyễn Ma Quân. Vậy nên không lưu lại lâu nữa, chư vị xin hãy tự nhiên. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất. Ông ta vừa rời đi, toàn bộ thanh nha đài đột nhiên dường như trống rỗng. Một cường giả chân chính, chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì cả, cảm giác áp bức cường đại đã có thể khiến mọi người đều cảm thấy chật chội. Khương Vọng im lặng. Từ thực lực hôm nay mà Đồ Hỗ biểu hiện ra để đối phó với Huyễn Ma Quân có thể thấy, ông ta tuyệt đối không phải là một diễn đạo cường giả bình thường. Sao lại ẩn tàng tu vi trong một thời gian lâu đến như vậy? Nhân thần lưỡng phân. Khương Vọng một lần nữa cảm thấy nước trong thiên kính. Quả thực rất sâu. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong số những người có mặt tại trường đấu bây giờ, có người suy tư, có người âm trầm không vui, cũng có người tâm tình phức tạp. Có lẽ Hoàng Xá Lợi là người duy nhất vẫn còn hoạt bát. Nàng ta làm như không có chuyện gì xảy ra, nhìn sang Khương Vọng, rồi lại nhìn qua Đấu Chiêu, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Vừa rồi các ngươi quyết đấu không phân thắng bại, hiện tại nhân lúc phụ cận có diễn đạo cường giả chấn giữ, không bằng. Lại đánh thêm lần nữa, trong tình huống đã xác được có diễn đạo cường giả phụng mệnh, thì xác thực là an toàn để có một cuộc quyết đấu khác. Mục Quốc Tuyệt sẽ không bao giờ ngồi nhìn Khương Vọng và Đấu Chiêu gặp điều ngoài ý muốn gì. Thậm chí còn có nghịch lữ của Hoàng Xá Lợi nàng ta cơ mà. Không cần sợ chết, không cần sợ bị thương, không phải lo y phục rách nát, hở ngực lộ lưng, cứ việc đánh đi. Cùng ở cấp bậc thần lâm, nhưng bởi vì do tuổi tác và tích lũy, tu vi của họ sâu hơn hai người kia một chút. Nhưng trận chiến giữa Khương Vọng và Đấu Chiêu cũng đã truyền cảm hứng cho họ rất nhiều. Lúc này, thanh nha đài vô cùng hỗn độn, gần như đổ nát. Sự mong đợi trong mắt Hoàng Xá Lợi gần như cô đọng thành thực chất. Khương Vương không chút nào trốn tránh, ngẩng đầu nhìn Đấu Chiêu, trực tiếp nói, nếu đấu lại, thì người thua sẽ là ta. Nhưng tái chiến thêm một lần nữa có ý nghĩa gì đâu. Ngươi rất giỏi, từ lúc thành tựu thần lâm đến nay, chỉ có trận chiến này với ngươi mới khiến ta tìm lại được cảm giác chiến đấu. Thanh âm của Đấu Chiêu không khỏi nâng cao lên, trước đây tất cả chỉ là trẻ con vui đùa mà thôi. Sau đó, y nhấc thiên kiêu lên, rời đi không chút lưu luyến. Trung Ly Viêm giấu mặt dưới đấu lạp, không hề nhìn bóng lưng của Đấu Chiêu, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, khó chịu ở đó suy nghĩ. Câu nói sau của Đấu Chiêu đang muốn nói đến ai đây hả? Trận thách đấu đệ tử Mộ Cổ thư viện lúc trước,
hay là đại tiểu nhãn Ngô gia kia. Đấu Chiêu và Khương Vọng lần lượt rời khỏi đấu trường và không có lý do gì để giữ mọi người ở lại ghế khán giả. Trung Ly Viêm vừa mới tức giận một lúc thì người cũng đi về gần hết rồi. Chỉ có Kim Công Hạo rất khách khí chào hỏi một tiếng, Trung Ly huynh, huynh vẫn chưa đi à? Trung Ly Viêm đột nhiên cảm thấy xui xẻo, ấn vành đấu lạp xuống, không nói lời nào bước ra ngoài. Ngược lại khiến Kim Công Hạo sửng sốt hồi lâu, cái tên Trung Ly này cũng thật là không có chút lễ mạo nào, đúng là phương Nam man dợ mà. Đồ hỗ, không có gì mà ngươi không biết. Một thanh âm vang lên trước đống lửa tế thần đang cháy hừng hực. Đây là một lão nhân đầu đội trên mạo, bộ râu bạc trắng thắt thành bím, đang ngồi trên tấm đệm da cừu, ánh lửa trên gương mặt lão nhân bập bùng không ngừng. Đồ hỗ, người đã nhân thần hợp nhất, một lần nữa lấy lại được thực lực diễn đạo, chỉ cười khổ một tiếng, ai dám nói như vậy. Ta chỉ là nhìn nhiều hơn và cũng nghe nhiều hơn người bình thường một chút mà thôi. Lão nhân râu bạc trắng không muốn phán đoán xem ông ta đang khiêm nhường hay đang che giấu, chỉ chậm rãi hỏi, vậy ngươi có thể cho ta biết. Tại sao thần khôi mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt nhiều hy vọng vào đó lại không phát huy được vai trò xứng đáng của nó trên chiến trường không? Bởi vì không phải chỉ có chúng ta là có chuẩn bị, lần này cảnh quốc cũng đã sử dụng đạo binh. Đồ hỗ đáp, thần khôi kém đạo binh ở chỗ nào? Chi phí. Chi phí để tạo ra thần khôi quá đắt đỏ. Chỉ cần chiến đấu một trận thì tổn thất đã khó mà tiếp thu nổi. Lịch sử chế tạo đạo binh của cảnh quốc đã có từ lâu đời. Chi phí cực thấp mà tích lũy lại vô cùng nhiều. Vậy là chúng ta thua về của cải sao? Của cải chỉ là một khía cạnh trong đó mà thôi. Bây giờ ngươi còn khăng khăng tiếp tục đi theo con đường này là đúng hay sao? Ta tin tưởng tuyệt không nghi ngờ gì. Lão nhân đặt tay lên ngực, xin hãy giải thích nỗi nghi hoặc này của lão gia tử này. Đồ hỗ nói, chiến tranh là cuộc chiến của con người, nhưng cũng là cuộc chiến của tiền bạc. Trong cuộc chiến ngày nay, trọng lượng của người vẫn vượt qua trọng lượng của tiền bạc, nhưng không phải là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thế giới tu hành phát triển đến ngày nay đã bao nhiêu năm, chi phí cho con người đã không thể tiếp tục giảm thấp xuống nữa. Nhưng chi phí của khôi lỗi vẫn còn rất nhiều chỗ để giảm bớt. Trên thực tế, hầu hết các nhiệm vụ chiến tranh từ cấp độ từ dưới thần lâm trở xuống đã hoàn toàn có thể thay thế bằng khôi lỗi. Vậy tại sao cảnh quốc lại cực kỳ cảnh giác với sự nhập cục của Mặc Môn? Có lẽ ngài cũng đã biết về chiến tranh Tề Hạ. Nhung Sung Lâu Xa, Cước Chu, Tử Cực Chi Trình. Có cái nào không phải là thứ mà không ảnh hưởng đến thế cục của cuộc chiến? Chiến xa khiêu hổ của cảnh quốc giống tên với đại tướng quân của chúng ta đã kéo chết bao nhiêu nhi lang của thảo nguyên chúng ta trên chiến trường. Cuộc chiến bây giờ rất khác so với quá khứ. Bánh xe của thời gian đang trôi qua và sẽ không vì ai mà dừng lại. Cho dù ngươi không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, nhưng không theo kịp thời đại chính là sai lầm lớn nhất. Ảnh hưởng của lực lượng của Mặc gia đối với cuộc chiến đã ngày càng ngày trở nên cường đại hơn. Mà khôi lỗi ở cấp độ chân nhân, Mặc Môn đã chế tạo thành công rồi. Một khi bọn họ chế tạo ra được khôi lỗi cấp độ chân quân, cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại tướng quân mà bọn họ đang nói tới, đương nhiên là người kiêm luôn chức vị đại tướng quân vương chướng kỵ binh, tông thất cường giả Hách Liên Khiêu Hổ. Nhưng trọng điểm mà lão nhân râu tóc bạc phơ kia nghe được rõ ràng là hoàn toàn khác. Chân quân khôi lỗi, lão nhân lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Đồ hỗ thở dài, trước đây ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Lão nhân ngồi trước đống lửa khẽ ngước đôi mắt đục ngầu lên, ngươi đã lấy được tin tức tình báo gì rồi? Đồ hỗ, ta đương nhiên nghĩ chuyện này vĩnh viễn sẽ không thành công, nếu không ta tu hành nhiều năm như vậy, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười. Nhưng nghĩ đến đây là chuyện Tiền Tấn Hoa muốn làm, ta lại không thể thừa nhận rằng nó dù sao cũng sẽ có vài phần khả thi. Tiền Tấn Hoa mà ông ta đề cấp tới chính là tên của đương đại cự tử của Mặc gia. So sánh với những cự tử khác vô cùng điệu thấp khiêm tốn, Tiềm Long Tàng Uyên trong lịch sử của Mặc gia, vị Tiền Tấn Hoa này gần như là người khoa trương nhất, nổi danh nhất, nhưng danh tiếng của ông ta lại có phần tiêu cực. Tiền Tấn Hoa muốn tạo ra một khôi lỗi ở cấp bậc chân quân. Lão nhân cau chặt mày, năm đó Nhiêu Hiến Quân nhất quyết làm theo ý mình, thúc đẩy kế hoạch khải thần khét tiếng, nhưng kết quả là cái mất lại nhiều hơn cái được. Suýt chút nữa đã dẫn đến sự suy tàn của Mặc gia. Ông ta cũng vì chuyện này mà từ chức, sau đó chết trong trận chiến ở Ngu Uyên. Cuộc sống tốt đẹp của Tiền Tấn Hoa mới trôi qua được mấy ngày cơ chứ. Nhiêu Hiến Quân là cự tử đời trước của Mặc gia,
Dưới sự thôi thúc của ông ta, ba con khôi lỗi cấp bậc chân nhân là Thiên Chí, Minh Quỷ và Phi Mệnh đã ra đời. Cũng chính trong thời kỳ ông ta lãnh đạo, thanh thế của Mạc gia giảm sút đáng kể, tụt hậu rõ ràng khi so với các hiền học khác. Nhưng nhìn tổng thể mà nói, thanh danh của ông ta vẫn tốt hơn so với Tiền Tấn Hoa của hiện tại. Dù sao thì khi ông ta còn sống, đã làm được một vài đại sự, cuối cùng cũng đã chết một cách rất tráng liệt. Đồ Hỗ nói, ngoại giới phản đối, nội bộ cũng phản đối, tấm gương lịch sử vẫn còn chưa xa, ông ta vẫn còn có thể bảo trì loại dũng khí và dã tâm này, chẳng lẽ không đáng quý hay sao? Cái đó gọi là điều hành thế giới không ai khác mà là chính ta, là chân nhân. Thứ càng đáng sợ hơn là, trong hoàn cảnh khó khăn ở cả bên trong và bên ngoài như vậy, mà ông ta vẫn có thể ngồi vững vị trí cự tử của mình, từng bước thúc đẩy kế hoạch của mình. Ta nghĩ rằng Tiền Tấn Hoa cực kỳ lợi hại. Cuốn kỳ thư không rõ tên người viết Chiêu Thương Ngô Trung, sáng tạo đưa ra 9 nguyên tắc của chân nhân và điều hành thế giới không ai khác mà là chính ta chính là một trong số đó. Cũng chính vì cuốn sách này thì tu sĩ động chân mới được gọi là đương thế chân nhân, điều này cho thấy sức ảnh hưởng của cuốn sách này. Lão nhân râu trắng trầm mặc trong chốc lát, nói, người này thanh danh bê bối, người ta nói sự sa sút của Mạc gia đều là do người này mà ra, không ngờ ngươi lại đánh giá ông ta như vậy. Tiền Tấn Hoa còn bị gọi là đồng xú chân quân, danh tiếng vô cùng khó nghe, là người duy nhất trong số những nhân vật ở cấp bậc đó, bị bài xích. Không chỉ có rất nhiều lời đàm tiếu từ ngoại giới, mà trong Mạc môn cũng có rất nhiều người không phục ông ta. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, Mạc gia mới bắt đầu được thương mại hóa hoàn toàn. Hộp chữ vật, hay thiên lý truyền âm hạp, hay thậm chí là các loại khôi lỗi của Mạc môn đang dần dần trở thành tiêu chuẩn mặc định trong thiên hạ, dưới sự thôi thúc của ông ta, đều được thông hành trong hiện thế. Rất nhiều người nói rằng ông ta nên là thương gia chân quân, cả đời chỉ đặt tiền tài ở trong mắt mà hoàn toàn quên mất đi tinh thần của Mạc gia. Còn có một giả thuyết âm mưu tràn lan khắp nơi, nói Tiền Tấn Hoa kỳ thực chỉ là con tốt thí để biến đổi Mạc gia thành thương gia, ván cờ này đã chơi mấy vạn năm, Tiền Tấn Hoa chỉ là một trong số các kết quả mà thôi. Mục tiêu cuối cùng là thay Mạc bằng thương, trở thành một thế hệ học giả lỗi lạc mới. Dõi mắt đi khắp thiên hạ, quả thực không có người lãnh đạo tông phái nào bị nhiều người mắng mỏ như Tiền Tấn Hoa. Các loại tai tiếng liên quan đến ông ta cũng vô cùng kỳ lạ, chỗ nào cũng có, tùy ý đếm mấy trăm cái cũng không lặp lại, cơ hồ có thể gộp lại thành một cuốn sách. Ngay cả một lão nhân râu trắng sống ở nơi xa xôi ở Mục Quốc rõ ràng cũng xem thường ông ta. Nhưng Đồ Hỗ lại nói, người ta cũng nói rằng sự suy tàn của Mạc gia đều bắt đầu từ Tiền Tấn Hoa. Nhưng thói quen khó sửa của Mạc gia kia có phải là trách nhiệm của Tiền Tấn Hoa hay không? Ngay từ khi sự tồn tại vĩ đại đó qua đời, tai họa ngầm đó đã bị chôn vùi. Chỉ là ngày núi lở đó, đúng lúc rơi xuống trên đầu Tiền Tấn Hoa, lại trở thành tội lỗi của ông ta. Trên thực tế, nếu Tiền Tấn Hoa không cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế, cự thành sẽ có không còn tồn tại và Mạc gia sẽ bị xóa sổ. Cái gọi là câu từ của con người chẳng qua là thế. Kể từ khi bắt đầu lịch mới, Tiền Tấn Hoa chính là cự tử ưu tú nhất của Mạc gia. Và Tiền Tấn Hoa bây giờ đã sắp sửa vươn tới đỉnh cao. Lão nhân râu trắng lại im lặng đến nỗi chỉ có tiếng nổ lách tách trong đống củi. Họ đang nói về Mạc gia, nhưng có phải chỉ là Mạc gia? Không có cái gì mà ngươi không biết. Lão nhân râu trắng lặp lại, ta nguyện ý tin tưởng không có cái gì mà ngươi không biết, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi chính xác hơn ta. Đồ Hỗ không dám nói bản thân mình là tuyệt đối chính xác, nhưng hiểu được càng nhiều thì khoảng cách đến hai từ chính xác lại càng gần hơn một chút. Lão nhân râu trắng nói, không sai, đến cả mặt nạ của Huyễn Ma Quân cũng có thể lột xuống, năng lực còn có nơi nào khiến người khác nghi ngờ hay sao? Đồ Hỗ, lột xuống một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân, theo ta thấy, ưu điểm lớn nhất của nó chính là có thể làm giảm đáng kể chi phí của thần khôi. Nếu chỉ để chứng minh năng lực của ta, ta sẽ không chọn Huyễn Ma Quân làm đối thủ. Cuối cùng lão nhân râu trắng không còn gì để nói. Nhìn chằm chằm vào đống lửa nhảy nhót, lão nhân hỏi, cái chết của đại tư tế có phải là một tai nạn không? Đồ Hỗ chỉ nói, thực lực của Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng luôn đứng đầu trong tứ đại thiên sư. Ta cho rằng không ai nên xem thường ông ta cả. Thiên thần chí cao vô thượng, chẳng lẽ có thể coi thường hay sao? Lão nhân lẩm bẩm nói, đương nhiên không phải. Chúng ta nhất định phải luôn giữ vững sự tôn kính với thiên thần trong mọi lúc, nhất định phải giữ vững tín ngưỡng của chính mình. Đồ Hỗ bình tĩnh nói,
chúng ta Nam Chinh đến Trung Vực chính là trợ giúp các thần linh thức tỉnh, không phải sao? Nhưng là chúng ta đã thất bại rồi, Bắc Cung đại nhân cũng vì chuyện này mà hy sinh. Ta nghĩ, về sau chúng ta nên cẩn thận hơn một chút, đồng cỏ mới tu sửa, không thể chống lại cơn bão tuyết thứ hai đâu. Câu cuối cùng mà ông ta nói ra là một câu ngạn ngữ trên thảo nguyên. Ý nghĩa của nó là một thế lực không thể liên tiếp tiếp nhận thất bại lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Lần đầu tiên là thương cân động cốt, lần thứ hai là tan cửa nát nhà. Lão nhân râu bạc trắng không ngước mắt lên nữa mà nói, ta cũng già rồi, nhiều chuyện không hiểu lắm. Vào đi thôi, bệ hạ đang chờ ngươi. Đồ Hỗ cung kính hành lễ với lão nhân, liền đi qua người ông ta đi vào. Ánh lửa lưu động trên tà áo bào hoa lệ, từ trước người tới sau lưng, rồi biến mất vào trong bóng tối. Không biết gì về mộ sự lưu chuyển quyền hành nào đó. Chương 2118, Lang ưng chứ miệng. Có một tổ chức thanh danh không nổi tiếng nhưng lại cực kỳ quan trọng, được gọi là Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn. Những nhân vật đức cao vọng trọng nhất của mỗi bộ lạc sẽ tham gia, tạo thành một trưởng lão đoàn phụ chính. Điều này tương tự như Kinh Quốc nhưng cũng có điểm bất đồng. Nói một cách tương đối, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn là người chia sẻ vương quyền, ở thời điểm sớm nhất, đã cùng với Mục Thiên Tử đứng bên dưới thần quyền. Thời gian trôi qua, quyền bính dần dần bị mất đi. Chức năng hiện tại của tổ chức này tương đương với chính sự đường của Tề Quốc, nhưng lại chỉ có quyền lực của triều Mị, quyền bính cụ thể thế nào lại phụ thuộc vào thực lực của bộ lạc đại biểu. Nhưng nếu nói là Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn chỉ hoàn toàn là đồ trang trí, thì cũng không đủ. Cơ cấu trị an thương vũ của Mục Quốc, tên chính thức là Thương Vũ Tuần Thú Nha, nằm dưới sự kiểm soát của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn. Vì vậy, trên thảo nguyên này, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn vẫn có một địa vị không thể nghi ngờ. Mà lão nhân vừa nói chuyện với Đồ Hỗ chính là thủ tịch trưởng lão của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn. Có thể tùy tiện đánh giá Mặc Môn cùng Đồ Hỗ, tự nhiên cũng là đương thế chân nhân. Có danh xưng là Bột Nhi Chỉ Cân, Ngạc Khắc Liệt. Ngươi xem, chỗ ta vẫn còn một tấm thẻ phi nha này. Khương Vọng nắm một tấm thẻ thú cốt hình tròn trong tay, nói cười đùa với Vũ Văn Đạc. Năm đó, khi hắn đang du hành trên thảo nguyên, hắn đã cứu một số mục dân dưới một trận bão tuyết. Phi Nha thuộc về Thương Vũ Tuần Thú Nha cũng tình cờ đến cứu viện, sau khi thấy hắn đã hoàn thành công việc cứu viện rồi, đã đưa cho hắn một tấm thẻ Phi Nha và bảo hắn đến Vương Đình để nhận phần thưởng. Vừa rồi, hai người vừa vặn nói chuyện về Phi Nha, về những ngày tháng lịch luyện của Vũ Văn Đạc ở Thương Vũ. Nói tới thì cũng đã điều tra vụ án, cũng xem như một nửa người đồng hành với Khương Bộ Đầu có tiếng tăm lừng lẫy. Vũ Văn Đạc cũng cười theo một hồi, rồi sau đó có chút mâu thuẫn nói, thật ra thì chuyện ngày hôm nay. Nói đến vụ phá án, ta quen biết một người bằng hữu, đặc biệt lợi hại. Khương Vọng nói với giọng điệu thoải mái, nàng ta là hậu nhân của Danh Bộ, có bản sự gia truyền, lại trời sinh mạnh mẽ, thông tuệ linh mẫn. Thật sự là đến thần quỷ cũng khó mà qua mắt được nàng ta, mọi chi tiết đều có thể bị nhìn thấu, vụ án nào mà nàng ta xem xét qua, đều có thể tìm ra đầu mối. Vũ Văn Đạc phụng bồi nói, rồng không chung sống cùng với rắn, đã là bằng hữu của Võ An Hầu, thì có thể kém được sao? Với phương pháp phá án thần kỳ như vậy, vị trí tuần kiểm đô úy về sau, chắc chắn không thể chạy thoát rồi. Điều quan trọng nhất đối với vị trí tuần kiểm đô úy, cũng không phải là năng lực phá án. Nhưng không cần phải nói điều này với Vũ Văn Đạc. Khương Vọng chỉ cười, con người của nàng ta không quá thích hợp hoạt động ở chốn quan trường. Bây giờ nàng ta đã đi Tam Hình Cung tu hành rồi, sau này nhất định sẽ có tiền đồ tươi sáng. Quan đạo tự nhiên không phải là đạo đồ duy nhất, Tam Hình Cung là một địa phương cực kỳ tốt, thánh địa Pháp gia, khi còn làm ở Phi Nha, ta cũng đã rất muốn đi tiến tu đấy. Vũ Văn Đạc thực sự không phải là người có thể nói chuyện, tiếp chuyện quá mức cứng nhắc. Nhưng tâm tư muốn xóa bỏ khúc mắc của hắn ta, quả thực cực kỳ rõ ràng. Được rồi, bây giờ ngươi không cần phải ở đây bồi ta nói chuyện nữa đâu, ngươi cứ đi thăm miếu thần ân của ngươi đi. Khương Vọng cười ha hả nói, một lúc nữa ta còn phải tu luyện nữa. Ca, nhìn ngươi nói kìa, chẳng lẽ ta lại là loại người không biết kiềm chế thế sao? Vũ Văn Đạc sững lại, sau đó mới nói, kỳ thật Vân Điện Hạ hôm nay bận việc, không chuẩn bị đi Thanh Nha Đài. Chỉ để ta dùng đá lưu ảnh ghi lại quá trình quyết đấu của ngài, để sau đó nàng ta có thể xem nó với Nhữ Thành. Nhưng sau khi nghe nói ngài gặp Đồ Hỗ đại nhân ở biên hoang, nàng ta mới quyết định đích thân đến đây,
còn dẫn sư thái Tẩy Nguyệt Am. Lại nói về vị sư thái Tẩy Nguyệt Am, Khương Vọng hỏi, hôm nay ai là người tới vậy? Là Ngọc Hoa sư thái. Vì tâm lý bù đắp, Vũ Văn Đạc lại nói ra thêm một tin tức bí mật khá thần bí khác, nghe nói là nàng ta rất có hy vọng trở thành người đứng đầu của Diệu Hữu Trai Đường tiếp theo. Ngọc Hoa, đêm hôm qua chỉ đó dường như lại trôi qua trước mắt. Ngọc Hoa vẫn còn đang tranh giành vị trí đứng đầu, còn chưa ngồi được xuống hay sao? Thông thường mà nói, tranh đấu lâu như vậy rồi, nếu có thể ngồi lên thì đã sớm ngồi lên rồi. Bây giờ vẫn chưa thành công, vẫn còn đang nỗ lực, gần như có thể xác định là đã thắng lợi. Không biết Ngọc Hoa Thái Sư này thực sự không biết gì hay đang tự lừa mình dối người. Khương Vọng lại nghĩ, vị trí đứng đầu của Diệu Hữu Trai Đường bỏ trống lâu như vậy rồi, rõ ràng không phải chuẩn bị vì Ngọc Hoa, vậy thì đang chờ đợi ai đây? Khương Vọng bình tĩnh nói ra thì, sao Vân Điện Hạ lại có giao hảo với vị sư thái Tẩy Nguyệt Am vậy? Ta nhớ rằng, trong Hoàng Hà Hội, nàng ta cũng mang theo một vị sư thái tới xem trận chiến. Thảo Nguyên được gột rửa dưới thần quang, chẳng lẽ còn có không gian cho Bồ Tát và chư Phật hay sao? Khương Vọng có ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tiết với Thương Đồ Thần Giáo. Năm đó khi trên đường tới Quan Hà Đài, người dân Mục Quốc mỗi khi băng qua một cây cầu đá nào đó, đều sẽ che kín bức phù điêu toan nghê lại để thể hiện hương hỏa của người dân Mục Quốc tuyệt đối sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nếu nói Hách Liên Vân Vân có quan hệ cá nhân với vài vị sư thái đó thì thôi đi. Nhưng hiện tại những vị sư thái của Tẩy Nguyệt Am lại đến Chí Cao Vương Đình vào thời điểm quan trọng như vậy thì rõ ràng là họ tới vì đại điển kế nhiệm thần miện tế ti. Chẳng lẽ Thương Đồ Thần Giáo không có ý kiến gì hay sao? Vũ Văn Đạc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thể hiện thành ý lớn nhất của bản thân mình trong ngày hôm nay, sự vĩ đại của Thương Đồ Thần. Như bầu trời mênh mông, thần quang của Thương Đồ Thần chiếu rọi khắp nơi trên thế giới, bao dung tất cả mọi thứ. Tất nhiên cũng bao gồm cả Tẩy Nguyệt Am rồi. Khương Vọng bị thông tin trong câu nói này làm cho sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Sau đó hắn mới mơ hồ nhớ tới, sau khi hắn tới Thảo Nguyên lần này, người trong Thảo Nguyên tựa hồ càng có khuynh hướng tôn thờ Thương Đồ Thần là chí cao thần linh rồi. Lúc đó hắn mới chợt nhớ ra rằng sau khi đến Thảo Nguyên lần này, sự tôn kính của người dân Thảo Nguyên đối với Thương Đồ Thần dường như đã giảm đi, thiên về chí cao thần linh. Đương nhiên danh xưng chí cao thần linh là một danh hiệu tôn kính cực kỳ cao quý, nhưng người dân Thảo Nguyên trước đây có xu hướng tuyên dương là vị thần thực sự duy nhất hơn. Chí cao thần linh nhìn từ trên cao xuống nhưng vẫn thừa nhận sự vĩ đại của những tồn tại khác, mà vị thần thực sự duy nhất thì bác bỏ tất cả. Có một sự thay đổi cơ bản giữa hai điều trên. Tin tức rõ ràng đến như vậy mà đến giờ hắn mới cảm giác được. Nếu là Trọng Huyền Thắng, sợ là vừa nghe thấy thì hắn ta đã có thể ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Thực sự hắn quá tập trung vào việc tu hành của bản thân mà hơi kém nhạy cảm với tình hình hiện tại. Hắn muốn hỏi nhiều hơn nhưng lại biết không quá thích hợp, Vũ Văn Đạc có thể nói trước điều này đã là một loại thành ý cực kỳ lớn rồi. Y một lòng muốn bảo vệ mối quan hệ giữa Khương Vọng và Hách Liên Vân Vân, có lẽ đây cũng là yêu cầu của Hách Liên Vân Vân với Y. Sau khi suy nghĩ một lúc, Khương Vọng nói, nếu Thảo Nguyên Phong Quang Di Nhân cởi bỏ những hạn chế thì đương nhiên là cực kỳ tốt. Chỉ là ta lo rằng Ngư Long Hỗn Tạp tùy tiện tiến vào, trong đó không biết có bao nhiêu yêu mà quỷ quái, chỉ sợ sẽ làm xáo trộn phong quang mà thôi. Vũ Văn Đạc đáp, sóng lớn cuốn cát đi thì cuối cùng cũng sẽ thấy vàng. Hơn nữa, Thảo Nguyên rất rộng lớn, đại bàng, ngựa, châu bò và cừu đều có nhà riêng của chúng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, xem ra Thảo Nguyên sắp bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi. Vũ Văn Huynh, nếu sau này có thời gian, giúp ta chú ý đến một thế lực tên là Vô Sinh Giáo được không? Trương Lâm Xuyên của Vô Sinh Giáo đang phát triển với tốc độ cực kỳ tà tính. Trong một thời gian cực kỳ ngắn, đã có hàng loạt các bước phát triển ở Ung Quốc, Thành Quốc, Tiểu Quốc. Trước đây, Khương Vọng đã từng ra tay giải quyết một chú điểm của Vô Sinh Giáo ở Thành Quốc, nhưng vẫn không thể tra ra được chân tướng, chỉ là nghe được đầy một lỗ tai về Vô Sinh Kinh, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nghĩ, nếu như Thảo Nguyên buông mở quản chế, thì khả năng là Vô Sinh Giáo sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên không thành vấn đề. Vũ Văn Đạc vỗ ngực ầm ĩ, không sợ Khương Vọng làm phiền tới y, chỉ sợ là hắn không chịu làm phiền tới mình. Vỗ ngực xong, lại hỏi, Khương Huynh có thù hay có chuyện cũ gì với Vô Sinh Giáo vậy? Ít nhất thì trên địa phương Thảo Nguyên nhất mẫu tam phân này, y vẫn cực kỳ tự tin, nếu có chuyện cũ, ta sẽ chiếu cố một chút,
mà có thủ thì ta cũng sẽ chiếu cố một chút. Không cần chiếu cố, giúp ta thăm dò thật hư một chút là được rồi, Khương Vọng thuận miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, vô sinh giáo có thể sẽ không đến thảo nguyên phát triển. Chỉ là hắn muốn tìm cái cớ để làm phiền Vũ Văn Đạc một chút, chứng tỏ việc hắn không có thái độ khúc mắc gì. Khương Vọng đã nói như vậy, thì Vũ Văn Đạc tự nhiên đã hiểu rằng hắn và vô sinh giáo không phải lão bằng hữu hòa thuận gì cả. Y lập tức tuyên bố, vô sinh giáo không vào thảo nguyên thì thôi, nếu chúng dám tiến vào, đảm bảo sẽ để cho ngươi biết nội khố của bọn chúng có màu gì. Ha ha ha, vất vả rồi. Khương Vọng cười lớn và đẩy y ra khỏi cổng viện tử, tiếp tục ngày tu hành của chính mình. Thanh thiên thần đồ kỳ đại diện cho đế quốc đại mục vĩ đại bay phấp phới trên bầu trời cao, xung quanh được bao phủ bởi thần quang, bản thân có sự uy nghiêm của cả một đại quốc. Bầu trời trăm dặm không một gợn mây, sắc trời vừa đẹp. Hôm nay là đạo lịch ngày 27 tháng 6 năm 3921, cũng là ngày 28 tháng 6 năm 5372 theo thần lịch. Nghi thức kế nhiệm thần miện bố đạo đại tế ti chính thức được tổ chức tại thần quang đàn. Thần lịch tự nhiên là lịch pháp của mục quốc, và mục quốc cũng là quốc gia duy nhất trong thiên hạ có niên đại lịch pháp vượt qua đạo lịch mới được thiết lập lại. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mục quốc có lịch sử lâu đời hơn cảnh quốc. 5372 năm trước, chính là ngày Thương Đồ thần thành đạo trong truyền thuyết, năm đó được coi là thần lịch năm thứ nhất. Nói cách khác, Thương Đồ thần thành đạo ở thời đại cận cổ. Đương nhiên, người dân mục quốc vô cùng tin tưởng điều này, nhưng nó không được quốc tế công nhận rộng rãi. Người ta nói rằng thời điểm sớm nhất mà Thương Đồ thần giáo định chế ra thần lịch phải đẩy lùi về trước vài chục vạn năm, bắt đầu tính nắm từ thời đại Trung Cổ lúc Thương Đồ thần trong truyền thuyết ra đời, nhưng sau đó điều này đã bị bác bỏ vì quá vô lý. Bên phía cảnh quốc đã từng công khai tuyên bố rằng Thương Đồ thần chẳng qua chỉ là nhặt được phần dinh dưỡng còn lại của thời đại thần thoại mới có thể thành đạo. Người ta nói rằng ngày đó là Nhiêu Thiên Chi Hạnh, Lang Ưng Chư Miện và nhấn mạnh rằng thời điểm mà Thương Đồ thần thành đạo là sau Tân Lịch. Hai quốc gia vì thế mà tranh luận không biết bao nhiêu lần. Cả hai bên đều có một vài chứng cứ, cái kiểu thuộc về loại ông nói ông giỏi, bà nói bà hay. Khương Vọng biểu thị rằng ta tin Tư Mã Hoành. Trong Sử Đao Tạc Hải có ghi rõ ràng rằng trên thực tế mục quốc được thành lập vào năm 2754 theo thần lịch. Toàn bộ mục quốc từ trước đến nay có 2.600 năm lịch sử. Đây là điều mà cả mục quốc và cảnh quốc đều công nhận. Tư Mã Hoành giấu kín như bưng những thứ liên quan đến lịch của Thương Đồ thần. Mục lược có 6 tập, bắt đầu từ khi kiến quốc và dừng lại trước thời nữ đế. Không truy tố thần linh, cũng không phê phán chính giáo, mà chỉ kể về quá trình phát triển của đế quốc này trên thảo nguyên, on triệt toàn bộ nguyên tắc viết sử của Tư Mã Hoành. Thần Quang Đàn là tế đàn lớn nhất và có thần lực nhất của Chí Cao Vương Đình trong toàn bộ thảo nguyên, nó chỉ đứng sau tòa đứng trên đỉnh núi Khung Lư kia mà thôi. Quảng trường khổng lồ bên dưới tế đàn có thể chứa 10 vạn tín đồ cùng một lúc. Để tiếp đãi sứ thần liệt quốc, tất nhiên là không thành vấn đề. Khương Vọng với tư cách là chính sứ của Đại Tề, tất nhiên là ngồi ở vị trí gần tế đàn nhất, là vị trí trung tâm trong trung tâm. Tề, Sở, Tần, Kinh, Cảnh ngồi ngang hàng ở năm phía. Khương Vọng, Đấu Chiêu, Hoàng Bất Đông, Mộ Dung Long Thư và Trần Toán, năm vị chính sứ ngồi dưới quốc kỳ của các quốc gia tương ứng. Những người bảo vệ phía sau họ đều là những chiến binh tinh nhuệ đi cùng họ trong các nhiệm vụ. Thiên Phúc Quân, Thần Tội Quân, Trấn Lão Quân, Xích Mã Vệ, Đấu Ách Quân đều là những cường quân trong thiên hạ vào thời khắc này, biểu thị được sự uy nghi của quốc thế. Nhân số của đội ngũ các bên đều không phải là ít. Các sứ thần từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Khúc Quốc, Trinh Quốc, vân vân, đều phải đứng ra bên ngoài một chút. Lúc này, Vũ Văn Đạc đã trà trộn vào trong đội ngũ sứ thần của Tề Quốc, tiến tới đứng bên cạnh Khương Vọng thần bí nói, ta nói cho ngươi biết, nội khố của vô sinh giáo mẫu kia là. Nói chính sự, Khương Vọng ngăn y lại, trong đại điển kế nhiệm thần miện bố đạo đại tế ti lại thảo luận. Ai già, ngươi thảo luận về nội khố của người khác để làm cái gì? Vũ Văn Đạc lắc đầu, dường như vô cùng vô tội nói, lần trước không phải ngươi nói muốn biết hay sao. Vũ Văn Đạc vừa quay về đã điều tra một cách cẩn thận tổ chức vô sinh giáo mà Khương Vọng đã đề cập đến trước đó. Không tra thì thôi, vừa tra xét, quả nhiên phát hiện vết tích của vô sinh giáo tiến nhập vào Thảo Nguyên. Nếu xem xét tình hình Thảo Nguyên hiện tại, Thương Đồ thần giáo vẫn giữ vị trí độc tôn, loại tiểu giáo như vô sinh giáo,
không thể có khả năng tranh đoạt tín ngưỡng được. Nhưng những người truyền giáo của Vô Sinh giáo cực kỳ cơ trí. Bọn họ tuyên bố rằng Vô Sinh giáo tổ là Tòng Thận tọa dưới Thương Đồ Thần, từ thời Thương Đồ Thần vẫn còn chưa thành đạo, đã bắt đầu phụng sự thần linh rồi. Nói tóm lại, rất nhiều truyền thuyết và câu chuyện đã được tạo ra, được phụ trợ thêm bởi một số bài ca dao để truyền bá. Mục đích cốt lõi là để thể hiện rằng Thương Đồ Thần là chí cao vô thượng, có hàng trăm tỷ tín dân, không thể chiếu cố tất cả được. Vì vậy, tín dân cầu nguyện Tòng Thần của Thương Đồ Thần thì cũng giống như đang cầu nguyện với Thương Đồ Thần. Vô Sinh giáo tổ một thân thần thuật đều là do Thương Đồ Thần đích thân truyền lại, mặc dù không mạnh bằng Thương Đồ Thần, nhưng hóa giải một số tai họa nhỏ cũng không thành vấn đề. Xuyên suốt lịch sử, không giáo phái nào, dù lớn hay nhỏ, lại nói thần linh mà mình tín ngưỡng không được. Một quốc gia nhỏ bé gần như không thể thấy như Hòa Quốc, gần như không có chút sức ảnh hưởng nào trong thiên hạ. Nhưng vị nguyên thiên thần của quốc gia đó lại được gọi là Thanh Thiên Chi Tử, vị thần đầu tiên trên thế giới. Phong cách đó còn cao hơn nhiều so với Thương Đồ Thần, người tự xưng là thời đại cận cổ thành đạo. Sự việc truyền đạo này, ai mà không thổi phồng về vị thần của chính họ cơ chứ? Vị thần nhà ai mà không gì không biết, không gì không làm được cơ chứ? Tuy nhiên, Vô Sinh giáo đã tìm ra một con đường khác. Đầu tiên tụ hợp tất cả ba vị lãnh tụ thần chủ, đạo chủ và giáo chủ của mình, rút ngắn thành thị giả của Thương Đồ Thần, rồi sau đó chiếm lấy tín ngưỡng của Thương Đồ Thần. Bởi vì phần lớn tín ngưỡng vẫn đổ dồn vào Thương Đồ Thần, nên nếu như Vũ Văn Đạc không điều tra kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của Hách Liên vân vân và có những đặc điểm cụ thể do Khương Vọng cung cấp, thì đúng là cực kỳ khó để tra xét ra manh mối. Trong quá khứ, một giáo phái nhỏ mà cũng dám lừa dối như vậy, một khi bị phát hiện, Thương Đồ Thần nói không chừng sẽ phái một vài kim miện tế ti xuống, quét sạch sẽ tất cả các vị thần mà giáo phái kia tín ngưỡng. Nhưng lúc này, Mục Quốc lại tuyệt không để ý. Vì Khương Vọng đã đề cập đến, nên Vũ Văn Đạc mới đặc biệt động thủ. Đánh cắp tín ngưỡng dưới mí mắt của Thương Đồ Thần, Vô Sinh giáo cũng phải cực kỳ thận trọng và phát triển rất chậm. Nhưng Vũ Văn Đạc hiểu rất rõ rằng, với những thủ đoạn truyền giáo xảo quyệt lão làng của Vô Sinh giáo kia, nếu chờ hôm nay qua đi, thì chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ phát triển nhanh chóng trên thảo nguyên. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, y đã tra ra lai lịch của đối phương, cho nên lúc này mới tới trước. Mặt Khương Vọng hiến bảo. Khương Vọng nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, bây giờ nếu đã nói đến chuyện này, ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Mấy thứ như miếu thần ân, rồi nội khố gì đó, ngày thường ngươi nói đùa với ta thì thôi cũng được, ta là người từng trải. Nhưng Nhữ Thành còn nhỏ, đừng có làm mấy thứ như thế trước mặt đệ ấy, rồi lại dạy hư đệ ấy. Ánh mắt của Vũ Văn Đạc trở nên cổ quái. Nhữ Thành còn hiểu nhiều thứ hơn ngươi được không hả? Tam ca ngươi thật đúng là đồ cổ hủ cứng ngắc. Nghe rõ chưa? Trong mắt của Khương Vọng tăng thêm lực uy hiếp. Vũ Văn Đạc bĩu môi, đang muốn qua loa một chút, đột nhiên nhìn thẳng chăm chăm về phía trước. Nhìn về phía trước, đó là trên tế đàn, nơi vị trí ngồi của bốn vị kim miện tế ti. Khương Vọng theo bản năng nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai, mời Đông Hoàng nhập tọa. Vị chân quân tân tấn của Tuyết Quốc, diễn đạo cường giả tên là Đông Hoàng, cuối cùng cũng xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2119, lễ đăng quang. Buổi đại điển kế nhiệm hôm nay vô cùng đông đúc. Vào thời điểm này, có không ít người đang nhìn chăm chăm về phía trước như Vũ Văn Đạc. Đặc biệt, biểu cảm của Hoàng Xá Lợi là nổi bật nhất. Đầu tiên, tất nhiên là vì sắc đẹp của Đông Hoàng, nhưng cũng không phải chỉ vì nhan sắc. Nàng ta xuất hiện ở trên tế đài, bạch bào tuyết diện, giống như một bông tuyết bay rơi xuống giữa thời tiết mùa hè thiêu đốt. Vì vậy, nàng ta vô cùng dễ tan chảy, dễ bị tiêu biến, thế giới này có thể mất đi nàng ta bất cứ lúc nào. Nàng ta có một khuôn mặt quá đẹp và quá lạnh lùng, là kiểu mỹ nhân cho người ta một cảm giác rất tang thương. Tựa như một món đồ sứ băng giá, bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong đã đầy vết rạn nứt, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn dưới ánh nắng mặt trời ấm áp này. Vị mỹ nhân có làn da lạnh giá và đôi lông mày mỏng manh này lặng lẽ đi giữa bốn vị kim miện tế ti. Đi đến tầng tiếp theo của tế đàn, từ từ ngồi xuống đối diện với thủ tịch trưởng lão Bột Nhi Trích Cân. Ngạc Khắc Liệt, hôm nay nàng ta tới chứng kiến buổi lễ đại điển này.
mà những người đã tham gia Hoàng Hà Hội năm 3919, ai có thể quên khuôn mặt này cơ chứ? Ngay cả Khương Vọng cũng nhất thời quên cảnh cáo Vũ Văn Đạc, hắn nhìn lên trên tế đàn trong sự bàng hoàng. Bởi vì người trước mắt rõ ràng là Tạ Ai. Tạ Ai năm xưa ở nội phủ cảnh, Tạ Ai phải dừng bước trước Triệu Nhữ Thành, tại sao hôm nay lại thành diễn đạo cường giả, trở thành chân quân Đông Hoàng cơ chứ? Điều này quả là không thể tưởng tượng được, cũng quá không thực tế. Những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất của các quốc gia chư hầu từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Quan Hà Đài. Khương Vọng cũng chính là người đã xuất sắc giành được giải nhất trong số các tuyển thủ tham gia trận nội phủ ở Hoàng Hà Hội năm đó, đồng thời cũng được công nhận là người có thiên tư lớn nhất và tiến bộ nhanh nhất. Lúc đó, hắn là người giỏi nhất trong nhóm thiên kiêu nội phủ cảnh, thậm chí còn vượt qua phần lớn tuyển thủ ngoại lâu cảnh lúc bấy giờ, có thể đối đầu trực diện với hai tuyển thủ mạnh nhất kia. Thiên kiêu liệt quốc, có ai có thể được như Khương Vọng? Trong mắt nhiều người, tốc độ trưởng thành của Võ An Hầu hắn đã là chuyện không thể tin được. Trong tất cả các thiên kiêu tham dự trận nội phủ ở Hoàng Hà Hội năm đó, có ai có thể phát triển nhanh hơn Khương Vọng được đây? Đặc biệt người này không phải là thiên phủ Tần Chí Chăn, cũng không phải là tuyệt đỉnh Hoàng Xá Lợi, mà lại là Tạ Ai. Nhất là, nàng ta không chỉ hơn Khương Vọng có một chút mà thôi. Nàng ta là một bước lên trời, thành tựu được siêu phàm tuyệt đỉnh. Làm sao có thể? Mặc dù cũng có truyền thuyết về những nhà hiền triết một bước lên trời, nhưng dù sao đó cũng là những truyền thuyết chưa được chứng minh. Hơn nữa, vị hiền triết trong truyền thuyết kia cũng là một nhân vật tuyệt thế, học xuyên bách gia, thông suốt đạo lý trong thiên hạ, cũng không phải là một người trẻ tuổi lần đầu rời nhà tranh nào cả. Trong trường hợp thiên kiêu tụ họp như Hoàng Hà Hội, Tạ Ai gần như có thể nói là không đủ chói mắt. Nơi duy nhất nàng ta có thể xếp hàng đầu chính là gương mặt mang theo vẻ đẹp tang thương tuyệt mỹ kia. Làm thế nào mà nàng ta có thể trở thành Đông Hoàng vậy? Mỗi người đều có những tâm trạng phức tạp khác nhau. Mà ánh mắt của Tạ Ai nhàn nhạt rơi xuống, cũng không nhìn bất luận kẻ nào. Không có dị tượng kinh thiên động địa nào cả, nhưng tất cả những người đang mê muội trước vẻ đẹp thê lương đó bỗng nhiên tỉnh táo lại. Khương Vọng cũng theo bản năng thu hồi ánh mắt. Vũ Văn Đạc suýt chút nữa vùi đầu xuống ngực, không dám nhìn nữa. Đây là có chuyện gì thế? Trong lúc nhất thời, Khương Vọng đến cả chuyện vô sinh giáo cũng quên mất, truyền âm hỏi Vũ Văn Đạc, tình huống của Tạ Ai là sao vậy? Làm sao ta biết được? Đồ Hỗ đại nhân đã đích thân đến nghênh đón nàng ta khi nàng ta đến Thảo Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo thật sự của Đông Hoàng mà. Vũ Văn Đạc run rẩy truyền âm trở lại, hay là về sau ta lại hỏi Vân Điện Hạ. Khương Vọng nhíu mày nói, sao ngươi cứ run rẩy không ngừng thế? Ta cũng không biết. Tê, đột nhiên ta cảm thấy lạnh quá. Vũ Văn Đạc có chút bối rối nói. Vừa nghĩ tới chuyện tên gia hỏa này bình thường đều dành thời gian của mình ở địa phương nào đó, Khương Vọng đại khái đã hiểu ra điều gì đó rồi. Bản thân hắn còn có thể nắm bắt được trọng lượng của thị giác. Vậy thì những thị giác mang theo tạp niệm ở xung quanh, chẳng lẽ lại không bị diễn đạo cường giả bắt được hay sao? Cái tên tiểu tử Vũ Văn Đạc này đúng là gan chó che cả trời, tâm tư gì cũng dám có. Khương Vọng vỗ vỗ vai y, thở dài bất lực. Rồi, hắn nhìn quanh tứ phía, xem ai có thể cho hắn biết được câu trả lời. Lần trước có nhiều người tham dự Hoàng Hà Hội đến vậy, chẳng lẽ không có ai biết tình huống của Tạ Ai hay sao? Đầu tiên hắn nhìn về phía Đấu Chiêu, nhưng Đấu Chiêu lại đang nhắm mắt. Không biết là đang dưỡng thần hay đang tu luyện, mà Trung Lê Viêm ở bên cạnh, miệng thì không ngừng mấp máy, vẻ mặt thì hưng phấn, như đang chửi rủa cái gì đó. Cái tên gia hỏa này thật đáng đánh, trong lòng Khương Vọng chỉ có ý niệm này. Hắn lại dịch chuyển tầm mắt, vừa vặn chạm tới ánh mắt của Hoàng Xá Lợi đang nhìn sang với nụ cười trên môi, như thể đang đặc biệt nghênh đón hắn. Khương Vọng nhìn nàng ta dò hỏi. Hoàng Xá Lợi mấp máy môi, thầm nói, chuyển thế. Khương Vọng hoàn toàn tin rằng Hoàng Xá Lợi không có lý do gì để trêu chọc mình vào lúc này, nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ. Có rất nhiều cơ sở lý thuyết về việc chuyển thế, xưa nay tu hành giả cũng đã đưa ra vô số ý tưởng, nhưng chúng không thực tế. Nếu như nói trước khi thành tựu thần lâm, Khương Vọng có lẽ còn có chút tin tưởng về việc những đại năng giả nào đó là người chuyển thế. Nhưng sau khi bổ sung những kiến thức liên quan đến Nguyên Hải, hắn không còn đồng ý với khả năng này nữa. Quá trình tu hành, sự chân thực của tu hành, sự tương quan của thế giới, tất cả đều được phản ánh rõ ràng ở đó. Người đã nhìn thấy thì đã nhìn thấy rồi. Mọi thứ đã qua đi,
cuối cùng đều sẽ bị vỡ vụn thành nhất căn bản nhất ở nguyên hải. Sau cái chết cuối cùng, nhân cách, tinh thần, trí tuệ và ký ức sẽ đi về đâu? Và ta sẽ đi về đâu? Còn chuyển thế thì sao? Từ xưa đến nay, những người chuyển thế trọng tu thành công chỉ là truyền thuyết, không được sử sách ghi lại. Thỉnh thoảng, dưới tình huống cực kỳ khắc nghiệt, sẽ xuất hiện một số trường hợp đặc biệt giống như chuyển thế được tìm thấy trong ghi chép, có thể tạm tính là chuyển thế. Nhưng chưa từng có ai tái sinh thành một vị chân quân. Trong số những trường hợp tương tự như chuyển thế, không ai trong số họ có thể được hiện thế này công nhận và thành tựu được thần lâm. Nếu câu trả lời của Hoàng Xá Lợi là đúng, nếu như Tạ Ai quả thật là chân quân chuyển thế mà thành, cái này có lẽ so với việc nàng ta chỉ dùng thời gian trong 3 năm ngắn ngủi từ tu vi nội phủ cảnh tu luyện đến tu vi đạo diễn cảnh còn có ý nghĩa đột phá hơn nhiều. Điều thứ hai cũng là một điều thực sự rất khủng bố, nhưng dù sao việc từ nội phủ cảnh tiến tới diễn đạo cảnh cũng là một con đường thực tế, chỉ là thời gian thì không thực tế. Còn cái trước, cái nhất căn bản nhất là một tồn tại còn nhỏ hơn hạt bụi vô số lần, làm sao có thể chuyển thế thành một bản thân khác? Trừ phi, Khương Vọng không khỏi nghĩ tới, ở Thanh Giang Thủy Phủ trong Thượng Cổ Ma Quật, nếu như Trang Thừa Càn có thể thuận lợi chiếm đoạt mệnh cách của bản thân hắn, có được cỗ thân thể dưới sự ảnh hưởng biến hóa ngầm của hắn trở nên càng ngày càng su đồng, thì biểu hiện bên ngoài của nó thật sự rất giống với chuyển thế trong thiết tưởng. Câu chuyện Trang Thừa Càn mang chấp niệm cả đời, không thể đột phá, chuyển thế ở quốc gia do chính tay mình xây dựng lên. Rồi sau khi nhận ra ký ức của tiền kiếp, trở thành đương thế chân nhân, có lẽ có thể coi là truyền kỳ. Nhưng về bản chất, Trang Thừa Càn chưa bao giờ đi tới thế giới U Minh, cũng chưa bao giờ trần nhập nguyên trì, chưa bao giờ thực sự đối mặt với cái chết cuối cùng. Ông ta chỉ là một linh hồn cô độc được ẩn giấu trong bóng tối của ngọn nến, vụng trộm trải qua một thời gian dài, cho dù lần đó ông ta thành công, thì đó cũng nên coi là đoạt xá mới đúng. Bởi vì có quan hệ đến việc thai trung chi mị, tiên thiên mông vị, nên đoạt xá là chuyện cửu tử nhất sinh. Nhưng dù sao thì cũng đã có người thành công, Trang Thừa Càn năm đó cũng suýt nữa thì thành công, nên chuyện này không phải là hoàn toàn không thể. Nhưng Hoàng Xá Lợi, hoặc là người đã báo tin tức này cho Hoàng Xá Lợi biết, chẳng lẽ không phân biệt được đâu là đoạt xá, đâu là chuyển thế hay sao? Sau khi Đông Hoàng thành đạo, đã từng đến cửa để luận đạo với Long Võ Đại Đô Đốc của Kinh Quốc. Từ chuyện này có thể suy ra hai điểm. Thứ nhất, trạng thái của Đông Hoàng không hề mờ ám, hoàn toàn không sợ giao thủ với người khác. Thứ hai, từ nay về sau, Kinh Quốc rất có quyền lên tiếng với trạng thái của Đông Hoàng. Với thân phận và lai lịch của Hoàng Xá Lợi, không có gì ngạc nhiên khi nàng ta có thể biết một số nội tình. Chỉ là Tạ Ai có sự khác biệt gì? Làm thế nào mà nàng ta có thể chuyển giới thành công và làm được điều mà chưa ai từng làm trong lịch sử? Tiền kiếp của nàng ta là vị đại nhân vật nào? Hiện tại Khương Vọng thật sự vô cùng hiếu kỳ, đã có chuyện gì xảy ra khi Tuyết Quốc bị phong tỏa? Thật đáng tiếc là, trong đoạn thời gian ngắn tiếp theo, hắn chú định là sẽ không nhận được câu trả lời. Nhìn xung quanh một vòng, Đấu Chiêu càng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, có lẽ là do sắp kiềm chế không nổi thiên kiêu nữa rồi, Trung Ly Viêm đang luyên thuyên không ngừng kia, thực sự vô cùng thiếu chém. Mộ Dung Long Thư mang biểu tình lạnh lùng như thường ngày. Hoàng Bất Đông cũng mang vẻ mặt uể oải như thường lệ. Trần Toán không biết là không quen biết Tạ Ai hay là đã sớm biết chuyện rồi, lúc này trông y vô cùng bình tĩnh. Khương Vọng phát hiện ra hình như chỉ có mình là người hồ đồ nhất, có một loại cô đơn toàn thế giới tỉnh chỉ có mình ta say. Vì vậy, hắn lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, tỏ vẻ bình tĩnh cùng với mọi người. Chuyện này ai hiểu thì đã hiểu, ai không hiểu thì cũng không tiện nói ra, tóm lại là ngầm hiểu, chính là như vậy. Hôm nay Tạ Ai dùng gương mặt thật xuất hiện tại đại điển kế nhiệm thần miện bố đạo Đại Tế Ti, nên nàng ta đương nhiên hiểu rõ sẽ làm dấy lên sóng gió gì trong thiên hạ, đương nhiên, cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc đó. Về phần Tuyết Quốc, quốc gia duy nhất cử diễn đạo chân quân đến Thảo Nguyên để quan lễ, ý nghĩa khác thường ẩn chứa trong đó đủ để rất nhiều người phải suy ngẫm. Lễ tức uy, lễ tức củ, đại lễ kế nhiệm thần miện bố đạo Đại Tế Ti được tiến hành từng bước trong các nghi thức rườm rà. Tế nhạc thần thánh vang lên dưới trời cao, mã đầu cầm du dương, mang âm hưởng cổ xưa và bí ẩn. Hai đội tế ti có chiều cao và dáng người giống nhau, khuôn mặt nghiêm nghị, khoác lên mình bộ áo choàng trắng, đồng loạt tiến đến, trên tay cầm nhiều dụng cụ nghi lễ như phiên, kỳ, chuông, hiệu giác và các loại pháp khí, cao giọng tế ca bằng thương đồ thần ngữ,
làm cho bầu không khí của cả buổi đại điển trở nên càng nghiêm túc hơn. Ngôn ngữ tối nghĩa và khó hiểu dường như có một sức mạnh to lớn nào đó. Nó làm cho bầu trời rộng mở hơn, ánh mặt trời càng rực rỡ hơn, mọi người dường như đều được tắm mình trong một thế giới huy hoàng và tạm quên đi những muộn phiền. Đúng lúc này, một con bạch ngưu cao mấy chục trượng chậm rãi đi tới. Mặt đất lẽ ra phải rung chuyển, nhưng nó lại lặng lẽ dẫm lên mặt đất không gây ra một tiếng động. Tư thế nhẹ nhàng uyển chuyển như một điệu múa. Trên lưng con bạch ngưu trải một tấm thảm hoa lệ, hoa văn trên đó có lẽ là một ngôi thần cung cao quý không thể diễn tả bằng lời. Nhân vật chính của ngày hôm nay, Đồ Hỗ, ngồi xếp bằng trên tấm thảm, đầu đội kim miện, trên người khoác tế bào. Giống như một vị tướng quân đang ngồi ở cổng thành của mình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông ta, lúc này trên mặt mũi của ông ta tựa hồ như ẩn chứa thần quang. Cơ thể của ông ta thật giống như đã thống nhất với thần huy. Thần lực cường đại bao phủ toàn bộ thần quang đàn, tựa hồ có một loại cảm giác nhảy nhót vui mừng, thoạt nhìn vô cùng linh động và ấm áp. Thần ân của thần linh vĩ đại tự nhiên có đại hành ở thế gian, mà quyền bính như vậy thực sự được mong đợi sẽ trở về. Một con bạch ngưu khổng lồ với khí tức mạnh mẽ chậm rãi đi tới tế đàn, hai mắt mờ mịt trắng xóa, giống như cửa sổ của thần linh. Nó không ngẩng đầu lên, mà cất tiếng kêu dài, hòa cùng bài tế ca. Thanh âm này xa xôi tưởng chừng như vô tận, hòa vào tiếng tế ca, thật là hài hòa. Có vẻ như tế ca được tụng sướng rất lâu này, thứ đang được chờ đợi chính là tiếng ngưu kêu. Có vẻ như tiếng ngưu kêu này chính là lời tổng kết của bài tế ca, cũng là lời tổng kết của mọi thứ trên thế gian. Tiếng ngưu kêu dừng lại, và bài tế ca cũng dừng lại. Bạch ngưu chậm rãi quỳ xuống, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt ngoan đạo. Đồ Hỗ từ trên lưng con bạch ngưu chậm rãi bước xuống, đứng thẳng hướng về phía tế đàn. Lúc này Bột Chi chỉ cân ngạc khắc liệt đứng dậy, Tạ Ai cũng đứng lên để tỏ lòng kính trọng. Tuy nhiên, hành động đầu tiên của vị thủ tịch trưởng lão lại khiến nhiều sứ thần có mặt choáng váng. Chỉ thấy ông ta hướng về vương chướng cung kính hành lễ, sau đó lấy từ trong ngực ra một cuộn thánh chỉ, cứ thế mở nó ra, đứng trước mặt mọi người là phụng chỉ của Đại Mục Hoàng đế. Âm thanh này vừa nói ra, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc thất lễ ngay tại chỗ. Nhưng lão nhân với bộ râu trắng và bím tóc lủng lẳng không dừng lại cho bất kỳ ai có cơ hội mở miệng. Tiếp tục đọc tiếp, có chủ tế miếu mẫn hợp tên là Đồ Hỗ, con cháu của Đồ Thị, từ nhỏ đã nhanh trí và dũng cảm. Trần Toán đứng trước tế đàn với biểu tình vô cảm, nhưng trong lòng đã cuốn lên bão tố. Cũng giống như việc Tạ Ai trở thành Đông Hoàng, đây cũng là một sự kiện khác mà Kính Thế Đài hoàn toàn không hề có thông tin tình báo trước. Thiết nghĩ đại cảnh đường đường là trung ương đế quốc, vẫn luôn là lực lượng chính hỗ trợ sự cạnh tranh giữa liên minh năm nước Tây Bắc và Kinh Quốc. Một Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Quốc, khiến cho thanh thế của một đất nước có hai chân quân đồng loạt tăng vọt. Đông Hoàng đến Kinh Quốc, dẫn đến việc Kinh Quốc phải lui binh. Nhưng trong quá trình này, Cảnh Quốc cũng đã gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Theo lý mà nói, rõ ràng là có một sự hiểu ngầm giữa Cảnh Quốc và Tuyết Quốc. Nhưng Đông Hoàng là ai, đã thành đạo như thế nào, trước ngày hôm nay Trần Toán hoàn toàn không biết trước. Ngay cả việc Đông Hoàng đến Mục Quốc để xem lễ cũng là một bước đi ngoài dự liệu của Cảnh Quốc. Nhưng mọi sự bàng hoàng trước đó đều không bằng giây phút này. Y chưa bao giờ nghĩ tới việc lễ kế nhiệm của Thương Đồ Thần Giáo Thần Miện Bố Đạo Đại Tế Ti lại cần phụng chỉ của Đại Mục Hoàng đế. Điều đó nghĩa là gì? 2618 năm sau khi lập quốc, Mục Quốc đã thay đổi rồi. Điều này sẽ có tác động gì đối với Cảnh Quốc? Rồi lại sẽ có tác động gì đối với thế gian? Suy nghĩ của Trần Toán thay đổi liên tục, chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ ra quá nhiều. Nhưng giọng nói già nua nhưng lại hùng hồn của Bột Nhi chỉ cân ngạc khắc liệt vẫn kinh thiên động địa, cuối cùng nói đến điều cuối cùng. Là người lột mặt nạ của Huyễn Ma Quân, có công tại nhân tộc, chấm lấy địa vị chí tôn của Thảo Nguyên, cộng chủ của thiên địa, sắc phong làm thần miện bố đạo Đại Tế Ti. Đồ Hỗ từ từ bước lên tế đàn, từng bước, đi đến trước mặt Bột Nhi chỉ cân ngạc khắc liệt. Sau đó, hai tay giao nhau, khoanh lại trên tay ngực, khom người cúi đầu thật sâu trước cuộn thánh chỉ kia, thần, bái tạ thiên ân. Hai đội tế ti mặc áo choàng trắng tiến tới, dùng kim bản bưng miệng, phục, ấn, trang sức tới. Bốn vị kim miệng tế ti thấp hơn Bột Nhi chỉ cân ngạc khắc liệt một bậc, đồng thời đứng dậy. Một người giúp Đồ Hỗ cởi bỏ kim miện và tế tự bào, tháo những vật trang sức tương ứng với kim miện tế ti xuống.
một người lại giúp ông ta mặc áo bào của thần Miện Tế Ti và các đồ vật trang sức tương ứng với thần Miện Tế Ti. Một người giúp ông ta hạ kim miện trên đầu xuống, còn người kia thì lại dâng thần miện tới chỗ Ngạc Khắc Liệt. Người đang giữ thần miện kia, Khương Vọng có biết, chính là Namada, người đã từng dẫn đội tham dự Hoàng Hà Hội. Khi đó người này rất hiếu chiến, còn cạnh tranh với cả danh tướng Tiền Nam Khôi của Cảnh Quốc và phó tướng Thịnh Quốc Mộng Vô Nhai. Hôm nay thần sắc của người này vô cùng nghiêm túc, không có chút bất kính nào. Bột Nhi chỉ cần Ngạc Khắc Liệt đặt thánh chỉ lên kim bàn, tiếp lấy thần miện từ tay Namada, lớn tiếng tuyên bố, thiên tử đã ban cho ta một vinh điển, vì đại tế ti ra miện. Sau đó đội thần miện lên đầu đồ hỗ. Đồ hỗ đứng thẳng dậy, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến vị trí trung tâm của thần quang đàn, quay lại đối mặt với mọi người. Thần lực vô biên nhanh chóng hội tụ vào người ông ta, khiến cho ông ta tràn ngập thần quang rạng rỡ từ đầu đến chân. Bầu trời nhất thời trở nên rực rỡ huy hoàng, có thể nhìn thấy lờ mờ hình dạng của sói, đại bàng và ngựa, hội tụ sức mạnh to lớn vô hạn. Thần linh ứng thuận, thiên địa cùng chúc mừng. Và tất cả những ai đang theo dõi buổi lễ đều hiểu rằng, kể từ thời điểm này, trong đế quốc vĩ đại này, kỷ nguyên thần quyền và vương quyền cùng đứng đã kết thúc. Từ đó về sau trên thảo nguyên, thần lực nằm dưới vương quyền. Vị nữ đế đại mục không hề lộ diện trong buổi lễ đại điển ngày hôm nay, đã hoàn thành sự nghiệp mà Hoàng thất Mục Quốc đã phấn đấu trong cả 2600 năm. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, người ta vẫn không biết chính xác bà ta đã làm điều đó như thế nào. Những bố trí hoành tráng to lớn và những bước đi tài tình ấy ẩn hiện trong tiếng gió gào thét của thảo nguyên. Người ngoài như Khương Vọng dù có phóng tầm mắt ra xa thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy nó ở trong mây sâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa cái móng vuốt mà thôi. Cũng giống như những lịch sử phong phú kia của Tề Quốc, từ góc nhìn của người ngoài cuộc cũng chỉ là sương mù dày đặc vậy. Tất cả mọi người đều đang hoan hô cho vị thần miện bố đạo Đại Tế Ti mới nhậm chức này, thật giống như tất cả mọi người đều đã tiếp nhận lễ ra miện này một cách tự nhiên. Giờ phút lịch sử này, không ngờ lại yên bình đến thế. Và loại yên tĩnh này vừa vặn cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối, cho thấy lực lượng vĩ đại. Phải biết rằng theo căn cứ mục lược đích ký tải, Hoàng đế Mục Quốc sớm nhất lên ngôi đã phải leo lên núi Khung Lư mời thần miện bố đạo Đại Tế Ti ra miện. Nhưng năm tháng trôi qua, tất cả đã khác biệt. Giữa đám đông đang hò hét, Khương Vọng nhìn thấy Ô Nhan Lan Châu đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lần đầu tiên hắn đi qua Thảo Nguyên, cô nương đầy bụng kinh luân này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, phá vỡ nhận thức hạn hẹp của hắn về Thảo Nguyên Man Tử. Chỉ đến bây giờ mới hậu chi hậu giác phát hiện ra, một số thay đổi có thể đã xảy ra từ lâu rồi. Chương 2120 Vạn giáo hợp lưu, cựu thần dư hỏa. Chuyện gì đã xảy ra với Thương Đồ Thần? Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu Khương Vọng lúc này. Câu hỏi này thậm chí còn quan trọng hơn việc tạ ai thành tựu Đông Hoàng. Tại nghi thức kế nhiệm thần miện bố đạo Đại Tế Ti, thủ tịch trưởng lão của liên tịch trưởng lão đoàn, Bột Nhi Trích Cần, Ngạc Khắc Liệt đã thay mặt thiên tử của Mục Quốc ra miện cho tân thần miện bố đạo Đại Tế Ti đồ hỗ. Khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng Thảo Nguyên đã thay đổi. Nhưng có nhiều thay đổi thiết thực hơn, chỉ sau lễ kế nhiệm thì mới diễn ra. Điểm mấu chốt quan trọng nhất trong đó chính là Thảo Nguyên đã trực tiếp giải phóng sự quản chế tín ngưỡng, từ đó bất cứ giáo phái nào cũng có thể đến Thảo Nguyên truyền đạo. Cái gọi là vạn giáo hợp lưu, tín ngưỡng tự do là do Tông Thất Hách Liên Hổ Hổ đề xuất trong một buổi lễ tế tự và đã trở thành chính sách tôn giáo của Thảo Nguyên vào giai đoạn này. Những giáo phái khác đến Thảo Nguyên truyền đạo chỉ cần thừa nhận một tiền đề, Thương Đồ Thần là thần linh tối cao trong thế gian. Mà tất cả thần kỳ trên thế gian này tới Thảo Nguyên truyền đạo đều là tòng thần của Thương Đồ Thần. Ngoài ra, không có điều cấm kỵ nào khác. Còn về việc tranh đoạt tín ngưỡng thì phải dựa vào bản lãnh của chính mình. Tất nhiên, luật pháp của Mục Quốc vượt qua tất cả các quy định tôn giáo khác. Nói cách khác, Thương Đồ Thần giáo từ một đại tồn tại bao trùm toàn bộ Thảo Nguyên cùng Đại Mục Vương Đình kề vai sát cánh, biến thành một trong rất nhiều giáo phái nằm dưới sự thống trị của Đại Mục Vương Đình. Thương Đồ Thần giáo vẫn được coi là quốc giáo và Thương Đồ Thần vẫn là tín ngưỡng tối cao, nhưng đã không còn là chân thần duy nhất. Mối quan hệ cơ bản đằng sau đã hoàn toàn đã thay đổi. Đối với chính sách vạn giáo hợp lưu, Mục Đình không biết đã bỏ ra biết bao nhiêu khổ lao ở đằng sau đó. Khương Vọng cũng chỉ mới phát hiện ra trong vài ngày qua.
Lý do khiến Hoàng Xá Lợi theo Mộ Dung Long Thư đến Thảo Nguyên hoàn toàn không phải vì Khương Tiên Tử như lời nàng ta nói, nữ nhân này công tư vô cùng phân minh. Nàng ta đến Thảo Nguyên là để truyền bá tín ngưỡng về Hoàng Diện Phật. Hoàng Diện Phật là một vị Phật do chính Hoàng Phù, vị tướng quân Hoàng Long Vệ lập ra, đã có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở Kinh Quốc. Nếu như có thể phát triển trên Thảo Nguyên, tương lai có thể coi là một màu sáng lạn. Hoàng Phù có mối giao hảo rất tốt với Hoàng Nhan Hùng Lược, còn tham dự một chân vào đấu trường Thương Lang do Hoàng Nhan Thị mở ra, nên có thể nắm bắt cơ hội vạn giáo hội lưu trong Thảo Nguyên là điều hết sức bình thường. Mà Ngọc Hoa Nữ Ni lần này đến quan sát buổi lễ, đại diện cho việc Tẩy Nguyệt Am sẽ mở một am đường ở Thảo Nguyên, một sự kiện trọng đại như vậy, không thể quyết định chỉ trong vài lời nói. Sự hợp tác của Tẩy Nguyệt Am và Mục Đình có lẽ còn cần nhiều thời gian hơn để truy tố. Đây cũng là lần đầu tiên Tẩy Nguyệt Am bước ra khỏi vùng đất ẩn giới và đón nhận dòng chảy thời đại. Tông môn cường đại được gọi một cách mơ hồ là Đệ Tam Phật Tông định cư ở Thảo Nguyên, và nó nhất định sẽ mang lại những thay đổi lớn cho mô hình tín ngưỡng của Thảo Nguyên. Nói một cách đơn giản, Tẩy Nguyệt Am bây giờ chỉ có thần lâm cảnh Ngọc Hoa tới, tùy tiện thờ phụng một vị tiểu Bồ Tát, có thể làm tòng thần của Thương Đồ Thần. Nhưng khi các am đường trên Thảo Nguyên bắt đầu phát triển, các cường giả của Tẩy Nguyệt Am tiến vào Thảo Nguyên, thì Phật Đà Bồ Tát mà các nàng kính phụng liệu có còn ở dưới Thương Đồ Thần hay không? Trong tương lai gần, có thể tiên đoán được địa vị của Thương Đồ Thần giáo ở Mục Quốc sẽ ngày càng giảm sút. Đây là điều mà bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy. Thương Đồ Thần giáo sao có thể không nhìn ra? Nhưng toàn bộ Thảo Nguyên hết lần này đến lần khác đều là sóng yên biển lặng. Đây là một con cự thú ngàn năm duy ngã độc tôn trên Thảo Nguyên, là một trong những giáo phái lớn nhất trong, chẳng lẽ không có chút lực phản kháng nào ở trước mặt nữ đế hay sao? Nếu cứ để mọi chuyện của ngày hôm nay trôi qua bình yên như vậy, trong tương lai, đường phản kháng của Thương Đồ Thần giáo sẽ ngày càng nhỏ lại. Không cần nói thứ khác, một Tẩy Nguyệt Am cũng đủ để cạnh tranh với Thương Đồ Thần giáo. Hơn nữa, Tân Thần Miện Bố Đạo Đại Tế Ti mới nhậm chức đồ hỗ, hiển nhiên cũng là người của nữ đế. Sau này còn rất nhiều giáo phái tới Thảo Nguyên để phát triển, Thương Đồ Thần giáo sau này sẽ làm như thế nào để lội ngược dòng đây? Đây chính là điều khiến Khương Vọng nghi ngờ. Ngay cả khi những Kim Miện Tế Ti đó gần như đều đã bị nữ đế khống chế hoàn toàn rồi, nhưng bản tôn Thương Đồ Thần thì sao? Đây chính là thần thị vĩ đại thần quang tắm gội mảnh Thảo Nguyên này cả ngàn năm nay, chẳng lẽ thật sự là đang an giấc trong thần điện, nhắm mắt làm ngơ đối với tất cả mọi chuyện trên Thảo Nguyên hay sao? Nếu như đẩy về phía trước mấy năm, có lẽ chính Khương Vọng cũng không cho là chuyện gì lớn. Dù sao thời đại cực thịnh của thần đạo đã sớm tan thành mây khói, người ngày nay có thể luận bàn một câu cổ hủ rồi. Sao Thương Đồ Thần có thể là một ngoại lệ cơ chứ? Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành một cường giả thần nhi minh chi, vì vậy hắn càng hiểu rõ thần là gì, càng biết rõ sự cường đại của Thương Đồ Thần. Từ đó, càng có thể nhận ra rằng chuyện này thực sự không hề bình thường. Thương Đồ Thần không phải là một vị thần không quan trọng. Ngài không thể nghi ngờ chính là hiện thế thần kỳ, cũng chính là hiện thế thần thị cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, từ khi Tân Đạo Lịch bắt đầu được thành lập, Thương Đồ Thần chính là vị thần cường đại nhất mà hắn biết. Khương Vọng không bao giờ quên đi Thành Phong Lâm, không bao giờ nới lỏng sự hiểu biết của mình về kẻ thù. Và giữa tất cả những cái tên mà nỗi hận thù đã nhập vào xương tủy, Bạch Cốt Tôn Thần là một sự tồn tại không thể xóa nhòa. Chỉ là vì trước đây do sự trở ngại của tu vi, hắn không thể tiếp xúc với những tri thức ở cấp độ cao cấp hơn. Chỉ sau khi thành tựu thần lâm, hắn mới tìm được cơ hội bổ sung kiến thức liên quan. Bây giờ hắn đã có một sự hiểu biết đáng kể về thần đạo. Không thể nói là hắn đã hiểu biết tất cả mọi thứ về thần đạo, nhưng ít nhất cũng hiểu một u minh thần kỳ như Bạch Cốt Tôn Thần có vị cốt như thế nào, và tại sao lại cố chấp muốn nhập vào hiện thế, thành tựu hiện thế thần kỳ. Kể từ sau khi thời đại thần thoại kết thúc, dư hỏa của cựu thần trôi nổi trong luân hồi, cuối cùng lại bùng cháy rực rỡ trong thế giới u minh. Kể từ khi tân lịch bắt đầu, các vị thần về cơ bản chỉ tồn tại ở trong thế giới u minh, hiếm khi du đãng ở nhân gian. Tất nhiên, thần cũng phân ra mạnh và yếu. Dựa theo sự phân chia trong thời đại thần thoại, thời đại của thần thoại, thần kỳ lại được chia thành tứ giai, giả thần, chân thần, dương thần và tôn thần. Tôn thần lại có thể chia thành hai cấp độ là u minh thần kỳ và hiện thế thần kỳ. Bản thân tu hành giả không đi theo thần đạo, nhưng lại ngưng tụ tín ngưỡng, định hình truyền thuyết, lấy đó lập thần kỳ.
từ đó sáng tạo ra các loại truyền thuyết kỳ lạ trong hiện thế, cũng có đủ loại thần kỳ thiên kỳ bách quái cuối cùng cũng thành hình. Những vị thần này, về cơ bản có thể được xếp vào loại giả thần, hay còn được gọi là âm thần và mao thần. Thực lực nếu cùng tu sĩ trong hiện thế tu sĩ so sánh, giới hạn dưới là ở nội phủ cảnh, giới hạn trên là ở thần lâm cảnh. Những ai thực sự tu hành thần đạo thì đều hướng thẳng về phía chân thần mà đi. Cái gọi là tu đạo trăm năm không người hỏi, một khi thành thần thiên hạ đều biết. Loại hình như chân thần có thể so sánh được với tu sĩ động chân cảnh. Cấp bậc này trong thần đạo có thể xưng là đại thành giả. Ở thời đại thần đạo cực thịnh, những người này có thể nhận được hương hỏa từ vạn nhà, nhận được sự kính ngưỡng từ vạn chúng dân. Dương thần tương tự như tu sĩ diễn đạo cảnh. Cấp bậc này có thể cạnh tranh với sự rực rỡ của liệt dương, vì vậy mới được gọi là dương thần. Đó là chí cao của thần đạo, có thể xưng là thần quân hay thần vương. Cái gọi là U Minh thần kỳ chính là những người có vĩ lực tuyệt đỉnh trong thế giới U Minh. Nhưng sức mạnh này chỉ tồn tại duy nhất ở U Minh. Mà U Minh chỉ là vùng đất phải đi qua khi luân hồi, không phải là luân hồi thực sự, càng không được tính là một thế giới quá vĩ đại. U Minh thần kỳ ở bên ngoài thế giới U Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng ở cấp độ chân quân. Mà sau khi tiến vào hiện thế, bọn họ lại còn bị ý chí của hiện thế áp chế, cực kỳ khó phát huy thực lực. Trong thời đại cực thịnh của thần đạo, chỉ có những vị dương thần không thể tiến xa hơn mới xuống U Minh, lựa chọn thành tựu vị cách U Minh thần kỳ. Hiện thế là trung tâm của mọi thế giới, vì vậy mới nói tại sao các tu sĩ có tiềm năng thực sự đều phải thành tựu thần lâm ở hiện thế. Bởi vì chỉ khi thành tựu trong hiện thế thì mới là đại đạo có thể kỳ vọng chân chính. Trong triều Thương Ngô có một câu nói, thiên ngoại thành thần, đạo tiêu nhất thế. Và cùng vì vị cách tôn thần, cùng ở chỗ ở trên dương thần, vị cách hiện thế thần kỳ này chính là mục tiêu truy đuổi của Bạch Cốt Tôn Thần. Một khi thành tựu hiện thế thần kỳ, tất cả các thế giới sẽ vẫn là một. Ở bất cứ nơi nào, đều sẽ có vĩ lực trên mức tuyệt đỉnh. Vì vậy, yêu cầu của Bạch Cốt Tôn Thần chính là tiến thêm một bước. Kỳ ở U Minh đã đi đến hồi kết thúc rồi, ngoại trừ tranh đoạt những U Minh địa vực vốn đã không có nhiều với những U Minh thần kỳ khác, thì căn bản cũng không còn không gian phát triển hơn nữa. Bởi vì giới hạn của thế giới U Minh là ở đó, và bởi vì có liên quan đến việc gần với nguyên trì, nó không được coi là yếu nhỏ ở trong vạn giới, nhưng vẫn không thể so sánh với hiện thế được. Mà Bạch Cốt đã thành tựu vị cách tôn thần, nếu muốn trở thành hiện thế thần kỳ, thì trước tiên cần lấy được sự chấp thuận của ý chí của hiện thế, sau đó thành lập thần quốc trên hiện thế và định hình hiện thế thần khu. Đó là lý do tại sao có Bạch Cốt Đạo, các thế hệ Bạch Cốt Đạo tử như Trang Thừa Càn, Vương Trường Cát, mới có bi kịch của Thành Phong Lâm. Trong thời đại ngày nay, chỉ có hai vị hiện thế thần kỳ được biết đến, có sở hữu địa thượng thần quốc trong hiện thế. Một là Thương Đồ Thần, hai là Nguyên Thiên Thần. Sự mạnh yếu của địa thượng thần quốc hoàn toàn có thể phản ánh sự mạnh yếu của các vị thần linh, vì vậy Thương Đồ Thần tất nhiên cường đại hơn Nguyên Thiên Thần rất nhiều lần. Vì vậy, Thương Đồ Thần chắc chắn là vị thần mạnh nhất kể từ khi tân lịch bắt đầu. Nếu như đã một sự tồn tại vĩ đại như vậy, tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn nữ đế Đại Mục làm điều này? Làm thế có thể mở to mắt nhìn thần bính bị suy yếu đi. Cho dù là nữ đế Đại Mục dựa vào quốc thế của đế quốc Đại Mục, có thể thể hiện ra sức mạnh tối cao của mình trong biên giới của đất nước đi chăng nữa, thì Thương Đồ Thần chắc chắn sẽ không vô lực đối kháng lại mới đúng. Vì vậy, Khương Vọng mới tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với Thương Đồ Thần hay không. Tuy nhiên, trong toàn bộ nghi lễ kế vị thần miện bố đạo Đại Tế Ti, việc truyền thừa thần lực diễn ra khá bình thường. Thương Đồ Thần đã ban cho tân thần miện bố đạo Đại Tế Ti một thần lực kinh khủng, thậm chí còn có một màn thần linh ứng hứa, thiên địa cùng chúc mừng. Nếu không, một Thương Đồ Thần giáo khổng lồ như vậy có lẽ sẽ không tiếp nhận kết quả dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Khương Vọng đã trải qua xâm hải nguyên giới, cũng đã tận mắt nhìn thấy Long Thần ứng tọa, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tuyệt đối với mấy thần tích như thế này. Chẳng qua là câu chuyện về xâm hải nguyên giới, có diễn đạo đại sư rủ rỉ kể cho hắn nghe. Còn câu chuyện về đế quốc Đại Mục lại tuyệt đối không thể nói cho một vị tề quốc quân công hầu như hắn nghe được. Một màn sương mù khổng lồ đang bao phủ trên không trung trên thảo nguyên, tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy chỉ là hình bóng mờ nhạt của nữ đế Đại Mục. Tình trạng hiện tại của Thương Đồ Thần nhất định là bí mật hàng đầu của Mục Quốc, cho nên dù có bao nhiêu nghi ngờ cùng tò mò đi nữa, Khương Vọng cũng chỉ giữ lại ở trong lòng. Ở giai đoạn này,
Điều hắn muốn tìm hiểu nhất và cũng có cơ hội tốt nhất để tìm ra câu trả lời là bí ẩn về sự chuyển thế tu thành chân quân của Tà Ai. Ngoài việc tò mò về bí ẩn luân hồi, hắn còn quan tâm đến Hứa Tượng Càn và Tử Thư mấy người đó. Đếm thời gian, thời điểm Tuyết Quốc bị phong tỏa, Tà Ai trở thành chân quân, chính là lúc Hứa Tượng Càn bồi vị Triệu sư tỷ của hắn ta đi du ngoạn ở Tuyết Quốc. Và từ đó đến nay, hắn không bao giờ còn nghe được tin tức gì từ Hứa Tượng Càn nữa. Mặc dù hiểu rằng với lai lịch của ba người đó, trong trường hợp hành tung công khai, về cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ở Tuyết Quốc được, nhưng vẫn có một số lo lắng. Nếu muốn biết về bí mật luân hồi của Đông Hoàng, cách tốt nhất tất nhiên là hỏi chính Tà Ai, nhưng Tà Ai có lẽ quá lười biếng để ý tới hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Khương Vọng thường xuyên tới bái phỏng Hoàng Xá Lợi. Hiện tại đại điển kế nhiệm đã kết thúc, sứ giả các nước lần lượt tản đi. Khương Vọng xem như đã rời đi khá muộn, lại còn dành ra chút thời gian để gửi thư thách đấu cho Trần Toán. Nhưng vì linh thức của Trần Toán đang thôi diễn thiên cơ, không có cách nào để rời đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ước hẹn lần sau. Ngày thứ hai là đội ngũ cảnh quốc đã phải rời đi rồi. Trong số các quốc gia bá chủ, Hoàng Xá Lợi là người duy nhất muốn truyền bá tín ngưỡng của Hoàng Diện Phật, đang chuẩn bị xây dựng một ngôi miếu thờ, nên có thể phải ở lại Thảo Nguyên một thời gian dài. Vì thế Khương Vọng cũng vừa vặn tìm nàng ta để lý giải nghi hoặc, nhiều lần tới cửa để thỉnh giáo. Hoàng Xá Lợi tất nhiên là cầu còn không được, thậm chí có thể nói rằng hôm đó nàng ta cố tình nói với Khương Vọng hai từ chuyển thế, chính là vì khoảnh khắc này. Trong mấy ngày sau khi buổi lễ đại điển kết thúc, mỗi ngày nàng ta đều khoanh chân uống rượu, ăn đậu phộng, chờ Khương Tiên Tử tự tìm tới cửa, sau đó vui vẻ cầm tay, nói chuyện năm mới. Nàng ta rất giỏi trong việc dụ dỗ người khác, hôm nay nói hai câu về luân hồi, ngày mai lại giảng hai câu về lịch sử Tuyết Quốc. Chung quy lại tất cả đều là những tin tức rất hữu dụng, nhưng mà mỗi ngày chỉ điểm tới một chút tin tức mà Khương Vọng quan tâm nhất, cũng không có giải thích rõ ràng. Mỗi lần Khương Vọng hỏi tới vấn đề mấu chốt, nàng ta đều lấy cớ phải giám sát việc tạc tượng Phật, kiểm tra việc sắp chữ kinh Phật, cảm nhận được cơ hội thần lâm, thời tiết vô cùng tốt muốn mài giũa cùng Khương Vọng. Rất nhiều nguyên nhân. Vì vậy, Khương Vọng đã tìm tới Hoàng Xá Lợi 5 ngày liên tiếp rồi, thiên nam địa bắc nói không biết bao nhiêu là chuyện, thế mà vẫn chưa làm rõ chuyện của Tà Ai rốt cục là như thế nào. Nhưng chung quy cũng không thể trì hoãn đến ngày thứ 7 nữa, bởi vì Khương Vọng sắp phải trở về Tề Quốc rồi. Hoàng Xá Lợi cuối cùng cũng không lấp lửng gây khó dễ nữa, mặc dù tư thái là đang tùy tiện dựa vào chiếc ghế tựa, nhưng giọng điệu của nàng ta vô cùng nghiêm túc. Theo tin tức từ Tuyết Quốc truyền ra, tiền kiếp của Tà Ai chính là Hứa Thu Từ, một cường giả ở Tuyết Quốc ở 2000 năm trước. Hứa Thu Từ được biết tới là Tuyết Tiên Quân, đã chết trong trận chiến truy sát Thánh Ma Quân. Vì thành tích của trận chiến này, Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu đã tự tay viết trong Minh Ước Chu Ma Thượng Cổ, Tuyết Quốc sẽ không bị xâm chiếm trong hàng ngàn năm. Thánh Ma Quân, Khương Vọng chỉ ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ, rất hiểu chuyện rót một ly rượu cho nàng ta. Hoàng Xá Lợi vui vẻ nhấp một ngụm rượu, rồi nói, Thánh Ma Quân này là một trong những thiên yêu cấp cao nhất trong vạn giới hoang mộ. Ngươi có biết Bát Đại Ma Công không? Một trong số đó là lễ băng lạc hoại Thánh Ma Công, chính là đạo tu hành của Thánh Ma Quân. Trong số tứ đại ma quân mà Đồ Hỗ đã đề cập trước đó, không có ai như vậy, có vẻ như người này đã bị truy sát mất rồi. Ngược lại, khi cái tên lễ băng lạc hoại Thánh Ma Công xuất hiện, thì Thất Hận Ma Công càng trở nên có chút độc đáo. Bắc Thiên Sư là chân quân xuất thân từ Đại La Sơn phải không? Khương Vọng thản nhiên hỏi. Hoàng Xá Lợi gật đầu. Khương Vọng vừa nhanh nhẹn bóc vỏ đậu phộng, vừa nói tiếp, Hoàng cô nương tiếp tục nói đi. Hứa Thu Từ vị này có gì đặc biệt, tại sao lại có thể chuyển thế thành công, thành tựu chân quân? Đôi mắt đẹp của Hoàng Xá Lợi lưu chuyển, bí mật như vậy, làm sao Tuyết Quốc có thể truyền ra ngoài? Chúng ta chỉ có thể ghép một số thông tin lại với nhau, tự mình làm ra phán đoán, không phải rất chính xác. Ta hiểu, ta hiểu. Khương Vọng rất khiêm nhường, vậy Hoàng cô nương nghĩ thế nào? Tuyết Quốc từ trước đến nay luôn khép kín, và ngay cả chúng ta cũng có rất ít thông tin. Hoàng Xá Lợi trước tiên đưa ra một câu để lót đường, sau đó nói, đệ nhất cường giả của Tuyết Quốc hiện tại chính là chân quân Phó Hoan. Tà Ai là đệ tử của Phó Hoan trong kiếp này. Tài năng của Tà Ai thì không còn gì để nói, là người giỏi nhất trong thế hệ đồng trang lứa ở Tuyết Quốc. Nhưng nếu đặt trong thiên hạ, thì cũng không phải là xuất sắc nhất. Tại Hoàng, Hà Hội,
thành tích của nàng ta rất bình thường. Lần đó ngươi cướp vị trí đứng đầu của ta, mỗi lần nghĩ lại, ta còn rất đau lòng đây. Ăn đậu phộng, ăn đậu phộng. Khương Vọng cười cười xin lỗi, bóc từng hạt đặt lên khay cho nàng ta. Hoàng Xá Lợi răng rắc cắn hai hạt, lại nói ta ai. Thời điểm nàng ta chân chính phát sinh ra sự biến hóa đặc thù, tu vi đột nhiên tăng vọt, hoặc là tháng 2 năm ngoái, chà, đại khái là vào thời điểm ngươi tham dự Sơn Hải Cảnh. Vào thời điểm đó, sự kiện lớn xảy ra ở Tuyết Quốc là Thiên Bi Tuyết Linh xuất hiện vết nứt. Nghe nói rằng phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng, giết chết rất nhiều người, nhưng chúng ta không có được số liệu thương vong cụ thể. Còn Thiên Bi Tuyết Lĩnh chính là đạo tràng của Hứa Thu từ hơn 2.000 năm trước. Nơi đó lạnh cóng, băng giá cắt đứt linh hồn, tự nhiên là trấn áp tất cả thần thông đạo thuật, rất ít người lui tới. Sau đó là đến tiết điểm mấu chốt, chính là Tuyết Quốc khóa cảnh, đây là mệnh lệnh do chính Phó Hoan ra lệnh. Ngoại giới không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong khi Tuyết Quốc khóa cảnh. Cho đến khi khóa cảnh kết thúc, Tà Ai, người xuất hiện trở lại trước mặt mọi người, đã là chân quân. Tuy nhiên, Hoàng Xá Lợi thản nhiên nói, trước khi Tuyết Quốc khóa cảnh, người ta nói rằng ai đó đã nhìn thấy ảo ảnh của Lẫm Đông Tiên Cung ở gần Thiên Bi Tuyết Lĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập 212 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.